trộm chó giết ăn thịt. 5 năm trước, Hạ Tiên Sinh hơn 40 tuổi, con trai ông là Cúng được 12 tuổi. Ngay từ nhỏ, Cúng đã hết sức ương bướng. Sau khi cho đi học, không những nó ham chơi, chẳng chịu học hành, ưa đánh nhau, lại thường xuyên trốn học. Cha, mẹ, thầy giáo đều bó tay hết cách đối với thằng bé. Cúng quậy tưng làm cho cả nhà không được yên. Em gái Hạ Tiên Sinh một lòng tin Phật, biết đây là nghiệp báo ăn gia đến đòi nợ. Cô muốn nhờ Phật Pháp giáo dục thằng bé, giúp anh mình giải mối lo. Thế là cô dẫn anh đến gặp Hòa Thượng Diệu Pháp cầu cứu. Cũng hy vọng anh mình thấy Ngài trí huệ mà phát tâm tin Phật. Hòa Thượng chăm chú nhìn ông Hạ và hỏi: Ngày xưa anh có giết qua con chó nào không? Dạ không, xưa nay con chưa từng giết qua con chó nào. Hạ Tiên Sinh nhấn mạnh. Vậy sao? Con chó đó lông màu vàng, trên lưng đốm đen, lúc ấy anh khoảng chừng 20 tuổi. Sư phụ nói rõ thời gian và tả kỹ hình dáng con chó. Hạ Tiên Sinh nhớ lại chuyện thuở xưa và nói: À, hồi đó còn làm ruộng tại vùng Hắc Long Giang, do mấy thằng bạn đồng công tác suốt thời gian dài không được ăn miếng thịt nào nên đã lén trộm con chó vàng của làng bên cạnh. Tụi nó thì bắt và giết chết chó, phần con chỉ phụ tá giúp lột da mổ bụng làm thịt giùm thôi. Anh có ăn một chén thịt nữa mà. Dạ, đương nhiên là vậy rồi, con đã phụ giúp, lẽ nào không ăn cho đỡ thèm. Ông Hạ cười nói: Anh đã lột da lại còn mổ bụng xẻ thịt chó, làm vậy cũng đồng như giết chó. Đến thời điểm này thì chính con chó đã đầu thai làm con anh, tìm anh mà báo oán đó. Mặt ông Hạ đầy bất bình, tức tối nói: Như thế quá vô lý và không đúng chút nào. Trước tiên, con chó phải tìm kẻ bắt nó, giết nó mà báo án mới hợp lý chứ. Và lại, bọn họ cũng ăn thịt nhiều hơn con mà. Tại sao lại nhắm vào con, còn đâu phải là người giết nó? Sư phụ giải thích: Chuyện đến nay đã hơn 20 năm, có lẽ nó đã tìm tới những người kia báo thù rồi, nhưng không nhất định là phải đầu thai làm con họ. Phàm những kẻ tham dự việc bắt chó, giết ăn, sớm muộn gì đều phải trả báo hết. Còn như ai trả báo trước, ai bị báo sau, chuyện này không nhất định. Bởi vì nghiệp lực và phúc đức mỗi người khác nhau, nên thời gian trả báo cũng có sớm muộn chẳng đồng. Người có phúc báo lớn một chút thì đời này đời sau cũng chưa thọ báo. Đợi đến nhiều đời nhiều kiếp sau, phúc hết thì họ mới trả báo. Điều này vốn không nhất định mà. Hòa Thượng thở dài, cố sức nhắc nhở ông Hạ: Ôi, ta biết anh không tin những gì ta nói. Hôm nay anh đến đây cũng là cùng Phật có duyên. Ta hy vọng anh có thể cởi bỏ phiền não, cho nên mới giảng về nhân quả cho anh nghe. Còn số mệnh anh, số mệnh gia đình đều nằm trong tay của chính anh, tất cả đều có thể chuyển đổi. Ngừng một chút, Hòa Thượng tha thiết nói: Nếu như anh có thể sám hối tội giết con chó, hằng ngày chịu khó tụng kinh Phổ Môn Quan Thế Âm Bồ Tát, hồi hướng công đức cho con chó đó, đồng thời dùng tâm nhẫn nại giáo dục con, thì con anh sẽ thay đổi tốt đấy. Anh nếu càng chân thành thì con anh thay đổi càng nhanh. Nói ngược lại, nếu như anh không thể làm theo lời ta, đợi đến lúc con anh 17 tuổi, nhà anh sẽ phát sinh việc lớn. Và sau đó, con anh có thể tạo họa, sa vào lao ngục, ngàn vạn lần chớ nên khinh thường. Hạ Tiên Sinh nghe xong không nói gì, mắt cụp xuống, mặt hiển lộ vẻ không tin. Anh hoàn toàn chẳng tiếp nhận lời khuyên vàng ngọc của Hòa Thượng. Thời gian qua như tên bay, chớp mắt con trai ông Hạ đã 17 tuổi. Trong quá khứ, suốt mấy năm ở trường học, hành vi xấu ác của thằng bé đã khiến cho nó bị đuổi học. Ông Hạ vì vậy phải tốn rất nhiều tiền để duy trì học bạ cho con.
nhưng ông vô phương dạy dỗ. Thằng bé ngày càng hư đốn khó bảo, một mực kình chống cha. Vì nó mà vợ chồng ông Hạ thường xuyên cãi lẫy, thậm chí đánh nhau ầm ĩ. 5 năm sau, gia đình ông giống như chiến trường, không có ngày nào được ăn. Mùa xuân năm nay, đêm giao thừa, hai vợ chồng vì con mà gây gổ dẫn tới đánh nhau tưng bừng. Người mẹ réo đứa bé trợ giúp. Thằng cún bây giờ cao 1m8, huyết khí bừng bừng. Vừa nghe tiếng mẹ hô quán là nó chạy tới giữ chân cha lại. Vật ông té nhào, nó tiếp tục giữ chặt chân cha để mẹ nó đánh thỏa thích. Cho đến khi ông ngất đi, họ mới kêu xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Cuối cùng ông Hạ phải ly hôn, thằng con đi theo mẹ. Sau đó còn gì xảy ra nữa thì tôi không biết. Tôi thật rất tiếc cho Hạ tiên sinh. 5 năm trước, nếu ông chịu nghe lời hòa thượng khuyên dạy, thì có lẽ đã tránh được những điều không hay cho ông lẫn thằng cúng. Nhân chuyện này tôi thắc mắc hỏi: Bạch hòa thượng, ngài hãy giải thích vì sao mang thân chó. Hòa thượng thở dài đáp: Con người được tôn là loài chí linh trong vạn vật, biết mai đồ mặc, chế tạo đủ thứ vật chất văn minh để phục vụ cho cuộc sống của mình. Nếu làm người mà nhân cách phẩm hạnh không xứng với vị trí con người, cứ hành động phi pháp, trái đạo, luôn mưu hại kẻ khác, đánh mất nhân phẩm, thì cuối cùng sẽ thay đổi đầu mặt làm kiếp thú. Câu chuyện thứ 9, chuyện người thợ săn. Trong kinh Tiểu Bộ, chuyện con khỉ Kulananjiya kể về một anh thanh niên chuyên làm nghề săn bắn. Hôm đó anh vào rừng nhưng không săn được con thú nào. Trên đường trở về nhà, nhìn thấy một cây bàng rất to cuối cánh rừng. Anh ta bèn đi đến chỗ cái cây với hy vọng sẽ săn được con vật gì đấy. Lúc đó trên cây bàng có hai con khỉ đang đút thức ăn cho khỉ mẹ bị mù. Mắt thấy người thợ săn đã lại gần, chúng không kịp đưa khỉ mẹ đi nên đành để khỉ mẹ ngồi đó, rồi tìm chỗ núp giữa các cành cây. Người thợ săn đứng dưới gốc cây, nhìn lên thì phát hiện ra khỉ mẹ và dương cung định bắn. Thấy vậy, khỉ anh liền ra xin anh ta tha cho khỉ mẹ và giết nó để thay thế. Người thợ săn bèn dùng tên bắn con khỉ anh rớt xuống. Sau đó, anh ta dương cung định bắn tiếp khỉ mẹ. Khỉ em thấy vậy cũng đi ra van xin và nguyện chết thay cho mẹ mình. Người thợ săn liền dương cung bắn khỉ em, rồi bắn nốt cả khỉ mẹ. Xong, anh ta gom 3 xác khỉ lại, cho lên đoàn gánh mang về. Trong lúc ấy, sấm sét nổi lên đánh xuống nhà người thợ săn độc ác, thiêu cháy vợ, con và cả căn nhà. Về đến cổng làng, một người ra báo tin dữ cho anh ta biết. Quá sầu khổ vì mất vợ mất con, anh ta quăng đòn gánh cây cung, bỏ lại quần áo, khóc than chạy vào nhà. Đúng lúc ấy, một cây cột nhà bị gãy rơi xuống làm vỡ đầu anh. Anh ta chết ngay tại chỗ và bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Câu chuyện thứ 10, hồn trâu đòi mạng. Ở huyện Nam Đầu, tỉnh Tứ Xuyên, có cư sĩ Lưu Tịnh Mật. Trong nhà ông có một cô làm thuê họ Nhiếp. Đời trước, cô này sinh sống bằng nghề đồ tể, đã từng giết 96 con trâu. Những con trâu này sau khi chết đều biến thành hồn quỷ và theo cô để báo thù. Cô Nhiếp cũng là người Tứ Xuyên, từ khi xuất gia về sau thường bị quỷ phá hoại. Mỗi năm phát bệnh mấy lần, mỗi lần phát bệnh như vậy, cô phải chịu thống khổ không thể nào tả xiết. Tháng 2 năm 1932, cô Nhiếp đến nhà cư sĩ Lưu Tịnh Mật xin làm thuê. Một hôm, bỗng nhiên cô phát bệnh nặng, toàn thân bị mục đỏ giống như bị băng đỏ, đã đau đớn mà lại vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Vì chịu không nổi nên cô định nhảy sông tự tử, nhưng bị mọi người phát hiện và ngăn cản nên cô vẫn còn sống. Cô luôn cào xuống đất
và tru lên giống như chó điên. Đã vậy, cô còn hát bài ca giết trâu mà hát có vần có điệu. Nội dung bài hát kể về những nỗi khổ của con trâu sắp chết. Cô đi lang thang khắp nơi và hát ầm ĩ không ngừng. Cư sĩ Lưu Tịnh Mật đến thăm cô. Vừa nhìn thấy cư sĩ Lưu, cô nói: "Lão gia, tôi không phải là cô Nhiếp. Chúng tôi là hồn trâu. Đời trước cô Nhiếp ở huyện Vạn đã giết chúng tôi. Tất cả có 96 sinh mạng bị giết. Hôm nay chúng tôi đến đây để đòi mạng. Xin ông đừng có can dự vào việc của chúng tôi." Cư sĩ Lưu Tịnh Mật nhìn thẳng vào cô Nhiếp, nói với hồn của 96 con trâu: "Các người thật hồ đồ, không chịu truy cứu nguyên nhân vì sao đời trước cô Nhiếp lại giết các người. Do các người đã từng sát hại cô ta nên mới đầu thai lên làm trâu để cho cô ta giết hại. Bằng không, tại sao cô ta chỉ giết 96 mạng mà không giết nhiều hơn, cũng không giết ít hơn? Tất cả mọi việc đều có nguyên nhân cả. Hôm nay, các người không nhớ mình đã từng giết cô ta, mà chỉ nhớ cô ta giết các người, nên mới trở lại làm quỷ để báo thù. Cứ oan oan tương báo như vậy đến bao giờ mới chấm dứt? Cuối cùng cũng chỉ xoay đi lộn lại trong luân hồi để trả nợ lẫn nhau. Các người nghĩ xem, hôm nay các người giết cô ta, rồi tương lai cô ta sẽ giết lại các người, vậy thì sẽ như thế nào?" Hồn của 96 con trâu nói: "Ông nói rất có lý, đích thật chúng tôi quá hồ đồ, nhưng máu trên cổ chúng tôi vẫn chưa khô, sự đau đớn vẫn chưa nguôi, do bị thống khổ hoành hành, cho nên chúng tôi mới có ý niệm báo thù." Cư sĩ Lưu Tịnh Mật liền nói: "Chuyện này giải quyết không khó." Nói xong, ông liền sai người hầu lấy nửa ly nước. Ông niệm ba biến cam lộ chân ngôn rồi mời những oan hồn đó uống. Tất cả oan hồn này vốn dĩ là trâu. Khi thành quỷ, chúng có khả năng đi lại như người, nhưng đầu vẫn là trâu. Hai chân trước biến thành tay, nhưng cong queo như hai chi trước của khủng long vậy, nên không cầm được ly để uống. Chúng liền nói: "Chúng tôi không có tay, làm sao cầm ly cho được?" Cư sĩ Lưu Tịnh Mật sai người hầu bưng ly nước kề sát miệng cô Nhiếp. Nhờ vậy bọn chúng mới uống được. Không ngờ vừa uống xong, tất cả bọn chúng đều vui mừng nói rằng: "Nước này thật kỳ diệu, chúng tôi vô cùng khỏe khoắn. Cổ chúng tôi lành hẳn rồi, tất cả móng đều rụng, sừng cũng mất." Nói xong, cả bọn nhảy nhót vui mừng. Cư sĩ Lưu Tịnh Mật lại xưng tán cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và dạy bọn chúng niệm Phật. Xưng tán xong, cư sĩ hỏi bọn chúng: "Nếu các người được vãng sanh về thế giới cực lạc, vĩnh viễn không còn chịu luân hồi thống khổ, vậy các người có muốn về đó không?" Những oan hồn trâu liền đáp: "Thế giới cực lạc thật sự tốt đẹp như ông nói, thì lý gì chúng tôi lại không muốn về? Nhưng nghiệp chúng tôi nặng quá, sợ không về được. Nếu các người phát nguyện niệm Phật, một lòng cầu sanh cực lạc, ta sẽ thỉnh Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn các người, đồng ý không?" "Tốt quá, tốt quá, nhưng chúng tôi đã bị đói khát rất lâu rồi, xin ông hoan hỷ cho chúng tôi một ít thức ăn." Cư sĩ Lưu gật đầu đồng ý. Ông lấy một ly nước, cơm và niệm bãi biến, biến thực chân ngôn, rồi đổ vào bụi trúc. Một lát sau, các oan hồn đó nói: "Chúng tôi đã ăn rất no, cảm ơn ông, cảm ơn ông." Cư sĩ Lưu Tịnh Mật đứng trong cửa sổ, lấy ba cây hương xoay về hướng Tây, phụng thỉnh Đức Phật A-di-đà, lại niệm chú Vãng Sanh, chú Đại Bi, tâm kinh Bát Nhã và niệm Thánh Hiệu Bồ-Tát, thỉnh các ngài đến tiếp dẫn tất cả các hồn trâu này vãng sanh cực lạc. Bỗng nhiên có một con trâu trong số chúng nói lớn: "Mau lên các bạn, lão gia vừa thỉnh, Đức Phật A-di-đà liền đến. Ngài đang đứng ngoài cửa sổ chờ chúng ta. Các bạn xem, Đức Phật rất trang nghiêm, toàn thân màu vàng óng. Đẹp quá, đẹp quá,
chúng ta mau theo Đức Phật A-di-đà về cực lạc. Lúc đó, vợ của cư sĩ Lưu đang đứng bên cạnh hỏi ông. Ông có thấy cảnh giới Tây Phương cực lạc không? Nói như thế nào? Cư sĩ Lưu Tịnh Mật đáp. Tôi đã thấy cảnh giới Tây Phương cực lạc trang nghiêm, đẹp đẽ hơn trong kinh diễn tả rất là nhiều. Trước khi những oan hồn đó vãng sinh cực lạc, chúng chắp tay cảm tạ cư sĩ Lưu và nói: chúng tôi vô cùng cảm tạ ông đã giúp đỡ, làm cho oán thù nhiều đời nhiều kiếp của chúng tôi đều được tiêu hết. Nhiều năm nay, chúng tôi luôn theo cô Nhiếp để làm hại cô ta, khiến cô ta luôn chịu nỗi thống khổ. Chúng tôi thật ngu muội, cứ tưởng làm như vậy thì sẽ trả được thù, sẽ hả giận. Ai dè làm vậy, chính chúng tôi cũng bị thống khổ. Hôm nay nương vào oai lực của chư Phật, chư Bồ Tát được vãng sanh cực lạc. Hy vọng ông có thể từ bi cũng khuyên cô Nhiếp niệm Phật, tương lai cùng vãng sinh Tây Phương. Cho đến lúc lão già cùng phu nhân vãng sinh, chúng tôi sẽ theo Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn các vị. Nói xong liền đi ngay. Trải qua một giờ đồng hồ sau, cô Nhiếp tỉnh dậy. Cư sĩ Lưu hỏi cô đáp: vừa rồi trong lúc ngủ, con gặp một giấc mộng, con thấy có một bầy trâu rất hung dữ chạy sòng sọc về phía con. Trên đầu chúng đầy máu me, vô cùng đáng sợ. Trong lúc nguy cấp ấy, bỗng nghe tiếng của lão già, cảnh vật trước mắt tức thì biến đổi. Mặt đất bằng phẳng, cây cối tốt tươi, ai nấy cũng ưa thích. Kế đó, nghe những con trâu khen cơm thơm, thấy tất cả bọn chúng ăn rất ngon lành, thậm chí chúng còn nhảy cẩn lên. Những gì xảy ra sau đó còn không được rõ. Sau sự việc này, cô Nhiếp không còn bị oan hồn quấy phá nữa. Cô cũng bắt đầu phát nguyện ăn chay trường và niệm Phật. Mùa xuân năm 1934, cư sĩ Lưu Tịnh Mật phát tâm xuất gia tại Tây Khang, phát hiệu Tuệ Định. Đây là câu chuyện thật, ông đã ghi chép lại trước khi xuất gia. Câu chuyện thứ 11: bắn chim 3 năm, quả báo 18 năm chạy máu đau đớn. Chuyện kể của một Phật tử ở Hồng Kông về gương nhân quả theo quan niệm của Phật giáo mà anh ta trải nghiệm. Khi còn đi học, tôi hoàn toàn không tin Phật, Bồ Tát, tội, phước đức hay nhân quả báo ứng gì cả. Tôi cho rằng đây là chuyện của những người mê tín, thiếu học vấn, chứ còn người có học thức thì không tin những chuyện này. Khi còn nhỏ, tôi sống ở tỉnh Quảng Đông. Thời gian đó và ở nơi đó, tôi đã gặp chuyện nhân quả báo ứng mà chính bản thân tôi bị. Trải qua hơn 20 năm, vở kịch kinh hoàng này mới được diễn xong. Máu và nước mắt đã làm tôi tỉnh ngộ, nhận thức của tôi thay đổi 360 độ. Vì không muốn ai dẫm lên vết xe đổ của tôi xin viết câu chuyện có thật của bản thân mình để mọi người đừng làm cái việc như tôi đã từng làm. Và đây cũng là cách sám hối mà tôi đã thực hành bao năm nay. Năm 1960, vì hoàn cảnh khó khăn, tôi buộc phải nghỉ học khi đang học trung học phổ thông. Từ Quảng Xuyên, tôi trở về quê hương để phụ gia đình làm rẫy. Do còn quá trẻ, nhận thức kém, tôi suốt ngày sống buông lung, không có mục đích. Lúc bấy giờ đang là thời kỳ cách mạng văn hóa. Ở thôn quê gần 10 năm thì mọi tín ngưỡng tôn giáo đã bị dẹp sạch hoàn toàn. Thanh thiếu niên lớn lên chỉ tin khoa học, tuyệt đối không được tin Phật, tin nhân quả. Đương nhiên, tôi cũng không là trường hợp ngoại lệ. Do cuộc sống quá vô vị, tẻ nhạt, tôi nghĩ phải tìm cách giải trí gì đó để kích thích cuộc sống. Và lại, lúc đó vật chất, thực phẩm vô cùng thiếu thốn, thèm thịt còn hơn thèm á phiện nữa. Do đó, tôi tích góp tiền trong nhiều năm mua được cây súng hơi. Từ khi có súng, tôi lấy việc săn bắn chim làm thú vui. Bắn được chim, tôi liền đem về làm thịt, ăn cho có thêm chất dinh dưỡng. 2-3 năm sau, nhờ bắn chim nhiều nên kinh nghiệm càng dày dặn. Tôi trở thành xạ thủ bắn chim có tiếng.
tôi thường nấp vào những đám ruộng hoang bên rừng cây hoặc vào trong núi để tìm chim bắn. Chỉ cần nghe thấy chim hót trên cây, tôi liền mò đến và giương cung bắn. Trong nháy mắt, viên đạn trong nòng súng của tôi đã ghim vào con chim. Máu nó tuôn chảy, nhỏ thấm vào lá cây. Một lúc sau mới rớt xuống, nhưng mắt của nó vẫn giương to không chịu nhắm lại. Hình như nó còn luyến tiếc bầu trời trong xanh, cánh rừng tươi mát, đàn con dại trong tổ đang chờ mẹ. Cha đi kiếm mồi về, hay là nó không nhắm mắt vì thù hận tôi. Có nhiều con khi bị bắn trúng, rơi xuống đất, vẫy cánh yếu ớt vài cái rồi mới chết. Lông mao bay tứ tung, máu chảy nhầy nhụa. Có những con chim chỉ bị thương, nó cố dùng chút hơi tàn để chạy trốn, thì tôi đuổi theo ngay, quyết không để nó trốn thoát. Có khi đuổi mệt quá, tôi liền cho nó ăn thêm một viên đạn nữa. Cũng có khi tôi lần mò theo vết máu để tìm. Rất nhiều con chim khôn lắm, biết trốn vào cỏ. Khi tôi phát hiện ra, thì thấy nó đang giãy giụa, miệng há hốc, máu trong miệng túa ra. Thế mà tôi nào biết thương nỗi thống khổ của nó. Lúc ấy tôi chẳng mãi may động lòng, hành động tàn nhẫn của mình. Cũng không hề có cảm giác tội lỗi, mà còn cho đó là thú vui nhất trên đời, nên càng ra sức bắn giết. Tôi có thể bỏ cả ngày đi săn lùng chúng mà không thấy mệt mỏi. Vì đã giết quá nhiều chim, cho nên bất luận tôi đi đến đâu, trên tay có cầm súng hay không, tất cả chim muôn vừa thấy tôi là tự dưng chúng đều bay mất dạng. Thậm chí có những đàn chim rất lớn, chúng đang tìm mồi, vừa thấy bóng dáng tôi từ xa là chúng lập tức bay ngay. Động tác của chúng vô cùng vội vàng, chẳng những vậy mà chúng còn hốt hoảng kêu la nữa. Do vô minh, tôi không biết rằng do sát khí của mình quá nặng, khiến chim muông vừa thấy bóng tôi liền chạy trốn vì quá sợ hãi. Thời gian tôi bắn chim không lâu, chỉ trong khoảng 3 năm, từ năm 18 tuổi cho đến năm 20 tuổi. Nhưng vì là tai thiện xạ, lại rất say mê, nên số lượng chim trời bị tôi bắn rất nhiều. Có ngày bắn được mấy chục con. Không có người thân bên cạnh, người trong làng cũng không ai khuyên bảo, tôi lại càng dấn thân sâu vào tội lỗi. Mãi sau, tôi dần nhận thấy hành động của mình quá tàn nhẫn, tôi mới bỏ việc bắn chim. Một lần nọ, tôi tình cờ gặp được một người bị dân trong làng cho là gàn dở, mê tín và côn đồ. Tôi và ông ta cùng đi chung một đoạn đường. Ông kể cho tôi nghe chuyện có liên quan đến báo ứng. Thú thật, lúc ấy những tư tưởng được nhồi sọ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã ăn sâu trong trí, nên tôi không một chút tin tưởng vào lời ông. Nhưng sâu trong tâm khảm tôi vẫn còn lắng động âm hưởng những gì ông nói. Tôi thường thấy bất an vì những hành động trước kia của mình. Tôi bắt đầu đi tìm người để thỉnh giáo, nhưng những người trong làng họ đâu có tin tội phước, đâu có tin nhân quả báo ứng, biết hỏi ai bây giờ. Mai sau, giữa cánh đồng có một ngôi miếu bị bỏ hoang. Trong ngôi miếu ấy có một ông lão ngày ngày lo việc hương khói. Tôi liền đến thỉnh giáo. Sau khi nghe tôi kể về những hành động tội ác trước kia của mình, ông suy nghĩ một lúc rồi nói: theo chỗ tôi được biết, vấn đề của anh thì nếu đã biết sợ tội ác thì phải mau chóng quyết tâm sửa lỗi lầm. Lúc nào anh cũng phải có tâm nguyện, thà chết chứ không làm việc ác nữa thì mới mong cứu vãn bớt việc ác báo sau này. Đó chỉ là lý thuyết, nhưng thực tế chẳng hề dễ dàng đơn giản như vậy. 2 năm sau, tôi phát hiện ở hậu môn của mình có 5-6 cục trĩ. Nó thường làm cho tôi đau đớn thống khổ vô cùng, nhất là những lúc đi vệ sinh. Trước giờ, bệnh trĩ là căn bệnh mà mọi người thường gặp, chỉ cần tìm một vị bác sĩ chuyên khoa thì sẽ bớt ngay. Tôi liền đi mời một vị bác sĩ giỏi về bệnh trĩ đến chữa bệnh. Cách trị liệu của ông ta là dùng một loại thuốc nước có mùi rất thối xoa vào những cục trĩ đó, mục đích để cho thuốc này ăn mòn dần dần những cục trĩ. Hàm lượng thạch tính trong thuốc nước của ông rất cao.
Thạch tính là hợp chất Arsenium, ký hiệu AS, màu vàng, vị đắng, rất độc. Mỗi ngày ông đến nhà để thoa thuốc. Sau đó, mỗi cục trĩ ông châm một cây kim. Nhiều năm lão luyện, tay nghề ông rất giỏi, cộng thêm ông dùng thuốc tê. Vì vậy, khi châm kim vào, tôi không có một chút cảm giác đau đớn. Nhưng khoảng 5 giây sau khi châm, tôi thấy trong tim hồi hộp khó chịu, hô hấp bắt đầu khó khăn, thấy trời tối sầm, tình hình không mấy khả quan. Không được rồi, bác sĩ. Tôi dùng hết sức mới nói được mấy tiếng đó. Nói xong tôi không còn sức để thở nữa. Lúc ấy, trước mắt chỉ là màn đen tối mịt, dù tôi cố mở to mắt cũng không thấy được gì hết. Tay chân run rẩy, rung lắc giống như thây ma treo cổ bị gió lùa. Tiếp theo là co giật, giống như người mắc bệnh kinh phong, cảm giác như bay lơ lửng trong không trung. Tâm tôi tuy vẫn tỉnh táo sáng suốt, nhớ rõ từng hành động cử chỉ của mình, nhưng vô cùng khó chịu. Tôi nghe rất rõ tiếng hô hoán của bạn tôi đang đứng bên cạnh để chăm sóc. Bác sĩ, không ổn rồi, anh ta sẽ chết mất, không cần thoa thuốc nữa, hãy mau mau rút kim ra đi. Anh ta la tiếp. Máu chảy ra nhiều quá kìa bác sĩ, chất độc trong thuốc nước của ông đã xâm nhập vào máu của bạn tôi rồi. Rồi anh ta làm náo động cả lên. Cảm giác của tôi lúc đó rất lạ kỳ. Tôi thấy hình như có người rót nước vào miệng cho tôi uống. Khoảng nửa giờ sau, tôi dần dần tỉnh lại. Kiểm tra lại thì đâu có ai cho tôi uống nước lúc đó. Và nguyên nhân là do vì muốn bệnh mau lành nên ông bác sĩ đã bỏ hàm lượng thạch tính vào trong nước thuốc khá cao. Chất thạch tính theo cục trĩ xâm nhập vào mạch máu, mà mạch máu thì thông với tim, vì vậy mới khó thở khi thoa thuốc. Nhờ phước duyên tôi đã trở lại từ cõi chết. Đây là lần thứ nhất tôi nếm sơ mùi vị của cái chết. Những lỗ kim châm này lại là nguyên nhân chính khiến cho sau này càng khó chữa trị. Trải qua 18 năm, những lỗ kim vẫn không lành. Do trĩ ngoại liền với mạch máu nên những lỗ kim này giống như cái ống dẫn máu ra ngoài. Do đó, máu cứ tiếp tục chảy ra, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây. Do lần chữa trị đầu tiên đã mắc sai lầm, nên máu càng ngày càng ra nhiều. Lúc bình thường thấy ít ra máu, lâu lâu mới chảy ra vài giọt. Nhưng khi đi đại tiện thì thật kinh hồn. Vừa ngồi xuống, thấy máu chảy ra như nước từ trong người chảy ra qua đường tiểu tiện. Máu chảy mạnh giống như lúc bác sĩ châm kim vào. Máu chảy xong, tiếp theo là huyết tương chảy ra thành vòi. Huyết tương là chất nước màu vàng của máu sau khi loại bỏ hết huyết cầu. Mỗi ngày tôi phải đi đại tiện một lần. Mỗi lần như vậy đồng nghĩa là tôi mất ra cả một bô huyết tương. Chỉ vài tháng sau, da tôi trắng bạch, tay chân run rẩy, mắt bắt đầu mờ dần. Nhiều người thấy tình cảnh như vậy, họ thương quá, ai cũng bảo tôi đi mời bác sĩ về chữa, bằng không hậu quả khó lường được. Tôi lại đi mời một vị bác sĩ giỏi về bệnh trĩ. Ông ta là một bác sĩ chuyên khoa rất nổi tiếng ở một bệnh viện lớn. Ông bảo tôi hãy yên tâm, ông chữa mau và đặc biệt không đau, vì không tiêm chích, chỉ thoa thôi. Ông dùng thuốc giả nhuyễn, mỗi ngày thoa lên cục trĩ sẽ khô và tự rụng. Ông còn bảo đảm chỉ sau một tuần, toàn bộ những cục trĩ của tôi đều rụng hết mà vĩnh viễn không còn chảy máu nữa. Đương nhiên, khi nghe vị bác sĩ nổi tiếng hứa như thế, tôi vô cùng vui mừng, đặt hết hy vọng vào ông. Ngờ đâu, ngay đêm hôm đó, tôi rất muốn đi đại tiện. Nó thúc giục giống như bị tiêu chảy vậy. Tôi nhờ người bạn dìu đến nhà vệ sinh, mà hơn nửa tiếng không ra được một chút phân. Trải qua mấy tiếng, càng ngồi lại càng mắc. Tôi cố nhẫn nại ngồi, cho đến khi hai chân không còn cảm giác, đến nỗi ngủ gục trong nhà vệ sinh. Anh bạn chờ lâu quá đã vào phòng ngủ một giấc, giật mình dậy mới dìu tôi vào phòng ngủ. Nhưng chưa kịp leo lên giường, tôi lại trở ra đi cầu tiếp. Cứ như thế, suốt đêm tôi cứ chạy đi chạy lại liên tục, thống khổ đến mức chảy nước mắt,
toàn thân run lên. Vậy mà sự thống khổ này kéo dài liên tục suốt 7 ngày đêm, mà thống khổ của đêm sau lại hơn đêm trước. Trong lúc thống khổ cực độ, tôi ngước mặt lên hỏi ông trời. Ông trời ơi, tôi đã phạm tội gì mà phải chịu thống khổ như thế này? Dẫu bị như vậy, tôi vẫn chưa tỉnh ngộ, đấy là lúc quả báo đến. Sự trừng phạt giống như ở địa ngục. Nhưng qua 7 ngày, tôi bỗng dưng dần dần khỏe trở lại. Những búi trĩ cũng khô và rụng từ từ, máu không còn chảy nữa. Tôi hết sức vui mừng. Nhưng chỉ 6 tháng sau, bệnh trĩ lại tái phát trở lại. Chẳng những thế mà còn phát rất mau, máu cũng bắt đầu chảy ra như trước. Bi kịch tiếp tục tái diễn. Tôi lại phải tiếp tục tốn kém tiền bạc để chữa trị. Ngày nào cũng chảy máu, thân thể tôi suy nhược hẳn đi, dẫn đến chứng mất máu kinh niên. Các búi trĩ làm tôi vô cùng khó chịu, giống như bị lửa thiêu, dao cắt. Tôi đau đớn trong từng giây từng phút, không lúc nào yên. Biết bao nhiêu vị bác sĩ giỏi, nổi tiếng, đều bó tay, đành dương mắt nhìn tôi quằn quại trên giường mà không còn biết làm gì cả. Riết rồi tôi cũng bị hội chứng sợ hãi bác sĩ, vì bao nhiêu người chữa trị bệnh cũng không bớt mà còn đau đớn đủ kiểu, nên tôi quyết định không chữa trị theo y học nữa. Cũng chính vì quyết định đó nên tôi lại bị điều tiếng thị phi trong làng là trốn tránh lao động. Kỳ thực lúc này tôi cũng chẳng còn chút hơi sức để làm việc chi nữa. Thời đó là còn thời kỳ bao cấp, ai nấy cũng phải lao động sản xuất làm ruộng, rẫy, nên việc tôi không chịu chữa chạy bác sĩ dấy lên mối nghi hoặc của người dân trong làng. Người thì nói, có bác sĩ mà không chịu chữa, vậy rốt cuộc nó bị bệnh thật hay là giả? Người khác thì bồi thêm, bệnh trĩ của nó là giả, trốn tránh lao động mới là thật. Sau đó, trưởng thôn, phó thôn gọi bác sĩ lấy cớ cùng đến thăm tôi, nhưng thật ra để dò la, điều tra. Biết mục đích của họ, tôi vào nhà vệ sinh đại tiện. Giống như thường ngày, máu chảy ra cả một đống lớn, rồi tôi gọi mọi người vào xem. Trưởng thôn vốn không tin tôi bị bệnh thật, nên vào xem ngay. Vừa nhìn thấy, ông vô cùng kinh hãi thốt lên. Ôi, máu ra nhiều thế này à! Sau đó, nể lời mọi người khuyên bảo, tôi quyết định để ông bác sĩ, được cho là thần tiên giáng thế, chữa trị thêm một lần nữa. Thằng ôi, lại thêm một lần nữa, máu vẫn chảy, đau đớn vẫn còn nguyên. Ông bác sĩ thần tiên cũng đành bó tay rồi lặng lẽ bỏ đi. Có lúc tôi chịu đựng đau đớn hết nổi, tôi khóc than rên la thảm thiết, trên gò má nước mắt trộn lẫn mồ hôi chảy ròng ròng, tóc tai bù xù. Tôi bấu chặt quần áo mềm mùng, có lúc xé rách, hai chân đạp tấm nệm đến mức rách bươm, chẳng khác chi người điên là mấy. Ai thấy cũng đều lắc đầu thở dài. Có nhiều người đã rơi nước mắt khi thấy cảnh thống khổ của tôi. Trong lúc quằn quại trên giường, chịu đựng sự đau khổ, tôi chợt phát hiện ra nếu để mông cao hơn đầu thì sự đau đớn sẽ giảm đi một ít, tức là nằm theo tư thế treo ngược. Tôi nhờ bạn tôi lấy mền gối chồng lên nhau, để lại lại giống như mái nhà, rồi tôi leo lên đó, đầu thấp xuống và nâng cao mông, như thế trồng cây chuối. Tôi không nhớ rõ mình trải qua bao nhiêu ngày đêm như vậy. Tôi chỉ nhớ trừ lúc ăn cơm, đi vệ sinh, còn suốt ngày luôn sống với tư thế treo ngược, kể cả lúc ngủ nghỉ. Rồi đến một ngày, khi đang ở tư thế treo ngược như thế, khi máu chảy ra động thành vũng rồi thấm vào mền chiếu, nằm trên vũng máu đỏ tươi, tôi thẳng thốt nhận ra cảnh tượng đó rất giống những con chim trước kia bị tôi bắn chết. Máu của chúng nó cũng chảy rớt xuống những cành lá cây. Trời ơi! Tư thế treo ngược của mình với tư thế những con chim bị tôi bắn trước đây, không hay không khác. Đây không phải là quả báo nhãn tiền đó sao? Đúng là nợ máu phải trả bằng máu, nhân quả công bằng, một sợi tơ cũng không sót. Cái cảnh tôi đang chịu đựng trong đau đớn đó không phải là hình phạt trong địa ngục đó sao? Tôi bắt đầu tỉnh ngộ ra rằng
tất cả những nỗi đau khổ của con người chẳng phải do ông trời làm ra, mà chính là những tư tưởng xấu, hành động ác mà con người đã tạo trong đời này hoặc trong đời trước mới là nguyên nhân con người phải chịu mọi thống khổ trong hiện kiếp. Muốn cải đổi vận mệnh, chỉ có một con đường duy nhất là năng làm việc lành, tích chứa âm đức mà thôi. Khi được thấu suốt, tôi đã không còn oán hận những vị bác sĩ đã hại mình nữa. Ngược lại, tôi lại vô cùng biết ơn họ vì họ đã giúp tôi sớm trả xong món nợ máu. Nếu họ không chữa sai, có lẽ tôi còn mang bệnh tới già hoặc tiếp đến đời sau tiếp tục trả. Sau khi có nhận thức đúng đắn về cuộc đời, tôi luôn luôn sám hối trong tâm, có lúc sám hối cho đến khi chịu không nổi khóc trống lên mới thôi. Tôi quyết tâm lấy công chuộc tội, tự nhủ tranh thủ lúc còn trẻ, gấp rút lo tu hành để cải thiện vận mệnh đời mình. Sau đó tôi thường nhờ bạn bè đi mua động vật để phóng sinh. Hằng ngày gặp những cơ hội phóng sinh, cứu sinh vật là tôi đều không bỏ qua. Đồng thời tôi cũng dùng hết khả năng của mình để giúp đỡ người bệnh tật, nghèo đói. Tôi cũng thường ráng hết sức lực để bí mật đến ngôi đền giữa cánh đồng, lễ bái và cúng thí cho các oan hồn uổng tử ở mười phương, giúp họ được ấm no. Nói ra cũng thật kỳ lạ, từ sau khi tôi bố thí phóng sinh, cơn thống khổ của bệnh trĩ của tôi dần dần giảm thiểu một cách rõ ràng, máu cũng chảy ít hơn. Dần dần cách 2-3 ngày rồi đến một tuần mới phát một lần mà không cần tới thuốc men chi cả. Nửa năm sau, bệnh bắt đầu bình phục, người tôi có da thịt trở lại, có thể đi lại mà không cần người dìu như suốt mười mấy năm qua. Tôi càng vui mừng nên ra sức làm việc thiện quanh năm suốt tháng như vậy. Bệnh trĩ từ 8 rồi 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng mới phát một lần. Đến mùa xuân năm trước, nó hết còn chảy máu và cơn đau hết hẳn. Tính ra, từ khi phát bệnh cho đến khi lành hẳn, hết cả thảy là 18 năm. 7 năm trước, tôi may mắn được đến Hồng Kông, nhưng còn may mắn hơn nữa là gặp được Phật Pháp. Từ đó, niềm tin của tôi đối với nhân quả báo ứng càng thêm kiên cố. Tôi giác ngộ sâu sắc. Mục đích đời người chẳng phải là tiền rừng bạc biển, nhà cao cửa rộng hoặc danh cao chức trọng mới làm rạng rỡ tâm phong. Chỉ cần siêng năng làm thiện pháp, tích chứa âm đức, không sát sinh, làm lợi vật lợi người, cửu huyền thức tổ nhờ đó mà được siêu thăng, thì ta sẽ không thấy hổ thẹn một đời. Câu chuyện thứ 12: Cá đầu thai báo thù. Có một chú Sa Di pháp danh Thích Thông Huệ, chú xuất gia khi mới tầm 8 tuổi. Bổn phận của chú hàng ngày chỉ là quét sân chùa, làm những việc lặt vặt. Đến năm 14 tuổi, chú Sa Di Thông Huệ được các thầy giao cho công việc gánh nước. Mỗi ngày phải xuống núi gánh khoảng 20 gánh nước lên cho mọi người sử dụng. Một hôm, trong lúc chú gánh nước lên núi, có một bà bán cá đội trên đầu một cái chậu đựng đầy cá ra chợ bán. Khi đi ngang qua gánh nước của chú Sa Di, bà dừng lại hạ cái chậu cá xuống đất, phụ ý thế nào làm phăng một con cá vào thùng nước chú Sa Di đang gánh. Thế là thùng nước trong lành của chú bị con cá đó làm cho tanh ngòm đi, không thể dùng được nữa. Nhất là ở trong chùa kỵ mùi tanh của thịt cá nên buộc phải đổ đi. Do khi đó chưa hiểu đạo nhiều, chú nổi cáo lên, nhìn con cá mà tiếc công sức mình hì hục gánh nước gần về đến nơi, lại vì con cá này mà đành đổ đi hết. Tức quá, chú túm lấy con cá khi nó đang còn sống, đập mấy phát liền vào thùng nước, vừa đập vừa chửi rủa nó, và đương nhiên con cá chết ngay tại đó. 30 năm sau, chú Sa Di đã trở thành một thiền sư. Sau khi sư trụ trì Viên Tịch, ngài tiếp nối làm trụ trì ngôi chùa đó. Một hôm đang ngồi thiền trong chùa thì có một vị tướng trẻ tên là Trương Tuấn dẫn quân đi ngang qua chùa. Viên tướng trẻ vào chùa nhìn thấy thiền sư Thông Huệ,
trong tâm bỗng dưng bừng bừng khởi lên sự giận dữ mà chính Trương Tuấn cũng không hiểu được là vì sao. Trương Tuấn không kiềm chế được, liền rút kiếm ra định đâm vị thiền sư mà mình chưa từng gặp bao giờ. Khi ấy thiền sư mở mắt, điềm tĩnh nói: "Ta đã chờ ông 30 năm rồi." Viên tướng Trương Tuấn liền hỏi: "Tại sao tôi với ngài chưa từng gặp nhau lần nào? Đây là lần đầu tiên tôi đi qua vùng này, vậy mà không hiểu vì sao cảm giác trong tôi thay đổi bất thường. Vừa nhìn thấy ngài là tôi muốn giết ngài liền." Thiền sư thông huệ trả lời: "Không phải ngẫu nhiên, mọi chuyện đều có nhân duyên của nó." Nói rồi, thiền sư kể lại câu chuyện đập chết con cá 30 năm về trước. Sau khi đập chết con cá, ngài cảm thấy rất hối hận. Ngài hay sám hối về việc này, và chắc hẳn ngài cũng thường tạo các công đức hồi hướng cho con cá ấy, và ngài sẵn sàng chờ đợi cái ngày mà quả báo xảy đến, khi mà con cá tìm đến báo thù. Ngày đó cuối cùng đã đến. Thiền sư nói tiếp: "Con cá đó đã chuyển kiếp thành người, chính là ông đó. Sở dĩ hôm nay ông đi ngang qua đây, không dưng cảm thấy nóng giận, muốn lấy mạng tôi, là vì kiếp trước tôi đã giết ông. Khi bị giết, ông đã khởi tâm sân hận, muốn báo thù. Khi tái sinh, ông không nhớ kiếp trước của mình, nhưng tôi biết và tôi đã chờ đợi ngày này từ nhiều năm qua." Trương Tuấn nghe xong liền hạ thanh kiếm xuống. Sau đó, ông ta xin xuất gia làm đệ tử của thiền sư Thông Huệ. Chính nhờ sự sám hối và hồi hướng công đức cho ăn gia trái chủ, chính là con cá đó, thiền sư Thông Huệ đã hóa giải được mối oan oan tương báo mà nếu là người khác không hiểu đạo, chắc chắn sẽ tạo thành mối thù truyền kiếp. Kiếp này ông giết tôi, kiếp sau tôi giết ông, không biết bao giờ mới chấm dứt. Câu chuyện thứ 13: Hành nghề bắt lương, mất mạng dưới sông. Tại vùng Tô Châu ở Trung Hoa, có một cái quán ăn nổi tiếng về món mì lương. Chủ nhân của quán, Đới Đại Phăng, là một con người xấu xa. Y rất tàn ác và ích kỷ. Hàng quán của ông rất đắt khách, không ai sánh kịp, là vì y có nghệ thuật nấu lương rất độc đáo. Y đem lương bỏ vào trong một cái chảo và nấu những con lương còn sống với các cây đinh nhọn. Ông bắt cái chảo lên bếp lửa, những con lương bò quanh cố gắng thoát ra ngoài, bị đinh nhọn cắt đứt thân thể. Máu đỏ của lương trộn thống với mì và biến thành một món ăn khoái khẩu, thơm ngon tuyệt hảo đối với nhiều thực khách. Một hôm, Đới Đại Phan đang tính tiền nơi bàn toán, y ngã đầu ra sau, cười đắc chí và nói: "Ta thu nhập càng ngày càng khấm khá nhỉ?" Đới Hỷ Tính, con trai y, nói: "Ba ơi, chúng ta đổi nghề khác đi ba, làm tiền bằng cách này sao thấy tàn nhẫn quá, mặc dù chúng ta trở nên giàu có." Đới Đại Phan mắng con: "Cái thằng nhỏ u mê kia, sống ở đời có ai mà chẳng ham tiền. Mày muốn đổi nghề gì nào? Đổi nghề khác thì có được nhiều lợi như thế này không? Mày con nít ăn nói hồ đồ." Thế rồi một ngày kia, Đới Đại Phan đi đâu không thấy về. Người con Đới Hỷ Tính đi tìm kiếm cha khắp nơi. Cuối cùng một người hàng xóm lại báo tin: "Họ đã tìm thấy xác ông ở dưới sông." Đới Hỷ Tính liền chạy ra bờ sông, gặp mọi người dân làng đang đứng nhìn thấy một cảnh tượng thật khủng khiếp. Hàng nghìn con lương bu lại cắn và nhận chìm thi thể ông Đới Đại Phan xuống nước cho đến chết. Rắn nhập hồn báo thù. Vào khoảng năm 1978, chùa chúng tôi xảy ra một biến cố làm cho tất cả mọi người có thêm kinh nghiệm rùng rợn về tái sinh và nghiệp báo. Nếu biến cố này xảy ra trước năm 75 thì chắc hẳn những tờ nhật báo thao hồ khai thác để làm tiền thiên hạ, và chùa chúng tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít
vì cái cảnh gặp nhiều tài tử gia nhân đua nhau tìm tới chùa, tìm hiểu sự vụ, hòng kiểm chứng những lời tường thuật của báo chí. Nhưng vì sự cố đã xảy ra vào một thời rất căng cho các chùa chiền, thêm nữa, chùa chúng tôi ở nơi thật hẻo lánh, trên núi, thì còn ai biết được một sự cố hy hữu đã xảy đến. Đương sự hiện nay là một ni cô đã ngoài 30, tốt nghiệp đại học và đang ở Sài Gòn để theo cao học. Một hôm, về thăm chốn tổ, chùa Trúc Lâm nằm trên đường đi Lăng Khải Định. Chúng tôi gặp nhau và nhân lúc cao hứng, cô đã kể lại câu chuyện đời của cô cho tôi nghe. Tâm tưởng, pháp danh cô bé lúc mới vào chùa. Trước kia, vào khoảng năm 1978, là một nữ sinh viên Đại học Sư phạm Huế sắp ra trường. Cả gia đình cô không ai biết đạo Phật là cái gì cả. Cô đang lưu trú trong cư xá của đại học vì nhà ở tận dưới quê xa. Một hôm, cô về thăm nhà, ở lại trong căn phòng nhỏ, thức đêm ôn bài cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Giữa khuya, thình lình có một con rắn lớn bò qua cửa sổ vào phòng. Cô hét lên, đánh thức cả nhà. Cha cô đang ngủ, nhổm dậy, cầm cây then cửa phóng về hướng con rắn và lập tức đập nó chết. Không lâu sau đó, ông tự nhiên bỏ ăn bỏ uống, nằm dài suốt ngày này qua tháng khác, thân hình mỗi lúc một tiều tụy. Chở đi bệnh viện thì bác sĩ không khám ra được bệnh gì, đành về nhà nằm tiếp. Cô gái trở lại đại học xá, đang học thi thì bỗng được tin cha chết. Cô chạy như bay về nhà, vào lúc giữa trưa đứng bóng. Cô chạy ngay giữa đường, xe hơi, nhưng kỳ lạ thay, không bị một chướng ngại gì suốt cả quãng đường dài gần 20 cây số. Người cha đã được khâm liệm bỏ vào quan tài. Khăn kín mít chỉ chờ cô về để đưa ma vì phải làm theo giờ giấc mà ông thầy coi lịch số đã định. Cô gái hùng hổ từ ngoài chạy vào nhà, gạt tất cả mọi người ra mà đâm bổ vào nơi đặt quan tài cha. Đến nơi, cô dùng hai tay trần bứt tất cả dây nịt quan tài, mở tung nắp quan hòm, moi vứt ra mọi vật dụng tẩm liệm rườm rà phủ trên xác chết cho đến khi lộ gương mặt thay ma. Rồi cô dùng 10 ngón tay cào cấu gương mặt ấy cho rách nát, xong chạy ra giữa đường cười ha hả la lên: "Ta đã trả được mối thù, ta đã trả được cả hai mối thù." Mọi người quá bất ngờ, không kịp phản ứng, vì cứ ngỡ cô gái thương cha muốn tới gần quan tài để khóc lóc cho hả. Đến khi cô làm mọi sự nói trên một cách chớp nhoáng, họ không kịp trở tay và vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh phi thường của cô gái đang bị quỷ nhập. Nhiều người đàn ông lực lưỡng xông vào ngăn cản nhưng đều bị gạt cho té nhào. Sau đó, hồn ma ứng vào miệng cô để đọc lên một bài thơ dài. Theo đó, người ta được biết câu chuyện đại khái như sau. Nguyên kiếp trước, cô là một người đàn ông đã có vợ. Người đàn ông này ngoại tình và lại còn về giết vợ. Người vợ chết trong tâm trạng uất hận nên đã tái sinh làm con rắn. Còn người đàn ông có lẽ do nghiệp ngoại tình tái sinh làm cô gái trong đời hiện tại. Thảo nào gương mặt cô bé do ấn tượng tiền kiếp vừa qua không mang vẻ nữ tính cho lắm. Con rắn bò vào nhà toàn cắn chết cô gái để trả mối thù xưa, thì lại bị cha cô đánh chết. Thần thức của người đàn bà bị tình phụ kiếp trước, tức của con rắn bị giết kiếp này, đã nhập vào cô con gái, bắt cô phải cào nát mặt cha cô. Khi tỉnh dậy, nghe thuật lại những gì mình đã làm, cô gái vô cùng đau khổ. Gia đình cô cũng từ đấy càng ngày càng sa sút. Hồn ma báo oán không những nhập vào cô gái, làm cô khi tỉnh khi say, mà còn khiến tất cả các thành viên trong gia đình cũng trở nên dở dở ương ương từ ngày cha cô chết. Đôi khi, vào những ngày thất trai tuần của người cha, vị thầy đang tụng kinh phải rợn óc vì tiếng cười rùng rợn của tất cả mọi người trong gia đình đang quỳ sau lưng.
Cô gái bỏ học, về nhà thức suốt 3 đêm thắp hương giữa trời, cầu khẩn vị nào có phép thần thông. Cô chưa hề biết Phật, xin hãy giải mối oan khiên nghiệp chướng cho cô. Lời cầu nguyện của cô đã cảm đến một vị thiền sư trong cõi vô sắc. Vị ấy nhập vào xác cô gái, bắt người anh phải đưa cô lên chùa Trúc Lâm xin hòa thượng thế pháp quy y. Trong nhà không ai biết đến chùa và hòa thượng, nhưng cô gái cương quyết bảo người anh cứ theo cô là được. Nói xong, cô gái lôi người anh chạy như bay giữa đường trường gần 20 cây số lên tới chùa Trúc Lâm. Tới nơi, trong khi người anh sụp lại hòa thượng trụ trì như tế sao, xin hòa thượng cứu cho em gái, thì cô gái cứ đứng sừng sững, ngang nhiên nhìn hòa thượng mà mỉm cười. Hòa thượng quắt mắt nhìn cô gái, quát lên: "Quỳ xuống!" Hồn ma trong xác cô vẫn không quy phục, cứ nhìn chằm chằm vào hòa thượng mà cười ngạo nghễ. Khi hòa thượng rút con roi bằng gỗ dâu sắp dán lên người cô gái và quát lần thứ hai: "Quỳ xuống!" thì cô gái mới từ từ quỳ xuống, nhưng vẫn nhìn hòa thượng mà mỉm cười nói: "Vì muốn độ cho nữ này mà tôi phải quỳ trước sư đệ." Theo những gì xác cô gái nói thì đấy là một thiền sư mang một cái tên bằng tiếng Phạn, đã phiên tịch 200 năm, hiện trú cõi vô sắc. Vì cảm lời cầu khẩn của cô gái nên muốn giúp cô ta đi tu để giải thoát oan nghiệp nhiều đời giữa cô và con rắn. Theo vị thiền sư thì giữa đôi bên đã có oan nghiệp từ 500 năm chứ không phải mới đời trước và đời này. Thiền sư yêu cầu hòa thượng độ cho cô gái xuất gia. Hòa thượng bèn gửi cô gái qua chùa ni bên cạnh cho sư trưởng tôi dạy bảo. Khi tỉnh, cô gái sinh hoạt rất bình thường và tuyệt nhiên không nhớ được điều gì đã xảy ra, trong khi vị thiền sư mượn xác cô để nói chuyện với hòa thượng. Cũng do áp lực vô hình của vị thiền sư, cô lên trường đại học sư phạm nhiều lần xin nghỉ học để xuất gia, nhưng nhà trường không chấp thuận. Cuối cùng, một chuyện kỳ lạ xảy đến làm cho bạn bè và nhà trường phải chấp thuận cho cô nghỉ học vì lý do bệnh thần kinh. Một lần bước vào cổng trường là cô tự nhiên bị câm, không thể nói một tiếng nào cho đến khi ra khỏi cổng. Nhiều lần như vậy, trước sự chứng kiến của những nhân viên trong trường, nên họ phải làm chứng cho cô được nghỉ học vì bệnh điên. Trở về chùa, cô gái hành điệu như tất cả những người tập sự xuất gia khác, nhưng thỉnh thoảng cô lại bị oan hồn con rắn, mà cũng là bạn đời trong kiếp trước nhập vào xác để quấy nhiễu, trách móc về chuyện không lo tu hành, có tư tưởng xấu muốn bỏ về nhà. Mỗi lần như vậy, xác cô gái lại bị một trận đòn như tử của sư trưởng tôi. Một hôm sau khi bị đòn, cô gái khóc lóc đến quỳ trước sư trưởng mà bạch: "Bạch sư trưởng đánh con oan ức lắm. Cô có ý nghĩ thối lui về nhà không muốn tu, nên con mới phá y. Con chỉ muốn cho cô tu hành để giải oan nghiệp giữa con và cô mà thôi." Sư trưởng tôi bảo hồn ma: "Bây giờ ta quy cô cho ngươi, hãy theo Phật, đừng theo nó nữa, ngươi chịu không?" "Dạ dạ, thế thì tốt lắm, bạch sư trưởng." Hồn ma có vẻ mừng rỡ, mượn xác cô gái để bày tỏ sự cảm ơn: "Xin sư trưởng quy cô cho con luôn." Sư trưởng tôi làm phép thọ tam quy cô cho cả cô gái lẫn hồn ma đang mượn xác cô. Hồn ma được pháp danh Tâm Tính, còn cô gái pháp danh là Tâm Tưởng. Từ đấy, cô gái được yên ổn tu hành, không bị quấy nhiễu. Bẵng đi một dạo khá lâu, bỗng một đêm kia, sau giờ chỉ tịnh, khoảng 9 giờ tối, giờ mà tất cả tu sĩ trong chùa đều leo lên bồ đoàn để tọa thiền niệm Phật trước khi nằm xuống ngủ. Cô gái sòng sọc chạy vào liêu của sư trưởng trong khi người đang nhập thiền. Người quát hỏi: "Ai đó, Tâm Tính hay Tâm Tưởng?" Cô gái trả lời ngay: "Dạ, con là Tâm Tính."
cô bé thị giả đang hầu quạt cho sư trưởng, vì lúc đó vào mùa an cư, khí trời khá nóng nực. Nghe mà ớn lạnh toàn thân, cả mình rợn ốc. Sư trưởng bình tĩnh dạy: "Ta đã bảo ngươi hãy để yên cho nó tu, sao cứ theo nó hoài? Ngươi còn muốn theo nó tới bao giờ nữa? Có phải như vậy là cả ngươi lẫn nó cùng khổ cả không?" Hồn ma tỏ lộ sự vui vẻ, nói qua xác cô gái: "Dạ, dạ bạch sư trưởng, con không theo nó nữa, con chỉ muốn đến báo cho sư trưởng một tin mừng là con đã tìm được chốn đầu thai, xin cảm tạ sư trưởng." Nói xong, cô gái chạy về chỗ ở dành cho chúng điện, và từ đấy hồn ma không bao giờ trở lại. Nghe xong chuyện ni cô kể, khi kể chuyện này thì cô gái đã là một vị tỳ kheo ni trong đạo. Tôi cũng cố được vài kinh nghiệm bổ ích cho việc tu hành. Trước hết là tính cách dại dối tạm thời của giới tính như nam hoặc nữ và của sinh vật như người hay súc sinh. Khi bị vô minh làm mờ ám thì người nam si mê người nữ và ngược lại, mà không ý thức được rằng hai yếu tố nam nữ không có gì là chắc thực cố định. Mỗi người qua quá trình luân chuyển, ai cũng đã vô số lần khi mang thân người nam, khi khoác lốt người nữ, cho nên hai thứ mặc cảm tự tôn, khi mang thân nam nhi và tự ti, khi khoác hình hài nữ nhân, đều vô lối. Lại nữa, bản chất mọi người đều có đủ cả hai yếu tố nam nữ, không ai thiếu. Chính cái cảm giác thiếu thốn tưởng tượng ấy đã đẻ ra vô số vấn đề xã hội và tâm lý. Thứ hai, chẳng những nam nữ là huyễn hóa mà người và súc sinh cũng thay nhau như bẩn. Ta không thể quyết chắc mình sẽ được mãi mãi làm người. Nếu vô tình nổi một niệm sân si trước khi chết là ta có thể thác sinh làm rắn rết như chơi. Tỷ như người đàn bà bị phụ tình đời trước vì chết trong cơn tức tối mà đã tái sinh làm thân rắn trong đời này, bất kể oan hay ưng. Vậy thì điều cốt yếu là đừng nên thù hiềm bất cứ ai, vì sẽ rất nguy hiểm cho chính bản thân mình. Nên trong kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy: "Nếu ai cắt xẻ thân thể người ra từng mảng từng đoạn, cũng đừng vì thế mà ôm lòng giận dữ." Lại Phật: "Mong sao cho tất cả mọi người đều ý thức được hạnh phúc hiếm có mình đang hưởng là được tái sinh làm thân người, để lo tu học theo chánh pháp, không bỏ lỡ dịp mai hiếm có này." Đồng tiền dính máu, quả báo sát hại cua. Triệu Dung là người hay ngồi lê đôi mắt. Ông sống bằng nghề bắt cua đem bán. Do đó, ông đã giết hại nhiều sinh vật. Nhưng ông là một người con rất tốt. Triệu Dung không dùng tiền kiếm được cho chính bản thân mình. Ông đã lấy tiền đó để nuôi nấng chăm sóc cho bà mẹ già. Mọi người đều khen ông là một đứa con rất có hiếu. Người con thì tốt, nhưng bà mẹ lại xấu. Bà không bao giờ khuyên dạy con làm điều thiện. Bà dùng tiền của người con cung cấp vào việc tiêu xài ăn uống cho bằng thích. Một ngày nọ, bà ngã bệnh, nằm trên giường. Bà kêu rên đau đớn. Khi Triệu Dung về đến nhà, ông nhìn thấy xảy ra một cảnh tượng quá khủng khiếp. Mẹ ông có hành động như một người điên mất trí. Bà lấy cái dây gai mà hằng ngày ông dùng để cột cua, nhét đưa vào miệng và nhai nuốt xuống bụng. Ông Triệu Dung chạy đến ngăn chặn thì bà cụ lại đưa tay ra cự tuyệt. Trong chốc lát, bà lôi hết sợi dây gai ra. Vừa kéo ra xong, bà lại nuốt vào. Rồi bà cụ rên rỉ và nôn ọe. Những người hàng xóm nghe tiếng ồn liền xúm lại coi thử bà đau ốm ra làm sao. Một lát sau, người ta thấy sợi dây gai dính đầy máu và những chất dơ bẩn kéo theo từ trong phổi cũng như gan ruột của bà. Khắp phòng bay mùi tanh hôi, và trước cảnh tượng quá dơ bẩn khủng khiếp đã khiến cho nhiều người hàng xóm ghê tởm nơm mửa khắp nền nhà. Sau cùng, bà cụ của Triệu Dung ngồi dựa lưng vào chiếc gối.
bà lẩm nhẩm nói một mình. Con ta đã bắt giết hại nhiều cua bán để kiếm tiền. Đây là hành động tội ác chống luật thiên nhiên, nhưng nó có hiếu đã dùng tiền đó cấp dưỡng nuôi ta. Nhưng rất tiếc là ta đã không biết dùng số tiền này để làm việc phước đức, mà ta đã tiêu xài lãng phí những đồng tiền dính máu đó vào sự ăn uống của ta cho bằng thích. Bởi vậy giờ đây ta đành chịu quả báo trả món nợ máu khủng khiếp này. Ta phải rửa sạch nội tạng trong thân thể của ta, hay là ta sẽ chịu khổ đau do hành động ác đức của mình gây ra. Triệu Dung hối hận vì nghề sinh sống của ông đã tạo nên sự giết chóc đau khổ cho những con cua vô tội. Rồi hai mẹ con cùng khóc và khóc thảm thiết. Nhưng sau nhiều ngày trôi qua, bà mẹ của Triệu Dung đã từ trần một cách đau đớn. Câu chuyện thứ ba, những con gà chọi báo thù. Ba tôi là tay làm cựa gà. Đó là một cái móc sắt gắn vào chân gà chọi để tăng sát thương khi chiến đấu. Có tiếng ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, và cũng là tay sát cá nhất nhì ở các hồ câu cá giải trí. Ba tôi làm nghề này đã 20 năm rồi, thu nhập cao lắm. Nhưng ông bà ta thường nói, nghề nào sinh nghiệp nấy, quả thật không sai. Mỗi khuya cứ từ 1 giờ đến 3 giờ là ba tôi lại kêu lên từng hồi như gà gáy. Hai con mắt tuy nhắm lại nhưng đảo qua đảo lại như mắt gà. Đã vậy trong giấc ngủ, ba thường thấy rất nhiều người đàn ông lực lưỡng to khỏe, chân đầy máu đến đòi mạng ba, rồi mê man nói nhảm. Thỉnh thoảng ba còn dậy đành đạch như cá mắc cạn. Tôi có lai người ba kêu ba dậy nhưng không được. Thật sự tôi rất sợ ba bị mấy vong hồn báo oán, nhưng không biết làm gì ngoài niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi lần tôi niệm A Di Đà thì ba không sao nữa, mà thường còn tỉnh dậy hỏi tôi nãy giờ có thấy ai không. Tránh được vài lần chứ sao tránh được suốt đời. Có lần ba trúng thương hàn, sốt mê man phải đưa đi bệnh viện. Lúc đưa ba lên xe cấp cứu, tôi thấy có một người đàn ông đô con vạm vỡ, mặt mày hung dữ, chân đầy máu rượt theo chiếc xe như muốn giết người vậy. Tôi đưa tay chỉ cho nội coi đó là ai, thì nội nói tôi bị hoa mắt. Thật ra thì nội biết đó là vong hồn gà trống đòi mạng, nhưng nội không muốn tôi sợ thôi. Sở dĩ có vong hồn gà đòi mạng vì theo lệ là những con gà nào đá thua đều bị lấy làm thịt. Chân đầy máu là vì chúng bị cựa đâm vào nhau. Dù trực tiếp hay gián tiếp đều là hại mạng chúng, nên sau khi chết chúng oán hận ba tôi. Có lần tôi ngủ, mơ thấy một người đàn bà miệng đầy máu, có vết thương to, nhỏ, dẫn theo cả trăm, cả ngàn đứa con lý nhí. Tôi nhờ nội giải mộng thì mới biết đó là một trong những con cá mà ba câu được. Vì oán hận ba tôi đã không để nó sinh con mà khiến cả mẹ và chục ngàn đứa con đều chết, nên không muốn siêu thoát mà quay về báo thù. Có lẽ vì vậy mà đôi khi ba tôi dãy đành đạch như cá mắc cạn. Sau lần đó tôi bắt đầu niệm chú Đại Bi hàng đêm để giảm bớt nghiệp chướng cho ba và cầu siêu cho những vong hồn đang oán hận ba. Mỗi đêm tôi tụng năm biến chú Đại Bi và niệm danh Bổn Sư Thích Ca, Quán Thế Âm đến khi ngủ mới thôi. Và điều kỳ diệu nhất là chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi thành tâm niệm Phật, tụng chú Đại Bi thì ba tôi đã ngủ ngon giấc, không bị mấy vong hồn oán hận theo báo thù nữa. Tôi tin ba tôi đã giảm bớt nghiệp rồi. Đến nay đã hơn 2 tháng, tôi vẫn đều đều tụng chú Đại Bi. Tôi đã thuộc lòng và đọc ro ro không cần nhìn sách nữa. Chỉ mới gần đây thôi, tôi mơ thấy rất nhiều người đàn ông, đàn bà đến cười với tôi rồi biến mất. Tôi tin rằng đó là những vong hồn, gà, cá mà tôi giết, nay đã được siêu thoát nên họ quay lại cảm ơn. Song tôi sẽ không dừng ở đó mà vẫn tiếp tục tụng kinh niệm Phật
cầu an cho gia đình, vì giờ đây tôi đã có niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự mầu nhiệm của Phật Pháp. Câu chuyện thứ tư, chuyện về con dê. Trong Kinh Tiểu Bộ có chép một câu chuyện mang tên Chuyện đồ ăn cúng người chết, nội dung như sau. Một hôm, các đệ tử đến bạch với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con thấy nhiều người giết hại sinh mạng của các loài hữu tình để làm đồ ăn cúng cho người chết. Như vậy có được hạnh phúc hay lợi ích nào không? Đức Phật trả lời, cúng đồ ăn cho người chết như vậy không có lợi ích gì, bởi hành động sát sinh không thể mang lại lợi ích. Nói vậy xong, Đức Phật kể một câu chuyện thời quá khứ. Có vị Bà La Môn nọ chuẩn bị giết một con dê để cúng cho người chết. Trước khi giết, ông sai các đệ tử đem con dê ra bờ sông, tắm rửa sạch sẽ, cho ăn uống đầy đủ và đeo vòng hoa lên cổ nó. Các đệ tử làm y lời thầy dạy, nhưng khi họ vừa đeo vòng hoa xong và chuẩn bị dắt con dê về, tự nhiên nó cười rất lớn. Sau khi cười một lát, nó lại khóc rất to. Thế vậy, họ hết sức ngạc nhiên, bèn hỏi, tại sao ngươi cười rồi lại khóc? Con dê nói, tôi sẽ trả lời câu hỏi này trước mặt thầy của các ông. Họ dắt con dê về và trình bày lại tất cả sự việc cho vị thầy Bà La Môn nghe. Nghe xong, ông ta hỏi con dê, tại sao ngươi cười? Con dê trả lời, thuở trước tôi cũng là một vị Bà La Môn thông thuộc kinh Vệ Đà giống như ông. Vì giết một con dê mà tôi lại quả báo làm dê, bị chém đầu trong 499 lần sống chết. Đây là lần sống chết thứ 500 và cũng là lần cuối cùng. Hôm nay tôi sẽ thoát khỏi sự đau khổ ấy. Nghĩ vậy tôi cảm thấy sung sướng, do nhân duyên này cho nên tôi cười. Vị Bà La Môn hỏi tiếp, vậy tại sao ngươi lại khóc? Con dê trả lời, tôi chỉ chặt đầu một con dê để cúng tế mà phải chịu khổ hình chặt đầu tới 500 lần. Khi giết tôi, ông cũng giống như tôi, phải chịu khổ hình bị chặt đầu trong 500 đời sống. Vì thương xót ông sẽ bị quả báo đó nên tôi khóc. Khi nghe như vậy, vị Bà La Môn kia sợ hãi đến rợn cả tóc gáy. Ông ta bảo, thôi, tha cho ngươi, ta sẽ không giết ngươi nữa. Xin cảm ơn ông, nhưng nghiệp của tôi đã đến lúc phải trả. Dù ông có giết hay không, thì hôm nay tôi cũng phải chết. Vị Bà La Môn liền nói, không sao đâu, ta sẽ đi theo bảo vệ ngươi. Nhưng con dê lại đáp, ôi Bà La Môn, nhỏ nhoi thay sự bảo vệ của ông, to lớn thay nghiệp ác tôi làm. Sau đó, vị Bà La Môn và các đệ tử liền đi theo bảo vệ để không ai có thể bắt giết chặt đầu nó. Được thả, con dê đi đến bụi cỏ mọc sau lưng một tảng đá để ăn. Khi nó đang vươn mình ra gặm cỏ, chợt sét nổi lên đánh trúng vào tảng đá. Một mảnh đá bị đánh vỡ văng ngay vào cổ con dê, chặt đứt đầu, khiến nó chết tại chỗ. Nhiều người kéo đến xem và tận mắt chứng kiến sự thật vô cùng đáng sợ này. Từ đó trở đi, họ không dám giết hại sinh vật để cúng tế nữa. Câu chuyện thứ năm, chim sẻ trả thù. Vợ của Tạ Mỗ hỏi, thưa bác sĩ, bệnh tình của nhà tôi liệu có khá hơn chút nào không? Bác sĩ lắc đầu không nói gì hết. Nguyên vì trên lưng Tạ Mỗ bỗng nhiên mọc một cái mục nhọt bự và xung quanh có vô số mục nhọt nhỏ. Họ cố gắng dùng đủ loại thuốc để chữa trị nhưng vẫn không có hiệu quả. Bác sĩ nói, căn bệnh này không thể chữa với loại thuốc bình thường được. Tình trạng này thì không thuốc nào mà tiền có thể mua để chữa lành nổi. Một vài danh y khác bảo, đây là một thứ bệnh hết sức hiểm nghèo, một loại bệnh hiếm thấy và chưa từng biết đến,
đó là chứng bệnh nhiều con chim chầu một vị vua. Khi bà Tạ Mổ nghe các bác sĩ nói vậy, thì bà thét lên và ngã xuống bất tỉnh. Tạ Mổ là người rất giàu, thuở nhỏ ông vốn là một em bé nghèo, nhưng sau trở nên phú quý nhờ làm nghề thợ mộc cần mẫn và tánh tình lương thiện. Ông thực ra không có thói quen xấu nào, nhưng có một điểm yếu đặc biệt như nhiều người Trung Hoa khác là thích ăn nhậu. Do đó, khi tổ chức cuộc hội họp hay tiệc tùng, ông đã chi phí rất nhiều tiền để sắm sửa các món ăn vô cùng tốn kém. Anh ta khoái nhất là dùng một cái thực đơn hết sức đặc biệt và cầu kỳ sau đây. Món ăn này là sau khi nấu thịt một con vật lớn mập, người ta nhồi vào bụng con vật nhiều chim sẻ. Người dự tiệc khi ăn dùng đũa tách bụng con vật ra sẽ thấy la liệt những chim sẻ đã nấu hầm nhét trong đó. Món ăn được gọi là bách điểu triều vương, trăm con chim chầu một vị vua. Hẳn nhiên, bà Tạ Mổ hoảng kinh, rất sợ hãi khi nghe vài thầy thuốc bảo rằng chồng bà mắc chứng bệnh giống y như món ăn khoái khẩu mà ông thích nhất. Nhiều năm qua đãi tiệc, Tạ Mổ đã giết hại vô số chim sẻ, để ngày nay ông bị quả báo gặp phải căn bệnh quái ác như vậy. Bất cứ ai có mục nhọt đều biết rõ bị nó hành hạ nhức nhói ra sao. Không những chúng gây đau đớn mà còn xông mùi hôi thối. Trải qua nhiều tháng, Tạ Mổ khổ sở vì căn bệnh và cuối cùng ông nhắm mắt lìa đời. Những người bạn giàu có cũng không thể làm được gì để cứu giúp ông, vì ông bị quả báo đã giết nhiều chim sẻ. Câu chuyện thứ 6, chuyện người giết heo. Có một ông tên là Kunya, làm nghề giết heo đã hơn 50 năm. Mỗi lần giết heo, ông lấy chày đập lên mình con heo cho thịt nó sưng lên và mềm đi. Xong ông banh hàm con heo đặt vào miệng nó một cái niêm nhỏ, rồi rót nước sôi vào bụng để súc ruột, tống hết phân dơ ra ngoài. Tiếp đó, ông đổ nước sôi lên mình con heo cho sạch, rồi thui lớp lông cứng bằng một cây đuốc. Rồi người đồ tể chặt đứt đầu con heo bằng một thanh kiếm, hứng máu phun ra vào đĩa, bôi máu hứng được lên mình con heo, rồi quay chín nó. Cuối cùng, ông giữ lại một phần thịt để ăn, phần còn lại mang đi bán. Trong hơn 50 năm, ông đều giết heo như thế. Quả báo là, lúc sắp chết, ông rống lên en ét và bò quanh nhà giống như con heo trong vòng 7 ngày. Họ hàng, người thân đều vô cùng kinh hãi. Họ chặn hết các cửa, nhốt ông ở trong nhà, không cho bò ra bên ngoài. Vài vị tỳ kheo đi ngang qua cửa nhà Kunya, nghe tiếng en ét ồn ào thì tưởng là tiếng heo kêu. Về đến tinh xá, họ ngồi bên Đức Phật và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong 7 ngày vừa qua, cửa nhà đồ tể Kunya đóng kín và ngày nào cũng giết heo. Thế Tôn nghĩ xem bao nhiêu là heo bị giết. Hiển nhiên, ông ta không có một chút từ bi và hoàn toàn thiếu lòng trắc ẩn. Từ trước tới giờ chúng con chưa thấy ai độc ác như thế. Đức Phật nói: Này các tỳ kheo, Kunya không giết heo trong 7 ngày qua. Sự trừng phạt thích đáng với nghề đồ tể giết heo đã xảy đến bất ngờ. Ngay khi ông ta còn sống, cực hình của địa ngục A Tỳ đã hiển hiện. Vì cực hình này, ông ta bò tới bò lui trong nhà suốt 7 ngày, kêu la en ét như một con heo. Hôm nay, Kunya sẽ chết và sẽ bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Câu chuyện thứ 7, người giết bò. Trong tích truyện Pháp Cú có kể về một người giết bò. Ông này làm nghề đồ tể cũng đã hơn 50 năm. Mỗi lần giết bò để bán, ông đều giữ lại phần thịt ngon nhất cho mình và gia đình ăn. Một hôm, như thường lệ, ông bán hết thịt và chỉ chừa lại một miếng. Ông đưa cho vợ nấu cơm rồi đi ra ao tắm.
Đúng lúc đó, một người bạn chạy qua nhà ông mua thịt về làm thức ăn đãi khách. Bà vợ bèn nói, thịt đã bán hết rồi, chỉ còn một miếng chồng tôi để lại ăn bữa nay nên không thể bán cho anh được. Khi nghe như thế, người bạn nghĩ, mình biết ông ấy sẽ không ăn nếu không có thịt. Giờ đã hết thịt bán, chỉ còn lại một miếng, dành để ăn thì chắc gì ông ấy chịu bán cho mình. Và người này tự để lại tiền rồi lấy miếng thịt đi. Bà vợ thấy vậy nhưng không làm sao ngăn cản được. Ông chồng tắm xong lên, nhìn mâm cơm chỉ có rau cải mà không có thịt bò. Ông hỏi, tôi đưa cho bà miếng thịt để làm cơm, vậy miếng thịt đâu rồi? Bà vợ kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ông chồng nghe. Sau khi nghe xong, ông nói, không có thịt thì dứt khoát tôi không ăn. Dù bà vợ năn nỉ thế nào, ông cũng kiên quyết bắt dẹp mâm cơm đi. Vì phải có thịt, ông mới ăn được. Rồi ông tức giận cầm dao đi ra ngoài, tới chỗ con bò đang bị cột gần đó, thò tay vào miệng, lôi lưỡi nó ra, cắt đứt rồi đem vào nhà, bỏ mặc con bò rống lên trong đau đớn. Sau đó, ông mang nướng trên lò than để ăn với cơm. Ngay khi ông vừa cắn một miếng lưỡi bò, thì chẳng may cắn đứt lưỡi của mình. Máu tuôn thành dòng từ miệng. Ông bò quanh sân nhà, rống lên đau đớn như con bò bị cắt lưỡi. Ngay lúc đó, ông nhận hình phạt cho nghiệp ác mà mình vừa gây ra. Trộm chó giết ăn thịt. 5 năm trước, Hạ Tiên Sinh hơn 40 tuổi, con trai ông là Cúm được 12 tuổi. Ngay từ nhỏ, Cúm đã hết sức ương bướng. Sau khi cho đi học, không những nó ham chơi, chẳng chịu học hành, ưa đánh nhau, lại thường xuyên trốn học. Cha, mẹ, thầy giáo đều bó tay hết cách đối với thằng bé. Cúm quậy tưng làm cho cả nhà không được yên. Em gái Hạ Tiên Sinh một lòng tin Phật, biết đây là nghiệp báo ăn gia đến đòi nợ. Cô muốn nhờ Phật Pháp giáo dục thằng bé, giúp anh mình giải mối lo. Thế là cô dẫn anh đến gặp Hòa Thượng Diệu Pháp cầu cứu. Cũng hy vọng anh mình thấy Ngài trí huệ mà phát tâm tin Phật. Hòa Thượng chăm chú nhìn ông Hạ và hỏi, ngày xưa anh có giết qua con chó nào không? Dạ không, xưa nay con chưa từng giết qua con chó nào. Hạ Tiên Sinh nhấn mạnh, vậy sao? Con chó đó lông màu vàng, trên lưng đốm đen, lúc ấy anh khoảng chừng 20 tuổi. Sư phụ nói rõ thời gian và tả kỹ hình dáng con chó. Hạ Tiên Sinh nhớ lại chuyện thuở xưa và nói, à, hồi đó còn làm ruộng tại vùng Hắc Long Giang, do mấy thằng bạn đồng công tác suốt thời gian dài không được ăn miếng thịt nào nên đã lén trộm con chó vàng của làng bên cạnh. Tụi nó thì bắt và giết chết chó, phần con chỉ phụ tá giúp lột da mổ bụng làm thịt giùm thôi. Anh có ăn một chén thịt nữa mà. Dạ, đương nhiên là vậy rồi, con đã phụ giúp, lẽ nào không ăn cho đỡ thèm. Ông Hạ cười nói, anh đã lột da, lại còn mổ bụng, xẻ thịt chó, làm vậy cũng đồng như giết chó. Đến thời điểm này thì chính con chó đã đầu thai làm con anh, tìm anh mà báo oán đó. Mặt ông Hạ đầy bất bình, tức tối nói, như thế quá vô lý và không đúng chút nào. Trước tiên, con chó phải tìm kẻ bắt nó, giết nó mà báo oán mới hợp lý chứ. Và lại, bọn họ cũng ăn thịt nhiều hơn con mà. Tại sao lại nhắm vào con, còn đâu phải là người giết nó? Sư phụ giải thích, chuyện đến nay đã hơn 20 năm, có lẽ nó đã tìm tới những người kia báo thù rồi, nhưng không nhất định là phải đầu thai làm con họ. Phàm những kẻ tham dự việc bắt chó, giết ăn, sớm muộn gì đều phải trả báo hết. Còn như ai trả báo trước, ai bị báo sau, chuyện này không nhất định. Bởi vì nghiệp lực và phúc đức mỗi người khác nhau, nên thời gian trả báo cũng có sớm muộn chẳng đồng. Người có phúc báo lớn một chút thì đời này, đời sau cũng chưa thọ báo.
đợi đến nhiều đời, nhiều kiếp sau, phúc hết thì họ mới trả báo. Điều này vốn không nhất định mà. Hòa thượng thở dài, cố sức nhắc nhở ông Hà. Ôi, ta biết anh không tin những gì ta nói. Hôm nay anh đến đây cũng là cùng Phật có duyên. Ta hy vọng anh có thể cởi bỏ phiền não, cho nên mới giảng về nhân quả cho anh nghe. Còn số mệnh anh, số mệnh gia đình đều nằm trong tay của chính anh. Tất cả đều có thể chuyển đổi. Ngừng một chút, Hòa thượng tha thiết nói. Nếu như anh có thể sám hối tội giết con chó, hằng ngày chịu khó tụng kinh Phổ Môn Quan Thế Âm Bồ Tát, hồi hướng công đức cho con chó đó, đồng thời dùng tâm nhẫn nại giáo dục con, thì con anh sẽ thay đổi tốt đấy. Anh nếu càng chân thành thì con anh thay đổi càng nhanh. Nói ngược lại, nếu như anh không thể làm theo lời ta, đợi đến lúc con anh 17 tuổi, nhà anh sẽ phát sinh việc lớn, và sau đó con anh có thể tạo họa, sa vào lao ngục, ngàn vạn lần chớ nên khinh thường. Hạ tiên sinh nghe xong không nói gì, mắt cụp xuống, mặt hiển lộ vẻ không tin. Anh hoàn toàn chẳng tiếp nhận lời khuyên vàng ngọc của hòa thượng. Thời gian qua như tên bay, chớp mắt con trai ông Hạ đã 17 tuổi. Trong quá khứ, suốt mấy năm ở trường học, hành vi xấu ác của thằng bé đã khiến cho nó bị đuổi học. Ông Hạ vì vậy phải tốn rất nhiều tiền để duy trì học bạ cho con. Nhưng ông vô phương dạy dỗ, thằng bé ngày càng hư đốn khó bảo, một mực kình chống cha. Vì nó mà vợ chồng ông Hạ thường xuyên cãi lẫy, thậm chí đánh nhau ầm ĩ. 5 năm sau, gia đình ông giống như chiến trường, không có ngày nào được ăn. Mùa xuân năm nay, đêm giao thừa, hai vợ chồng vì con mà gây gổ dẫn tới đánh nhau tưng bừng. Người mẹ réo đứa bé trợ giúp. Thằng cúng bây giờ cao 1m8, quyết khí bừng bừng, vừa nghe tiếng mẹ hô quán là nó chạy tới giữ chân cha lại. Vật ông té nhào, nó tiếp tục giữ chặt chân cha để mẹ nó đánh thỏa thích, cho đến khi ông ngất đi, họ mới kêu xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Cuối cùng ông Hạ phải ly hôn, thằng con đi theo mẹ. Sau đó còn gì xảy ra nữa thì tôi không biết. Tôi thật rất tiếc cho Hạ tiên sinh. 5 năm trước, nếu ông chịu nghe lời hòa thượng khuyên dạy, thì có lẽ đã tránh được những điều không hay cho ông lẫn thằng cúng. Nhân chuyện này, tôi thắc mắc hỏi. Bạch hòa thượng, ngài hãy giải thích vì sao mang thân chó. Hòa thượng thở dài đáp. Con người được tôn là loài chí linh trong vạn vật, biết mai đồ mặc, chế tạo đủ thứ vật chất văn minh để phục vụ cho cuộc sống của mình. Nếu làm người mà nhân cách, phẩm hạnh không xứng với vị trí con người, cứ hành động phi pháp, trái đạo, luôn mưu hại kẻ khác, đánh mất nhân phẩm, thì cuối cùng sẽ thay đổi đầu mặt, làm kiếp thú. Câu chuyện thứ 9, chuyện người thợ săn. Trong kinh Tiểu Bộ, chuyện con khỉ Kulananjiya kể về một anh thanh niên chuyên làm nghề săn bắn. Hôm đó anh vào rừng nhưng không săn được con thú nào. Trên đường trở về nhà, nhìn thấy một cây bàng rất to cuối cánh rừng. Anh ta bèn đi đến chỗ cái cây với hy vọng sẽ săn được con vật gì đấy. Lúc đó trên cây bàng có hai con khỉ đang đút thức ăn cho khỉ mẹ bị mù. Mắt thấy người thợ săn đã lại gần, chúng không kịp đưa khỉ mẹ đi nên đành để khỉ mẹ ngồi đó, rồi tìm chỗ núp giữa các cành cây. Người thợ săn đứng dưới gốc cây, nhìn lên thì phát hiện ra khỉ mẹ và dương cung định bắn. Thế vậy, khỉ anh liền ra xin anh ta tha cho khỉ mẹ và giết nó để thay thế. Người thợ săn bèn dùng tên bắn con khỉ anh rớt xuống. Sau đó, anh ta dương cung định bắn tiếp khỉ mẹ. Khỉ em thấy vậy cũng đi ra van xin và nguyện chết thay cho mẹ mình. Người thợ săn liền dương cung bắn khỉ em, rồi bắn nốt cả khỉ mẹ. Xong, anh ta gom ba xác khỉ lại,
cho lên đòn gánh mang về. Trong lúc ấy, sấm sét nổi lên đánh xuống nhà người thợ săn độc ác, thiêu cháy vợ, con và cả căn nhà. Về đến cổng làng, một người ra báo tin dữ cho anh ta biết. Quá sầu khổ vì mất vợ mất con, anh ta quăng đòn gánh cây cung, bỏ lại quần áo, khóc than chạy vào nhà. Đúng lúc ấy, một cây cột nhà bị gãy, rơi xuống làm vỡ đầu anh. Anh ta chết ngay tại chỗ và bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Câu chuyện thứ 10, hồn trâu đòi mạng. Ở huyện Nam Đầu, tỉnh Tứ Xuyên, có cư sĩ Lưu Tịnh Mật. Trong nhà ông có một cô làm thuê họ Nhiếp. Đời trước, cô này sinh sống bằng nghề đồ tể, đã từng giết 96 con trâu. Những con trâu này sau khi chết đều biến thành hồn quỷ và theo cô để báo thù. Cô Nhiếp cũng là người Tứ Xuyên, từ khi xuất gia, về sau thường bị quỷ phá hoại. Mỗi năm phát bệnh mấy lần, mỗi lần phát bệnh như vậy, cô phải chịu thống khổ không thể nào tả xiết. Tháng 2 năm 1932, cô Nhiếp đến nhà cư sĩ Lưu Tịnh Mật xin làm thuê. Một hôm, bỗng nhiên cô phát bệnh nặng, toàn thân bị mục đỏ giống như bị băng đỏ. Đã đau đớn mà lại vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Vì chịu không nổi nên cô định nhảy sông tự tử, nhưng bị mọi người phát hiện và ngăn cản nên cô vẫn còn sống. Cô luôn cào xuống đất và tru lên giống như chó điên. Đã vậy cô còn hát bài ca giết trâu mà hát có vần có điệu. Nội dung bài hát kể về những nỗi khổ của con trâu sắp chết. Cô đi lang thang khắp nơi và hát ầm ĩ không ngừng. Cư sĩ Lưu Tịnh Mật đến thăm cô. Vừa nhìn thấy cư sĩ Lưu, cô nói: "Lão gia, tôi không phải là cô Nhiếp. Chúng tôi là hồn trâu. Đời trước cô Nhiếp ở huyện Vạn đã giết chúng tôi. Tất cả có 96 sinh mạng bị giết. Hôm nay chúng tôi đến đây để đòi mạng. Xin ông đừng có can dự vào việc của chúng tôi." Cư sĩ Lưu Tịnh Mật nhìn thẳng vào cô Nhiếp, nói với hồn của 96 con trâu: "Các người thật hồ đồ, không chịu truy cứu nguyên nhân vì sao đời trước cô Nhiếp lại giết các người. Do các người đã từng sát hại cô ta nên mới đầu thai lên làm trâu để cho cô ta giết hại. Bằng không tại sao cô ta chỉ giết 96 mạng mà không giết nhiều hơn, cũng không giết ít hơn. Tất cả mọi việc đều có nguyên nhân cả. Hôm nay, các người không nhớ mình đã từng giết cô ta, mà chỉ nhớ cô ta giết các người, nên mới trở lại làm quỷ để báo thù. Cứ oan oan tương báo như vậy đến bao giờ mới chấm dứt? Cuối cùng cũng chỉ xoay đi lộn lại trong luân hồi để trả nợ lẫn nhau. Các người nghĩ xem, hôm nay các người giết cô ta, rồi tương lai cô ta sẽ giết lại các người. Vậy thì sẽ như thế nào?" Hồn của 96 con trâu nói: "Ông nói rất có lý, đích thật chúng tôi quá hồ đồ, nhưng máu trên cổ chúng tôi vẫn chưa khô, sự đau đớn vẫn chưa nguôi, do bị thống khổ hoành hành, cho nên chúng tôi mới có ý niệm báo thù." Cư sĩ Lưu Tịnh Mật liền nói: "Chuyện này giải quyết không khó." Nói xong, ông liền sai người hầu lấy nửa ly nước. Ông niệm ba biến cam lộ chân ngôn rồi mời những oan hồn đó uống. Tất cả oan hồn này vốn dĩ là trâu. Khi thành quỷ, chúng có khả năng đi lại như người, nhưng đầu vẫn là trâu. Hai chân trước biến thành tay, nhưng cong queo như hai chi trước của khủng long vậy, nên không cầm được ly để uống. Chúng liền nói: "Chúng tôi không có tay, làm sao cầm ly cho được?" Cư sĩ Lưu Tịnh Mật sai người hầu bưng ly nước kề sát miệng cô Nhiếp. Nhờ vậy bọn chúng mới uống được. Không ngờ vừa uống xong, tất cả bọn chúng đều vui mừng nói rằng: "Nước này thật kỳ diệu, chúng tôi vô cùng khỏe khoắn, cổ chúng tôi lành hẳn rồi, tất cả móng đều rụng, sừng cũng mất." Nói xong cả bọn nhảy nhót vui mừng.
Cư sĩ Lưu Tịnh Mật lại xưng tán cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và dạy bọn chúng niệm Phật. Xưng tán xong, cư sĩ hỏi bọn chúng: nếu các người được vãng sanh về thế giới cực lạc, vĩnh viễn không còn chịu luân hồi thống khổ, vậy các người có muốn về đó không? Những oan hồn trâu liền đáp: thế giới cực lạc thật sự tốt đẹp như ông nói, thì lý gì chúng tôi lại không muốn về? Nhưng nghiệp chúng tôi nặng quá, sợ không về được. Nếu các người phát nguyện niệm Phật, một lòng cầu sanh cực lạc, ta sẽ thỉnh Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn các người, đồng ý không? Tốt quá, nhưng chúng tôi đã bị đói khát rất lâu rồi, xin ông hoan hỷ cho chúng tôi một ít thức ăn. Cư sĩ Lưu gật đầu đồng ý, ông lấy một ly nước, cơm và niệm bãi biến, biến thực chân ngôn, rồi đổ vào bụi trúc. Một lát sau, các oan hồn đó nói: chúng tôi đã ăn rất no, cảm ơn ông, cảm ơn ông. Cư sĩ Lưu Tịnh Mật đứng trong cửa sổ, lấy ba cây hương xoay về hướng Tây, phụng thỉnh Đức Phật A-di-đà, lại niệm chú Vãng Sanh, chú Đại Bi, Tâm Kinh Bát Nhã và niệm Thánh Hiệu Bồ-Tát, thỉnh các ngài đến tiếp dẫn tất cả các hồn trâu này vãng sanh cực lạc. Bỗng nhiên có một con trâu trong số chúng nói lớn: mau lên các bạn, lão gia vừa thỉnh, Đức Phật A-di-đà liền đến. Ngài đang đứng ngoài cửa sổ chờ chúng ta. Các bạn xem, Đức Phật rất trang nghiêm, toàn thân màu vàng ống. Đẹp quá, đẹp quá. Chúng ta mau theo Đức Phật A-di-đà về cực lạc. Lúc đó, vợ của cư sĩ Lưu đang đứng bên cạnh hỏi ông: ông có thấy cảnh giới Tây Phương cực lạc không? Nó như thế nào? Cư sĩ Lưu Tịnh Mật đáp: tôi đã thấy cảnh giới Tây Phương cực lạc trang nghiêm, đẹp đẽ hơn trong kinh diễn tả rất là nhiều. Trước khi những oan hồn đó vãng sinh cực lạc, chúng chắp tay cảm tạ cư sĩ Lưu và nói: chúng tôi vô cùng cảm tạ ông đã giúp đỡ, làm cho oán thù nhiều đời nhiều kiếp của chúng tôi đều được tiêu hết. Nhiều năm nay, chúng tôi luôn theo cô Nhiếp để làm hại cô ta, khiến cô ta luôn chịu nỗi thống khổ. Chúng tôi thật ngu muội, cứ tưởng làm như vậy thì sẽ trả được thù, sẽ hả giận. Ai dè làm vậy, chính chúng tôi cũng bị thống khổ. Hôm nay nương vào oai lực của chư Phật, chư Bồ Tát được vãng sanh cực lạc. Hy vọng ông có thể từ bi cũng khuyên cô Nhiếp niệm Phật, tương lai cùng vãng sinh Tây Phương. Cho đến lúc lão già cùng phu nhân vãng sinh, chúng tôi sẽ theo Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn các vị. Nói xong liền đi ngay. Trải qua một giờ đồng hồ sau, cô Nhiếp tỉnh dậy. Cư sĩ Lưu hỏi cô. Cô đáp: vừa rồi trong lúc ngủ, con gặp một giấc mộng. Con thấy có một bầy trâu rất hung dữ chạy sòng sọc về phía con. Trên đầu chúng đầy máu me, vô cùng đáng sợ. Trong lúc nguy cấp ấy, bỗng nghe tiếng của lão già, cảnh vật trước mắt tức thì biến đổi. Mặt đất bằng phẳng, cây cối tốt tươi, ai nấy cũng ưa thích. Kế đó, nghe những con trâu khen cơm thơm, thấy tất cả bọn chúng ăn rất ngon lành, thậm chí chúng còn nhảy cẩn lên. Những gì xảy ra sau đó còn không được rõ. Sau sự việc này, cô Nhiếp không còn bị oan hồn quấy phá nữa. Cô cũng bắt đầu phát nguyện ăn chay trường và niệm Phật. Mùa xuân năm 1934, cư sĩ Lưu Tịnh Mật phát tâm xuất gia tại Tây Khang, phát hiệu Tuệ Định. Đây là câu chuyện thật, ông đã ghi chép lại trước khi xuất gia. Câu chuyện thứ 11: bắn chim 3 năm, quả báo 18 năm chạy máu đau đớn. Chuyện kể của một Phật tử ở Hồng Kông về gương nhân quả theo quan niệm của Phật giáo mà anh ta trải nghiệm. Khi còn đi học, tôi hoàn toàn không tin Phật, Bồ Tát, tội, phước đức hay nhân quả báo ứng gì cả. Tôi cho rằng đây là chuyện của những người mê tín, thiếu học vấn, chứ còn người có học thức thì không tin những chuyện này. Khi còn nhỏ, tôi sống ở tỉnh Quảng Đông. Thời gian đó và ở nơi đó, tôi đã gặp
chuyện nhân quả báo ứng mà chính bản thân tôi bị. Trải qua hơn 20 năm, vở kịch kinh hoàng này mới được diễn xong. Máu và nước mắt đã làm tôi tỉnh ngộ, nhận thức của tôi thay đổi 360 độ. Vì không muốn ai dẫm lên vết xe đổ của tôi xin viết câu chuyện có thật của bản thân mình để mọi người đừng làm cái việc như tôi đã từng làm. Và đây cũng là cách sám hối mà tôi đã thực hành bao năm nay. Năm 1960, vì hoàn cảnh khó khăn, tôi buộc phải nghỉ học khi đang học trung học phổ thông. Từ Quảng Xuyên, tôi trở về quê hương để phụ gia đình làm rẫy. Do còn quá trẻ, nhận thức kém, tôi suốt ngày sống buông lung, không có mục đích. Lúc bấy giờ đang là thời kỳ cách mạng văn hóa. Ở thôn quê gần 10 năm thì mọi tín ngưỡng tôn giáo đã bị dẹp sạch hoàn toàn. Thanh thiếu niên lớn lên chỉ tin khoa học, tuyệt đối không được tin Phật, tin nhân quả. Đương nhiên, tôi cũng không là trường hợp ngoại lệ. Do cuộc sống quá vô vị, tẻ nhạt, tôi nghĩ phải tìm cách giải trí gì đó để kích thích cuộc sống. Và lại, lúc đó vật chất, thực phẩm vô cùng thiếu thốn, thèm thịt còn hơn thèm á phiện nữa. Do đó, tôi tích góp tiền trong nhiều năm mua được cây súng hơi. Từ khi có súng, tôi lấy việc săn bắn chim làm thú vui. Bắn được chim, tôi liền đem về làm thịt, ăn cho có thêm chất dinh dưỡng. 2-3 năm sau, nhờ bắn chim nhiều nên kinh nghiệm càng dày dặn. Tôi trở thành xạ thủ bắn chim có tiếng. Tôi thường nấp vào những đám ruộng hoang, bên rừng cây hoặc vào trong núi để tìm chim bắn. Chỉ cần nghe thấy chim hót trên cây, tôi liền mò đến và giương cung bắn. Trong nháy mắt, viên đạn trong nòng súng của tôi đã ghim vào con chim. Máu nó tuôn chảy, nhỏ thấm vào lá cây. Một lúc sau mới rớt xuống, nhưng mắt của nó vẫn giương to không chịu nhắm lại. Hình như nó còn luyến tiếc bầu trời trong xanh, cánh rừng tươi mát, đàn con dại trong tổ đang chờ mẹ. Cha đi kiếm mồi về, hay là nó không nhắm mắt vì thù hận tôi. Có nhiều con khi bị bắn trúng, rơi xuống đất, vẫy cánh yếu ớt vài cái rồi mới chết. Lông mao bay tứ tung, máu chảy nhầy nhụa. Có những con chim chỉ bị thương, nó cố dùng chút hơi tàn để chạy trốn, thì tôi đuổi theo ngay, quyết không để nó trốn thoát. Có khi đuổi mệt quá, tôi liền cho nó ăn thêm một viên đạn nữa. Cũng có khi tôi lần mò theo vết máu để tìm. Rất nhiều con chim khôn lắm, biết trốn vào cỏ. Khi tôi phát hiện ra, thì thấy nó đang giãy giụa, miệng há hốc, máu trong miệng túa ra. Thế mà tôi nào biết thương nỗi thống khổ của nó. Lúc ấy tôi chẳng mãi may động lòng hành động tàn nhẫn của mình, cũng không hề có cảm giác tội lỗi, mà còn cho đó là thú vui nhất trên đời, nên càng ra sức bắn giết. Tôi có thể bỏ cả ngày đi săn lùng chúng mà không thấy mệt mỏi. Vì đã giết quá nhiều chim, cho nên bất luận tôi đi đến đâu, trên tay có cầm súng hay không, tất cả chim muông vừa thấy tôi là tự dưng chúng đều bay mất dạng. Thậm chí có những đàn chim rất lớn, chúng đang tìm mồi, vừa thấy bóng dáng tôi từ xa là chúng lập tức bay ngay. Động tác của chúng vô cùng vội vàng, chẳng những vậy mà chúng còn hốt hoảng kêu la nữa. Do vô minh, tôi không biết rằng do sát khí của mình quá nặng, khiến chim muông vừa thấy bóng tôi liền chạy trốn vì quá sợ hãi. Thời gian tôi bắn chim không lâu, chỉ trong khoảng 3 năm, từ năm 18 tuổi cho đến năm 20 tuổi. Nhưng vì là tai thiện xạ, lại rất say mê, nên số lượng chim trời bị tôi bắn rất nhiều, có ngày bắn được mấy chục con. Không có người thân bên cạnh, người trong làng cũng không ai khuyên bảo, tôi lại càng dấn thân sâu vào tội lỗi. Mãi sau, tôi dần nhận thấy hành động của mình quá tàn nhẫn, tôi mới bỏ việc bắn chim. Một lần nọ, tôi tình cờ gặp được một người bị dân trong làng cho là gàn dở, mê tín và côn đồ. Tôi và ông ta cùng đi chung một đoạn đường. Ông kể cho tôi nghe chuyện có liên quan đến báo ứng. Thú thật, lúc ấy
những tư tưởng được nhòi sọ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã ăn sâu trong trí, nên tôi không một chút tin tưởng vào lời ông. Nhưng sâu trong tâm khảm tôi vẫn còn lắng động âm hưởng những gì ông nói. Tôi thường thấy bất an vì những hành động trước kia của mình. Tôi bắt đầu đi tìm người để thỉnh giáo. Nhưng những người trong làng, họ đâu có tin tội phước, đâu có tin nhân quả báo ứng, biết hỏi ai bây giờ. Mai sau, giữa cánh đồng có một ngôi miếu bị bỏ hoang. Trong ngôi miếu ấy có một ông lão, ngày ngày lo việc hương khói. Tôi liền đến thỉnh giáo. Sau khi nghe tôi kể về những hành động tội ác trước kia của mình, ông suy nghĩ một lúc rồi nói: theo chỗ tôi được biết, vấn đề của anh thì nếu đã biết sợ tội ác thì phải mau chóng quyết tâm sửa lỗi lầm. Lúc nào anh cũng phải có tâm nguyện, thà chết chứ không làm việc ác nữa thì mới mong cứu vãn bớt việc ác báo sau này. Đó chỉ là lý thuyết, nhưng thực tế chẳng hề dễ dàng đơn giản như vậy. 2 năm sau, tôi phát hiện ở hậu môn của mình có 5-6 cục trĩ. Nó thường làm cho tôi đau đớn thống khổ vô cùng, nhất là những lúc đi vệ sinh. Trước giờ, bệnh trĩ là căn bệnh mà mọi người thường gặp. Chỉ cần tìm một vị bác sĩ chuyên khoa thì sẽ bớt ngay. Tôi liền đi mời một vị bác sĩ giỏi về bệnh trĩ đến chữa bệnh. Cách trị liệu của ông ta là dùng một loại thuốc nước có mùi rất thối xoa vào những cục trĩ đó, mục đích để cho thuốc này ăn mòn dần dần những cục trĩ. Hàm lượng thạch tính trong thuốc nước của ông rất cao. Thạch tính là hợp chất arsenium, ký hiệu AS, màu vàng, vị đắng, rất độc. Mỗi ngày ông đến nhà để thoa thuốc. Sau đó, mỗi cục trĩ ông châm một cây kim. Nhiều năm lão luyện, tay nghề ông rất giỏi, cộng thêm ông dùng thuốc tê. Vì vậy, khi châm kim vào, tôi không có một chút cảm giác đau đớn. Nhưng khoảng 5 giây sau khi châm, tôi thấy trong tim hồi hộp khó chịu, hô hấp bắt đầu khó khăn, thấy trời tối sầm, tình hình không mấy khả quan. Không được rồi, bác sĩ. Tôi dùng hết sức mới nói được mấy tiếng đó. Nói xong tôi không còn sức để thở nữa. Lúc ấy trước mắt chỉ là màn đen tối mịt, dù tôi cố mở to mắt cũng không thấy được gì hết. Tay chân run rẩy, rung lắc giống như thây ma treo cổ bị gió lùa. Tiếp theo là co giật giống như người mắc bệnh kinh phong, cảm giác như bay lơ lửng trong không trung. Tâm tôi tuy vẫn tỉnh táo sáng suốt, nhớ rõ từng hành động cử chỉ của mình, nhưng vô cùng khó chịu. Tôi nghe rất rõ tiếng hô hoán của bạn tôi đang đứng bên cạnh để chăm sóc. Bác sĩ không ổn rồi, anh ta sẽ chết mất, không cần thoa thuốc nữa, hãy mau mau rút kim ra đi. Anh ta la tiếp. Máu chảy ra nhiều quá kìa bác sĩ, chất độc trong thuốc nước của ông đã xâm nhập vào máu của bạn tôi rồi. Rồi anh ta làm náo động cả lên. Cảm giác của tôi lúc đó rất lạ kỳ. Tôi thấy hình như có người rót nước vào miệng cho tôi uống. Khoảng nửa giờ sau, tôi dần dần tỉnh lại. Kiểm tra lại thì đâu có ai cho tôi uống nước lúc đó. Và nguyên nhân là do vì muốn bệnh mau lành nên ông bác sĩ đã bỏ hàm lượng thạch tính vào trong nước thuốc khá cao. Chất thạch tính theo cục trĩ xâm nhập vào mạch máu, mà mạch máu thì thông với tim, vì vậy mới khó thở khi thoa thuốc. Nhờ phước duyên tôi đã trở lại từ cõi chết. Đây là lần thứ nhất tôi nếm sơ mùi vị của cái chết. Những lỗ kim châm này lại là nguyên nhân chính khiến cho sau này càng khó chữa trị. Trải qua 18 năm, những lỗ kim vẫn không lành. Do trĩ ngoại liền với mạch máu nên những lỗ kim này giống như cái ống dẫn máu ra ngoài. Do đó máu cứ tiếp tục chảy ra. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây. Do lần chữa trị đầu tiên đã mắc sai lầm nên máu càng ngày càng ra nhiều. Lúc bình thường thấy ít ra máu, lâu lâu mới chảy ra vài giọt. Nhưng khi đi đại tiện thì thật kinh hồn. Vừa ngồi xuống thấy máu chảy ra như nước từ trong người chảy ra qua đường tiểu tiện. Máu chảy mạnh giống như lúc bác sĩ châm kim vào. Máu chảy xong,
tiếp theo là huyết tương chảy ra thành vòi. Huyết tương là chất nước màu vàng của máu sau khi loại bỏ hết huyết cầu. Mỗi ngày tôi phải đi đại tiện một lần. Mỗi lần như vậy đồng nghĩa là tôi mất ra cả một bô huyết tương. Chỉ vài tháng sau, da tôi trắng bạch, tay chân run rẩy, mắt bắt đầu mờ dần. Nhiều người thấy tình cảnh như vậy, họ thương quá, ai cũng bảo tôi đi mời bác sĩ về chữa, bằng không hậu quả khó lường được. Tôi lại đi mời một vị bác sĩ giỏi về bệnh trị. Ông ta là một bác sĩ chuyên khoa rất nổi tiếng ở một bệnh viện lớn. Ông bảo tôi hãy yên tâm, ông chữa mau và đặc biệt không đau, vì không tiêm chích, chỉ thoa thôi. Ông dùng thuốc giả nhuyễn, mỗi ngày thoa lên cục trĩ sẽ khô và tự rụng. Ông còn bảo đảm, chỉ sau một tuần, toàn bộ những cục trĩ của tôi đều rụng hết, mà vĩnh viễn không còn chảy máu nữa. Đương nhiên, khi nghe vị bác sĩ nổi tiếng hứa như thế, tôi vô cùng vui mừng, đặt hết hy vọng vào ông. Ngờ đâu, ngay đêm hôm đó, tôi rất muốn đi đại tiện. Nó thúc giục giống như bị tiêu chảy vậy. Tôi nhờ người bạn dìu đến nhà vệ sinh, mà hơn nửa tiếng không ra được một chút phân. Trải qua mấy tiếng, càng ngồi lại càng mắc. Tôi cố nhẫn nại ngồi cho đến khi hai chân không còn cảm giác, đến nỗi ngủ gục trong nhà vệ sinh. Anh bạn chờ lâu quá đã vào phòng ngủ một giấc, giật mình dậy mới dìu tôi vào phòng ngủ. Nhưng chưa kịp leo lên giường, tôi lại trở ra đi cầu tiếp. Cứ như thế, suốt đêm tôi cứ chạy đi chạy lại liên tục, thống khổ đến mức chảy nước mắt, toàn thân run lên. Vậy mà sự thống khổ này kéo dài liên tục suốt 7 ngày đêm, mà thống khổ của đêm sau lại hơn đêm trước. Trong lúc thống khổ cực độ, tôi ngước mặt lên hỏi ông trời. Ông trời ơi, tôi đã phạm tội gì mà phải chịu thống khổ như thế này? Dẫu bị như vậy, tôi vẫn chưa tỉnh ngộ, đấy là lúc quả báo đến. Sự trừng phạt giống như ở địa ngục. Nhưng qua 7 ngày, tôi bỗng dưng dần dần khỏe trở lại. Những búi trĩ cũng khô và rụng từ từ, máu không còn chảy nữa. Tôi hết sức vui mừng. Nhưng chỉ 6 tháng sau, bệnh trĩ lại tái phát trở lại. Chẳng những thế mà còn phát rất mau, máu cũng bắt đầu chảy ra như trước. Bi kịch tiếp tục tái diễn. Tôi lại phải tiếp tục tốn kém tiền bạc để chữa trị. Ngày nào cũng chảy máu, thân thể tôi suy nhược hẳn đi, dẫn đến chứng mất máu kinh niên. Các búi trĩ làm tôi vô cùng khó chịu, giống như bị lửa thiêu, dao cắt. Tôi đau đớn trong từng giây từng phút, không lúc nào yên. Biết bao nhiêu vị bác sĩ giỏi, nổi tiếng đều bó tay, đành dương mắt nhìn tôi quằn quại trên giường mà không còn biết làm gì cả. Riết rồi tôi cũng bị hội chứng sợ hãi bác sĩ, vì bao nhiêu người chữa trị bệnh cũng không bớt mà còn đau đớn đủ kiểu, nên tôi quyết định không chữa trị theo y học nữa. Cũng chính vì quyết định đó nên tôi lại bị điều tiếng thị phi trong làng là trốn tránh lao động. Kỳ thực lúc này tôi cũng chẳng còn chút hơi sức để làm việc chi nữa. Thời đó là còn thời kỳ bao cấp, ai nấy cũng phải lao động sản xuất làm ruộng, rẫy, nên việc tôi không chịu chữa chạy bác sĩ dấy lên mối nghi hoặc của người dân trong làng. Người thì nói, có bác sĩ mà không chịu chữa, vậy rốt cuộc nó bị bệnh thật hay là giả? Người khác thì bồi thêm, bệnh trĩ của nó là giả, trốn tránh lao động mới là thật. Sau đó, trưởng thôn, phó thôn gọi bác sĩ lấy cớ cùng đến thăm tôi, nhưng thật ra để dò la, điều tra. Biết mục đích của họ, tôi vào nhà vệ sinh đại tiện. Giống như thường ngày, máu chảy ra cả một đống lớn, rồi tôi gọi mọi người vào xem. Trưởng thôn vốn không tin tôi bị bệnh thật, nên vào xem ngay. Vừa nhìn thấy, ông vô cùng kinh hãi thốt lên. Ôi, máu ra nhiều thế này à! Sau đó, nể lời mọi người khuyên bảo, tôi quyết định để ông bác sĩ, được cho là thần tiên giáng thế, chữa trị thêm một lần nữa. Thằng ôi, lại thêm một lần nữa, máu vẫn chảy, đau đớn vẫn còn nguyên. Ông bác sĩ thần tiên cũng đành bó tay, rồi lặng lẽ bỏ đi. Có lúc tôi chịu đựng đau đớn hết nổi,
tôi khóc than rên la thảm thiết, trên gò má nước mắt trộn lẫn mồ hôi chảy ròng ròng, tóc tai bù xù. Tôi bấu chặt quần áo mềm mùng có lúc xé rách, hai chân đạp tấm nệm đến mức rách bươm, chẳng khác chi người điên là mấy. Ai thấy cũng đều lắc đầu thở dài. Có nhiều người đã rơi nước mắt khi thấy cảnh thống khổ của tôi. Trong lúc quằn quại trên giường chịu đựng sự đau khổ, tôi chợt phát hiện ra nếu để mông cao hơn đầu thì sự đau đớn sẽ giảm đi một ít, tức là nằm theo tư thế treo ngược. Tôi nhờ bạn tôi lấy mền gối chồng lên nhau để lại lại giống như mái nhà, rồi tôi leo lên đó, đầu thấp xuống và nâng cao mông như thế trồng cây chuối. Tôi không nhớ rõ mình trải qua bao nhiêu ngày đêm như vậy. Tôi chỉ nhớ trừ lúc ăn cơm, đi vệ sinh, còn suốt ngày luôn sống với tư thế treo ngược, kể cả lúc ngủ nghỉ. Rồi đến một ngày, khi đang ở tư thế treo ngược như thế, khi máu chảy ra động thành vũng rồi thấm vào mền chiếu, nằm trên vũng máu đỏ tươi, tôi thảng thốt nhận ra cảnh tượng đó rất giống những con chim trước kia bị tôi bắn chết. Máu của chúng nó cũng chảy rớt xuống những cành lá cây. Trời ơi! Tư thế treo ngược của mình với tư thế những con chim bị tôi bắn trước đây, không hay không khác. Đây không phải là quả báo nhãn tiền đó sao? Đúng là nợ máu phải trả bằng máu, nhân quả công bằng, một sợi tơ cũng không sót. Cái cảnh tôi đang chịu đựng trong đau đớn đó không phải là hình phạt trong địa ngục đó sao? Tôi bắt đầu tỉnh ngộ ra rằng tất cả những nỗi đau khổ của con người chẳng phải do ông trời làm ra, mà chính là những tư tưởng xấu, hành động ác mà con người đã tạo trong đời này hoặc trong đời trước mới là nguyên nhân con người phải chịu mọi thống khổ trong hiện kiếp. Muốn cải đổi vận mệnh, chỉ có một con đường duy nhất là năng làm việc lành, tích chứa âm đức mà thôi. Khi được thấu suốt, tôi đã không còn oán hận những vị bác sĩ đã hại mình nữa. Ngược lại, tôi lại vô cùng biết ơn họ vì họ đã giúp tôi sớm trả xong món nợ máu. Nếu họ không chữa sai, có lẽ tôi còn mang bệnh tới già hoặc tiếp đến đời sau tiếp tục trả. Sau khi có nhận thức đúng đắn về cuộc đời, tôi luôn luôn sám hối trong tâm. Có lúc sám hối cho đến khi chịu không nổi khóc trống lên mới thôi. Tôi quyết tâm lấy công chuộc tội, tự nhủ tranh thủ lúc còn trẻ, gấp rút lo tu hành để cải thiện vận mệnh đời mình. Sau đó tôi thường nhờ bạn bè đi mua động vật để phóng sinh. Hằng ngày gặp những cơ hội phóng sinh, cứu sinh vật là tôi đều không bỏ qua. Đồng thời tôi cũng dùng hết khả năng của mình để giúp đỡ người bệnh tật, nghèo đói. Tôi cũng thường ráng hết sức lực để bí mật đến ngôi đền giữa cánh đồng, lễ bái và cúng thí cho các oan hồn uổng tử ở mười phương, giúp họ được ấm no. Nói ra cũng thật kỳ lạ, từ sau khi tôi bố thí phóng sinh, cơn thống khổ của bệnh trĩ của tôi dần dần giảm thiểu một cách rõ ràng, máu cũng chảy ít hơn. Dần dần cách 2-3 ngày rồi đến một tuần mới phát một lần mà không cần tới thuốc men chi cả. Nửa năm sau, bệnh bắt đầu bình phục, người tôi có da thịt trở lại, có thể đi lại mà không cần người dìu như suốt mười mấy năm qua. Tôi càng vui mừng nên ra sức làm việc thiện quanh năm suốt tháng như vậy. Bệnh trĩ từ 8 rồi 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng mới phát một lần. Đến mùa xuân năm trước, nó hết còn chảy máu và cơn đau hết hẳn. Tính ra, từ khi phát bệnh cho đến khi lành hẳn, hết cả thảy là 18 năm. 7 năm trước, tôi may mắn được đến Hồng Kông, nhưng còn may mắn hơn nữa là gặp được Phật Pháp. Từ đó, niềm tin của tôi đối với nhân quả báo ứng càng thêm kiên cố. Tôi giác ngộ sâu sắc. Mục đích đời người chẳng phải là tiền rừng bạc biển, nhà cao cửa rộng hoặc danh cao chức trọng mới làm rạng rỡ tâm phong. Chỉ cần siêng năng làm thiện pháp, tích chứa âm đức, không sát sinh, làm lợi vật lợi người, cửu huyền thức tổ nhờ đó mà được siêu thăng thì ta sẽ không thấy hổ thẹn một đời. Câu chuyện thứ 12.
cá đầu thai báo thù. Có một chú sa di pháp danh Thích Thông Huệ, chú xuất gia khi mới tầm 8 tuổi. Bổn phận của chú hàng ngày chỉ là quét sân chùa, làm những việc lặt vặt. Đến năm 14 tuổi, chú sa di Thông Huệ được các thầy giao cho công việc gánh nước. Mỗi ngày phải xuống núi gánh khoảng 20 gánh nước lên cho mọi người sử dụng. Một hôm, trong lúc chú gánh nước lên núi, có một bà bán cá đội trên đầu một cái chậu đựng đầy cá ra chợ bán. Khi đi ngang qua gánh nước của chú sa di, bà dừng lại hạ cái chậu cá xuống đất, vô ý thế nào làm văng một con cá vào thùng nước chú sa di đang gánh. Thế là thùng nước trong lành của chú bị con cá đó làm cho tanh ngòm đi, không thể dùng được nữa. Nhất là ở trong chùa kỵ mùi tanh của thịt cá nên buộc phải đổ đi. Do khi đó chưa hiểu đạo nhiều, chú nổi cáo lên, nhìn con cá mà tiếc công sức mình hì hục gánh nước gần về đến nơi, lại vì con cá này mà đành đổ đi hết. Tức quá, chú túm lấy con cá khi nó đang còn sống, đập mấy phát liền vào thùng nước, vừa đập vừa chửi rủa nó, và đương nhiên con cá chết ngay tại đó. 30 năm sau, chú sa di đã trở thành một thiền sư. Sau khi sư trụ trì Viên Tịch, ngài tiếp nối làm trụ trì ngôi chùa đó. Một hôm đang ngồi thiền trong chùa thì có một vị tướng trẻ tên là Trương Tuấn dẫn quân đi ngang qua chùa. Viên tướng trẻ vào chùa nhìn thấy thiền sư Thông Huệ, trong tâm bỗng dưng bừng bừng khởi lên sự giận dữ mà chính Trương Tuấn cũng không hiểu được là vì sao. Trương Tuấn không kiềm chế được, liền rút kiếm ra định đâm vị thiền sư mà mình chưa từng gặp bao giờ. Khi ấy thiền sư mở mắt, điềm tĩnh nói: "Ta đã chờ ông 30 năm rồi." Viên tướng Trương Tuấn liền hỏi: "Tại sao tôi với ngài chưa từng gặp nhau lần nào? Đây là lần đầu tiên tôi đi qua vùng này, vậy mà không hiểu vì sao cảm giác trong tôi thay đổi bất thường. Vừa nhìn thấy ngài là tôi muốn giết ngài liền." Thiền sư Thông Huệ trả lời: "Không phải ngẫu nhiên, mọi chuyện đều có nhân duyên của nó." Nói rồi, thiền sư kể lại câu chuyện đập chết con cá 30 năm về trước. Sau khi đập chết con cá, ngài cảm thấy rất hối hận. Ngài hay sám hối về việc này, và chắc hẳn ngài cũng thường tạo các công đức hồi hướng cho con cá ấy, và ngài sẵn sàng chờ đợi cái ngày mà quả báo xảy đến, khi mà con cá tìm đến báo thù. Ngày đó cuối cùng đã đến. Thiền sư nói tiếp: "Con cá đó đã chuyển kiếp thành người, chính là ông đó. Sở dĩ hôm nay ông đi ngang qua đây, không dưng cảm thấy nóng giận muốn lấy mạng tôi, là vì kiếp trước tôi đã giết ông. Khi bị giết, ông đã khởi tâm sân hận muốn báo thù. Khi tái sinh, ông không nhớ kiếp trước của mình, nhưng tôi biết, và tôi đã chờ đợi ngày này từ nhiều năm qua." Trương Tuấn nghe xong liền hạ thanh kiếm xuống. Sau đó ông ta xin xuất gia làm đệ tử của thiền sư Thông Huệ. Chính nhờ sự sám hối và hồi hướng công đức cho ăn gia trái chủ, chính là con cá đó, thiền sư Thông Huệ đã hóa giải được mối oan oan tương báo mà nếu là người khác không hiểu đạo chắc chắn sẽ tạo thành mối thù truyền kiếp. Kiếp này ông giết tôi, kiếp sau tôi giết ông, không biết bao giờ mới chấm dứt. Câu chuyện thứ 13: Hành nghề bắt lương, mất mạng dưới sông. Tại vùng Tô Châu ở Trung Hoa, có một cái quán ăn nổi tiếng về món mì lương. Chủ nhân của quán, Đới Đại Phan, là một con người xấu xa. Y rất tàn ác và ích kỷ. Hàng quán của ông rất đắt khách, không ai sánh kịp, là vì y có nghệ thuật nấu lương rất độc đáo. Y đem lương bỏ vào trong một cái chảo và nấu những con lương còn sống với các cây đinh nhọn. Ông bắt cái chảo lên bếp lửa, những con lương bò quanh cố gắng thoát ra ngoài, bị đinh nhọn cắt đứt thân thể, máu đỏ của lương trộn thấm với mì và biến thành một món ăn khoái khẩu, thơm ngon tuyệt hảo đối với nhiều thực khách.
Một hôm, Đới Đại Phan đang tính tiền nơi bàn toán, y ngã đầu ra sau, cười đắc chí và nói: "Ta thu nhập càng ngày càng khấm khá nhỉ?" Đới Hỷ Tính, con trai y, nói: "Ba ơi, chúng ta đổi nghề khác đi ba, làm tiền bằng cách này sao thấy tàn nhẫn quá, mặc dù chúng ta trở nên giàu có." Đới Đại Phan mắng con: "Cái thằng nhỏ u mê kia, sống ở đời có ai mà chẳng ham tiền. Mày muốn đổi nghề gì nào? Đổi nghề khác thì có được nhiều lợi như thế này không? Mày con nít ăn nói hồ đồ." Thế rồi một ngày kia, Đới Đại Phan đi đâu không thấy về. Người con Đới Hỷ Tính đi tìm kiếm cha khắp nơi. Cuối cùng một người hàng xóm lại báo tin, họ đã tìm thấy xác ông ở dưới sông. Đới Hỷ Tính liền chạy ra bờ sông, gặp mọi người dân làng đang đứng nhìn thấy một cảnh tượng thật khủng khiếp. Hàng nghìn con lương bu lại cắn và nhận chìm thi thể ông Đới Đại Phan xuống nước cho đến chết. Rắn nhập hồn báo thù. Vào khoảng năm 1978, chùa chúng tôi xảy ra một biến cố làm cho tất cả mọi người có thêm kinh nghiệm rùng rợn về tái sinh và nghiệp báo. Nếu biến cố này xảy ra trước năm 75, thì chắc hẳn những tờ nhật báo tha hồ khai thác để làm tiền thiên hạ. Và chùa chúng tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít vì cái cảnh dập dìu tài tử gia nhân đua nhau tìm tới chùa tìm hiểu sự vụ, hòng kiểm chứng những lời tường thuật của báo chí. Nhưng vì sự cố đã xảy ra vào một thời rất căng cho các chùa chiền, thêm nữa chùa chúng tôi ở nơi thật hẻo lánh, trên núi, thì còn ai biết được một sự cố hy hữu đã xảy đến. Đương sự hiện nay là một Nico đã ngoài 30, tốt nghiệp đại học và đang ở Sài Gòn để theo cao học. Một hôm về thăm chốn tổ, chùa Trúc Lâm nằm trên đường đi Lăng Khải Định. Chúng tôi gặp nhau và nhân lúc cao hứng, cô đã kể lại câu chuyện đời của cô cho tôi nghe. Tâm Tưởng, pháp danh cô bé lúc mới vào chùa. Trước kia, vào khoảng năm 1978, là một nữ sinh viên đại học sư phạm Huế sắp ra trường. Cả gia đình cô không ai biết đạo Phật là cái gì cả. Cô đang lưu trú trong cư xá của đại học vì nhà ở tận dưới quê xa. Một hôm, cô về thăm nhà, ở lại trong căn phòng nhỏ, thức đêm ôn bài cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Giữa khuya, thình lình có một con rắn lớn bò qua cửa sổ vào phòng. Cô hét lên, đánh thức cả nhà. Cha cô đang ngủ, nhổm dậy, cầm cây then cửa phóng về hướng con rắn và lập tức đập nó chết. Không lâu sau đó, ông tự nhiên bỏ ăn bỏ uống, nằm dài suốt ngày này qua tháng khác, thân hình mỗi lúc một tiều tụy. Chở đi bệnh viện thì bác sĩ không khám ra được bệnh gì, đành về nhà nằm tiếp. Cô gái trở lại đại học xá, đang học thi thì bỗng được tin cha chết. Cô chạy như bay về nhà, vào lúc giữa trưa đứng bóng. Cô chạy ngay giữa đường, xe hơi, nhưng kỳ lạ thay, không bị một chướng ngại gì suốt cả quãng đường dài gần 20 cây số. Người cha đã được khâm liệm bỏ vào quan tài. Khăn kín mít chỉ chờ cô về để đưa ma vì phải làm theo giờ giấc mà ông thầy coi lịch số đã định. Cô gái hùng hổ từ ngoài chạy vào nhà, gạt tất cả mọi người ra mà đâm bổ vào nơi đặt quan tài cha. Đến nơi, cô dùng hai tay trần bứt tất cả dây nịch quan tài, mở tung nắp quan hòm, moi vứt ra mọi vật dụng tẩm liệm rườm rà phủ trên xác chết cho đến khi lộ gương mặt thay ma. Rồi cô dùng 10 ngón tay cào cấu gương mặt ấy cho rách nát, xong chạy ra giữa đường cười ha hả la lên: "Ta đã trả được mối thù, ta đã trả được cả hai mối thù." Mọi người quá bất ngờ, không kịp phản ứng, vì cứ ngỡ cô gái thương cha
muốn tới gần quan tài để khóc lóc cho Hả. Đến khi cô làm mọi sự nói trên một cách chớp nhoáng, họ không kịp trở tay và vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh phi thường của cô gái đang bị quỷ nhập. Nhiều người đàn ông lực lưỡng xông vào ngăn cản nhưng đều bị gạt cho té nhào. Sau đó, hồn ma ứng vào miệng cô để đọc lên một bài thơ dài. Theo đó, người ta được biết câu chuyện đại khái như sau. Nguyên kiếp trước, cô là một người đàn ông đã có vợ. Người đàn ông này ngoại tình và lại còn về giết vợ. Người vợ chết trong tâm trạng uất hận nên đã tái sinh làm con rắn. Còn người đàn ông có lẽ do nghiệp ngoại tình tái sinh làm cô gái trong đời hiện tại. Thảo nào gương mặt cô bé do ấn tượng tiền kiếp vừa qua không mang vẻ nữ tính cho lắm. Con rắn bò vào nhà toàn cắn chết cô gái để trả mối thù xưa thì lại bị cha cô đánh chết. Thần thức của người đàn bà bị tình phụ kiếp trước, tức của con rắn bị giết kiếp này, đã nhập vào cô con gái, bắt cô phải cào nát mặt cha cô. Khi tỉnh dậy, nghe thuật lại những gì mình đã làm, cô gái vô cùng đau khổ. Gia đình cô cũng từ đấy càng ngày càng sa sút. Hồn ma báo oán không những nhập vào cô gái, làm cô khi tỉnh khi say, mà còn khiến tất cả các thành viên trong gia đình cũng trở nên dở dở ương ương từ ngày cha cô chết. Đôi khi, vào những ngày thất trai tuần của người cha, vị thầy đang tụng kinh phải rợn óc vì tiếng cười rùng rợn của tất cả mọi người trong gia đình đang quỳ sau lưng. Cô gái bỏ học, về nhà thức suốt ba đêm thắp hương giữa trời, cầu khẩn vị nào có phép thần thông. Cô chưa hề biết Phật, xin hãy giải mối oan thiên nghiệp chướng cho cô. Lời cầu nguyện của cô đã cảm đến một vị thiền sư trong cõi vô sắc. Vị ấy nhập vào xác cô gái, bắt người anh phải đưa cô lên chùa Trúc Lâm xin hòa thượng thế phát quy y. Trong nhà không ai biết đến chùa và hòa thượng, nhưng cô gái cương quyết bảo người anh cứ theo cô là được. Nói xong, cô gái lôi người anh chạy như bay giữa đường trường gần 20 cây số lên tới chùa Trúc Lâm. Tới nơi, trong khi người anh sụp lại hòa thượng trụ trì như tế sau, xin hòa thượng cứu cho em gái, thì cô gái cứ đứng sừng sững, ngang nhiên nhìn hòa thượng mà mỉm cười. Hòa thượng quắt mắt nhìn cô gái, quát lên: "Quỳ xuống!" Hồn ma trong xác cô vẫn không quy phục, cứ nhìn chằm chằm vào hòa thượng mà cười ngạo nghễ. Khi hòa thượng rút con roi bằng gỗ dâu sắp dán lên người cô gái và quát lần thứ hai: "Quỳ xuống!" thì cô gái mới từ từ quỳ xuống, nhưng vẫn nhìn hòa thượng mà mỉm cười nói: "Vì muốn độ cho nữ này mà tôi phải quỳ trước sư đệ." Theo những gì xác cô gái nói thì đấy là một thiền sư mang một cái tên bằng tiếng Phạn, đã phiên tịch 200 năm, hiện trú cõi vô sắc. Vì cảm lời cầu khẩn của cô gái nên muốn giúp cô ta đi tu để giải thoát oan nghiệp nhiều đời giữa cô và con rắn. Theo vị thiền sư thì giữa đôi bên đã có oan nghiệp từ 500 năm chứ không phải mới đời trước và đời này. Thiền sư yêu cầu hòa thượng độ cho cô gái xuất gia. Hòa thượng bèn gửi cô gái qua chùa ni bên cạnh cho sư trưởng tôi dạy bảo. Khi tỉnh, cô gái sinh hoạt rất bình thường và tuyệt nhiên không nhớ được điều gì đã xảy ra, trong khi vị thiền sư mượn xác cô để nói chuyện với hòa thượng. Cũng do áp lực vô hình của vị thiền sư, cô lên trường đại học sư phạm nhiều lần xin nghỉ học để xuất gia, nhưng nhà trường không chấp thuận. Cuối cùng, một chuyện kỳ lạ xảy đến làm cho bạn bè và nhà trường phải chấp thuận cho cô nghỉ học vì lý do bệnh thần kinh. Một lần bước vào cổng trường là cô tự nhiên bị câm, không thể nói một tiếng nào cho đến khi ra khỏi cổng. Nhiều lần như vậy, trước sự chứng kiến của những nhân viên trong trường, nên họ phải làm chứng cho cô được nghỉ học vì bệnh điên. Trở về chùa,
cô gái hành điệu như tất cả những người tập sự xuất gia khác. Nhưng thỉnh thoảng cô lại bị oan hồn con rắn, mà cũng là bạn đời trong kiếp trước, nhập vào xác để quấy nhiễu, trách móc về chuyện không lo tu hành, có tư tưởng xấu muốn bỏ về nhà. Mỗi lần như vậy, xác cô gái lại bị một trận đòn như tử của sư trưởng tôi. Một hôm sau khi bị đòn, cô gái khóc lóc đến quỳ trước sư trưởng mà bạch. Bạch sư trưởng đánh con oan ức lắm. Cô có ý nghĩ thối lui về nhà không muốn tu, nên con mới phá y. Con chỉ muốn cho cô tu hành để giải oan nghiệp giữa con và cô mà thôi. Sư trưởng tôi bảo hồn ma, bây giờ ta quy cô cho ngươi, hãy theo Phật, đừng theo nó nữa, ngươi chịu không? Dạ dạ, thế thì tốt lắm, bạch sư trưởng. Hồn ma có vẻ mừng rỡ, mượn xác cô gái để bày tỏ sự cảm ơn. Xin sư trưởng quy cô cho con luôn. Sư trưởng tôi làm phép thọ tam quy cô cho cả cô gái lẫn hồn ma đang mượn xác cô. Hồn ma được pháp danh Tâm Tính, còn cô gái pháp danh là Tâm Tưởng. Từ đấy, cô gái được yên ổn tu hành, không bị quấy nhiễu. Bẵng đi một dạo khá lâu, bỗng một đêm kia, sau giờ chỉ tịnh, khoảng 9 giờ tối, giờ mà tất cả tu sĩ trong chùa đều leo lên bồ đoàn để tọa thiền niệm Phật trước khi nằm xuống ngủ. Cô gái sòng sọc chạy vào liêu của sư trưởng trong khi người đang nhập thiền. Người quát hỏi, ai đó, Tâm Tính hay Tâm Tưởng? Cô gái trả lời ngay, dạ con là Tâm Tính. Cô bé thị giả đang hầu quạt cho sư trưởng, vì lúc đó vào mùa an cư, khí trời khá nóng nực, nghe mà ớn lạnh toàn thân, cả mình rợn ốc. Sư trưởng bình tĩnh dạy, ta đã bảo ngươi hãy để yên cho nó tu, sao cứ theo nó hoài, ngươi còn muốn theo nó tới bao giờ nữa? Có phải như vậy là cả ngươi lẫn nó cùng khổ cả không? Hồn ma tỏ lộ sự vui vẻ, nói qua xác cô gái. Dạ, dạ bạch sư trưởng, con không theo nó nữa, con chỉ muốn đến báo cho sư trưởng một tin mừng là con đã tìm được chốn đầu thai. Xin cảm tạ sư trưởng. Nói xong, cô gái chạy về chỗ ở dành cho chúng điện, và từ đấy hồn ma không bao giờ trở lại. Nghe xong chuyện ni cô kể, khi kể chuyện này thì cô gái đã là một vị tỳ kheo ni trong đạo. Tôi cũng cố được vài kinh nghiệm bổ ích cho việc tu hành. Trước hết là tính cách giả dối tạm thời của giới tính như nam hoặc nữ và của sinh vật như người hay súc sinh. Khi bị vô minh làm mờ ám thì người nam si mê người nữ và ngược lại, mà không ý thức được rằng hai yếu tố nam nữ không có gì là chắc thực cố định. Mỗi người qua quá trình luân chuyển, ai cũng đã vô số lần khi mang thân người nam, khi khoác lốt người nữ. Cho nên hai thứ mặc cảm tự tôn, khi mang thân nam nhi và tự ti, khi khoác hình hài nữ nhân, đều vô lối. Lại nữa, bản chất mọi người đều có đủ cả hai yếu tố nam nữ, không ai thiếu. Chính cái cảm giác thiếu thốn tưởng tượng ấy đã đẻ ra vô số vấn đề xã hội và tâm lý. Thứ hai, chẳng những nam nữ là huyễn hóa mà người và súc sinh cũng thay nhau như bẩn. Ta không thể quyết chắc mình sẽ được mãi mãi làm người. Nếu vô tình nổi một niệm sân si trước khi chết là ta có thể thác sinh làm rắn rết như chơi. Tỷ như người đàn bà bị phụ tình đời trước vì chết trong cơn tức tối mà đã tái sinh làm thân rắn trong đời này, bất kể oan hay ưng. Vậy thì điều cốt yếu là đừng nên thù hiềm bất cứ ai vì sẽ rất nguy hiểm cho chính bản thân mình. Nên trong kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy, nếu ai cắt xẻ thân thể người ra từng mảng từng đoạn, cũng đừng vì thế mà ôm lòng giận dữ. Lạy Phật, mong sao cho tất cả mọi người đều ý thức được hạnh phúc hiếm có mình đang hưởng là được tái sinh làm thân người, để lo tu học theo chánh pháp, không bỏ lỡ dịp mai hiếm có này.
đồng tiền dính máu, quả báo sát hại cô. Triệu Dung là người hay ngồi lê đôi mắt, ông sống bằng nghề bắt cua đem bán. Do đó, ông đã giết hại nhiều sinh vật, nhưng ông là một người con rất tốt. Triệu Dung không dùng tiền kiếm được cho chính bản thân mình. Ông đã lấy tiền đó để nuôi nấng chăm sóc cho bà mẹ già. Mọi người đều khen ông là một đứa con rất có hiếu. Người con thì tốt, nhưng bà mẹ lại xấu. Bà không bao giờ khuyên dạy con làm điều thiện. Bà dùng tiền của người con cung cấp vào việc tiêu xài ăn uống cho bằng thích. Một ngày nọ, bà ngã bệnh, nằm trên giường. Bà kêu rên đau đớn. Khi Triệu Dung về đến nhà, ông nhìn thấy xảy ra một cảnh tượng quá khủng khiếp. Mẹ ông có hành động như một người điên mất trí. Bà lấy cái dây gai mà hằng ngày ông dùng để cột cua, nhét đưa vào miệng và nhai nuốt xuống bụng. Ông Triệu Dung chạy đến ngăn chặn thì bà cụ lại đưa tay ra cự tuyệt. Trong chốc lát, bà lôi hết sợi dây gai ra. Vừa kéo ra xong, bà lại nuốt vào, rồi bà cụ rên rỉ và nôn ọe. Những người hàng xóm nghe tiếng ồn, liền xúm lại coi thử bà đau ốm ra làm sao. Một lát sau, người ta thấy sợi dây gai dính đầy máu và những chất dơ bẩn kéo theo từ trong phổi cũng như gan ruột của bà. Khắp phòng bay mùi tanh hôi và trước cảnh tượng quá dơ bẩn khủng khiếp đã khiến cho nhiều người hàng xóm ghê tởm, nơm mửa khắp nền nhà. Sau cùng, bà cụ của Triệu Dung ngồi dựa lưng vào chiếc gối. Bà lẩm nhẩm nói một mình. Con ta đã bắt giết hại nhiều cua bán để kiếm tiền. Đây là hành động tội ác chống luật thiên nhiên, nhưng nó có hiếu đã dùng tiền đó cấp dưỡng nuôi ta. Nhưng rất tiếc là ta đã không biết dùng số tiền này để làm việc phước đức, mà ta đã tiêu xài lãng phí những đồng tiền dính máu đó vào sự ăn uống của ta cho bằng thích. Bởi vậy, giờ đây ta đành chịu quả báo trả món nợ máu khủng khiếp này. Ta phải rửa sạch nội tạng trong thân thể của ta, hay là ta sẽ chịu khổ đau do hành động ác đức của mình gây ra. Triệu Dung hối hận vì nghề sinh sống của ông đã tạo nên sự giết chóc đau khổ cho những con cua vô tội. Rồi hai mẹ con cùng khóc và khóc thảm thiết. Nhưng sau nhiều ngày trôi qua, bà mẹ của Triệu Dung đã từ trần một cách đau đớn. Câu chuyện thứ ba, những con gà chọi báo thù. Ba tôi là tay làm cựa gà. Đó là một cái móc sắt gắn vào chân gà chọi để tăng sát thương khi chiến đấu. Có tiếng ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh và cũng là tay sát cá nhất nhì ở các hồ câu cá giải trí. Ba tôi làm nghề này đã 20 năm rồi, thu nhập cao lắm. Nhưng ông bà ta thường nói, nghề nào sinh nghiệp nấy, quả thật không sai. Mỗi khuya cứ từ 1 giờ đến 3 giờ là ba tôi lại kêu lên từng hồi như gà gáy. Hai con mắt tuy nhắm lại nhưng đảo qua đảo lại như mắt gà. Đã vậy trong giấc ngủ, ba thường thấy rất nhiều người đàn ông lực lưỡng to khỏe, chân đầy máu đến đòi mạng ba, rồi mê man nói nhảm. Thỉnh thoảng ba còn dậy đành đạch như cá mắc cạn. Tôi có lai người ba kêu ba dậy nhưng không được. Thật sự tôi rất sợ ba bị mấy vong hồn báo oán, nhưng không biết làm gì ngoài niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi lần tôi niệm A Di Đà thì ba không sao nữa, mà thường còn tỉnh dậy hỏi tôi nãy giờ có thấy ai không. Tránh được vài lần chứ sao tránh được suốt đời. Có lần ba trúng thương hàng, sốt mê man phải đưa đi bệnh viện. Lúc đưa ba lên xe cấp cứu, tôi thấy có một người đàn ông đô con vạm vỡ, mặt mày hung dữ, chân đầy máu, rượt theo chiếc xe như muốn giết người vậy. Tôi đưa tay chỉ cho nội coi đó là ai, thì nội nói tôi bị hoa mắt. Thật ra thì nội biết đó là vong hồn gà trống, đòi mạng, nhưng nội không muốn tôi sợ thôi. Sở dĩ có vong hồn gà đòi mạng
vì theo lệ là những con gà nào đá thua đều bị lấy làm thịt, chân đầy máu là vì chúng bị cựa đâm vào nhau. Dù trực tiếp hay gián tiếp đều là hại mạng chúng, nên sau khi chết chúng oán hận ba tôi. Có lần tôi ngủ, mơ thấy một người đàn bà miệng đầy máu, có vết thương to, nhỏ, dẫn theo cả trăm, cả ngàn đứa con lý nhí. Tôi nhờ nội giải mộng thì mới biết đó là một trong những con cá mà ba câu được. Vì oán hận ba tôi đã không để nó sinh con mà khiến cả mẹ và chục ngàn đứa con đều chết, nên không muốn siêu thoát mà quay về báo thù. Có lẽ vì vậy mà đôi khi ba tôi dãy đành đạch như cá mắc cạn. Sau lần đó tôi bắt đầu niệm chú Đại Bi hàng đêm để giảm bớt nghiệp chướng cho ba và cầu siêu cho những vong hồn đang oán hận ba. Mỗi đêm tôi tụng năm biến chú Đại Bi và niệm danh Bổn Sư Thích Ca, Quán Thế Âm đến khi ngủ mới thôi. Và điều kỳ diệu nhất là chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi thành tâm niệm Phật, tụng chú Đại Bi thì ba tôi đã ngủ ngon giấc, không bị mấy vong hồn oán hận theo báo thù nữa. Tôi tin ba tôi đã giảm bớt nghiệp rồi. Đến nay đã hơn 2 tháng, tôi vẫn đều đều tụng chú Đại Bi. Tôi đã thuộc lòng và đọc ro ro không cần nhìn sách nữa. Chỉ mới gần đây thôi, tôi mơ thấy rất nhiều người đàn ông, đàn bà đến cười với tôi rồi biến mất. Tôi tin rằng đó là những vong hồn, gà, cá ba tôi giết nay đã được siêu thoát nên họ quay lại cảm ơn. Song tôi sẽ không dừng ở đó mà vẫn tiếp tục tụng kinh niệm Phật cầu an cho gia đình, vì giờ đây tôi đã có niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự mầu nhiệm của Phật Pháp. Câu chuyện thứ 4, chuyện về con dê. Trong kinh Tiểu Bộ có chép một câu chuyện mang tên Chuyện đồ ăn cúng người chết, nội dung như sau. Một hôm, các đệ tử đến bạch với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con thấy nhiều người giết hại sinh mạng của các loài hữu tình để làm đồ ăn cúng cho người chết. Như vậy có được hạnh phúc hay lợi ích nào không? Đức Phật trả lời, cúng đồ ăn cho người chết như vậy không có lợi ích gì, bởi hành động sát sinh không thể mang lại lợi ích. Nói vậy xong, Đức Phật kể một câu chuyện thời quá khứ. Có vị Bà La Môn nọ chuẩn bị giết một con dê để cúng cho người chết. Trước khi giết, ông sai các đệ tử đem con dê ra bờ sông, tắm rửa sạch sẽ, cho ăn uống đầy đủ và đeo vòng hoa lên cổ nó. Các đệ tử làm y lời thầy dạy, nhưng khi họ vừa đeo vòng hoa xong và chuẩn bị dắt con dê về, tự nhiên nó cười rất lớn. Sau khi cười một lát, nó lại khóc rất to. Thế vậy, họ hết sức ngạc nhiên, bèn hỏi, tại sao ngươi cười rồi lại khóc? Con dê nói, tôi sẽ trả lời câu hỏi này trước mặt thầy của các ông. Họ dắt con dê về và trình bày lại tất cả sự việc cho vị thầy Bà La Môn nghe. Nghe xong, ông ta hỏi con dê, tại sao ngươi cười? Con dê trả lời, thuở trước, tôi cũng là một vị Bà La Môn thông thuộc kinh Vệ Đà giống như ông. Vì giết một con dê mà tôi lại quả báo làm dê, bị chém đầu trong 499 lần sống chết. Đây là lần sống chết thứ 500 và cũng là lần cuối cùng. Hôm nay tôi sẽ thoát khỏi sự đau khổ ấy. Nghĩ vậy tôi cảm thấy sung sướng, do nhân duyên này cho nên tôi cười. Vị Bà La Môn hỏi tiếp, vậy tại sao ngươi lại khóc? Con dê trả lời, tôi chỉ chặt đầu một con dê để cúng tế mà phải chịu khổ hình chặt đầu tới 500 lần. Khi giết tôi, ông cũng giống như tôi, phải chịu khổ hình bị chặt đầu trong 500 đời sống. Vì thương xót ông sẽ bị quả báo đó nên tôi khóc. Khi nghe như vậy, vị Bà La Môn kia sợ hãi đến rợn cả tóc gáy. Ông ta bảo, thôi, tha cho ngươi, ta sẽ không giết ngươi nữa. Xin cảm ơn ông,
nhân nghiệp của tôi đã đến lúc phải trả. Dù ông có giết hay không, thì hôm nay tôi cũng phải chết. Vị Bà La Môn liền nói, không sao đâu, ta sẽ đi theo bảo vệ ngươi. Nhưng con dê lại đáp, ôi Bà La Môn, nhỏ nhoi thay sự bảo vệ của ông, to lớn thay nghiệp ác tôi làm. Sau đó, vị Bà La Môn và các đệ tử liền đi theo bảo vệ để không ai có thể bắt giết chặt đầu nó. Được thả, con dê đi đến bụi cỏ mọc sau lưng một tảng đá để ăn. Khi nó đang vươn mình ra gặm cỏ, chợt sét nổi lên đánh trúng vào tảng đá. Một mảnh đá bị đánh vỡ văng ngay vào cổ con dê, chặt đứt đầu, khiến nó chết tại chỗ. Nhiều người kéo đến xem và tận mắt chứng kiến sự thật vô cùng đáng sợ này. Từ đó trở đi, họ không dám giết hại sinh vật để cúng tế nữa. Câu chuyện thứ 5, chim sẻ trả thù. Vợ của Tạ Mỗ hỏi, thưa bác sĩ, bệnh tình của nhà tôi liệu có khá hơn chút nào không? Bác sĩ lắc đầu không nói gì hết. Nguyên vì trên lưng Tạ Mỗ bỗng nhiên mọc một cái mục nhọt bự và xung quanh có vô số mục nhọt nhỏ. Họ cố gắng dùng đủ loại thuốc để chữa trị nhưng vẫn không có hiệu quả. Bác sĩ nói, căn bệnh này không thể chữa với loại thuốc bình thường được. Tình trạng này thì không thuốc nào mà tiền có thể mua để chữa lành nổi. Một vài danh y khác bảo, đây là một thứ bệnh hết sức hiểm nghèo, một loại bệnh hiếm thấy và chưa từng biết đến. Đó là chứng bệnh nhiều con chim chầu một vị vua. Khi bà Tạ Mỗ nghe các bác sĩ nói vậy, thì bà thét lên và ngã xuống bất tỉnh. Tạ Mỗ là người rất giàu, thuở nhỏ ông vốn là một em bé nghèo, nhưng sau trở nên phú quý nhờ làm nghề thợ mộc, cần mẫn và tánh tình lương thiện. Ông thực ra không có thói quen xấu nào, nhưng có một điểm yếu đặc biệt như nhiều người Trung Hoa khác là thích ăn nhậu. Do đó, khi tổ chức cuộc hội họp hay tiệc tùng, ông đã chi phí rất nhiều tiền để sắm sửa các món ăn vô cùng tốn kém. Anh ta khoái nhất là dùng cái thực đơn hết sức đặc biệt và cầu kỳ sau đây. Món ăn này là sau khi nấu thịt một con vật lớn mập, người ta nhồi vào bụng con vật nhiều chim sẻ. Người dự tiệc khi ăn dùng đũa tách bụng con vật ra sẽ thấy la liệt những chim sẻ đã nấu hầm nhét trong đó. Món ăn được gọi là bách điểu triều vương, trăm con chim chầu một vị vua. Hẳn nhiên, bà Tạ Mỗ hoảng kinh, rất sợ hãi khi nghe vài thầy thuốc bảo rằng chồng bà mắc chứng bệnh giống y như món ăn khoái khẩu mà ông thích nhất. Nhiều năm qua đãi tiệc, Tạ Mỗ đã giết hại vô số chim sẻ để ngày nay ông bị quả báo gặp phải căn bệnh quái ác như vậy. Bất cứ ai có mục nhọt đều biết rõ bị nó hành hạ nhức nhối ra sao. Không những chúng gây đau đớn mà còn xông mùi hôi thối. Trải qua nhiều tháng, Tạ Mỗ khổ sở vì căn bệnh và cuối cùng ông nhắm mắt lìa đời. Những người bạn giàu có cũng không thể làm được gì để cứu giúp ông vì ông bị quả báo đã giết nhiều chim sẻ. Câu chuyện thứ 6, chuyện người giết heo. Có một ông tên là Kunya, làm nghề giết heo đã hơn 50 năm. Mỗi lần giết heo, ông lấy chày đập lên mình con heo cho thịt nó sưng lên và mềm đi. Xong ông banh hàm con heo đặt vào miệng nó một cái niêm nhỏ, rồi rót nước sôi vào bụng để súc ruột, tống hết phân dơ ra ngoài. Tiếp đó, ông đổ nước sôi lên mình con heo cho sạch, rồi thui lớp lông cứng bằng một cây đuốc. Rồi người đồ tể chặt đứt đầu con heo bằng một thanh kiếm, hứng máu phun ra vào đĩa, bôi máu hứng được lên mình con heo, rồi quay chín nó. Cuối cùng, ông giữ lại một phần thịt để ăn, phần còn lại mang đi bán. Trong hơn 50 năm, ông đều giết heo như thế. Quả báo là, lúc sắp chết,
ông đóng lên en ét và bò quanh nhà giống như con heo trong vòng 7 ngày. Họ hàng, người thân đều vô cùng kinh hãi. Họ chặn hết các cửa, nhốt ông ở trong nhà, không cho bò ra bên ngoài. Vài vị tỳ kheo đi ngang qua cửa nhà Kunya, nghe tiếng en ét ồn ào thì tưởng là tiếng heo kêu. Về đến tinh xá, họ ngồi bên Đức Phật và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong 7 ngày vừa qua, cửa nhà đồ tể Kunya đóng kín và ngày nào cũng giết heo. Thế Tôn nghĩ xem bao nhiêu là heo bị giết. Hiển nhiên, ông ta không có một chút từ bi và hoàn toàn thiếu lòng trắc ẩn. Từ trước tới giờ chúng con chưa thấy ai độc ác như thế. Đức Phật nói: Này các tỳ kheo, Kunya không giết heo trong 7 ngày qua. Sự trừng phạt thích đáng với nghề đồ tể giết heo đã xảy đến bất ngờ. Ngay khi ông ta còn sống, cực hình của địa ngục A Tỳ đã hiển hiện. Vì cực hình này, ông ta bò tới bò lui trong nhà suốt 7 ngày, kêu la en ét như một con heo. Hôm nay, Kunya sẽ chết và sẽ bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Câu chuyện thứ 7: Người giết bò. Trong tích truyện Pháp Cú có kể về một người giết bò. Ông này làm nghề đồ tể cũng đã hơn 50 năm. Mỗi lần giết bò để bán, ông đều giữ lại phần thịt ngon nhất cho mình và gia đình ăn. Một hôm, như thường lệ, ông bán hết thịt và chỉ chừa lại một miếng. Ông đưa cho vợ nấu cơm rồi đi ra ao tắm. Đúng lúc đó, một người bạn chạy qua nhà ông mua thịt về làm thức ăn đãi khách. Bà vợ bèn nói: Thịt đã bán hết rồi, chỉ còn một miếng, chồng tôi để lại ăn bữa nay nên không thể bán cho anh được. Khi nghe như thế, người bạn nghĩ: Mình biết ông ấy sẽ không ăn nếu không có thịt. Giờ đã hết thịt bán, chỉ còn lại một miếng, dành để ăn thì chắc gì ông ấy chịu bán cho mình. Và người này tự để lại tiền rồi lấy miếng thịt đi. Bà vợ thấy vậy nhưng không làm sao ngăn cản được. Ông chồng tắm xong lên, nhìn mâm cơm chỉ có rau cải mà không có thịt bò. Ông hỏi: Tôi đưa cho bà miếng thịt để làm cơm, vậy miếng thịt đâu rồi? Bà vợ kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ông chồng nghe. Sau khi nghe xong, ông nói: Không có thịt thì dứt khoát tôi không ăn. Dù bà vợ năn nỉ thế nào, ông cũng kiên quyết bắt dẹp mâm cơm đi. Vì phải có thịt, ông mới ăn được. Rồi ông tức giận cầm dao đi ra ngoài, tới chỗ con bò đang bị cột gần đó, thò tay vào miệng, lôi lưỡi nó ra, cắt đứt rồi đem vào nhà, bỏ mặc con bò rống lên trong đau đớn. Sau đó, ông mang nướng trên lò than để ăn với cơm. Ngay khi ông vừa cắn một miếng lưỡi bò thì chẳng may cắn đứt lưỡi của mình. Máu tuôn thành dòng từ miệng. Ông bò quanh sân nhà rống lên đau đớn như con bò bị cắt lưỡi. Ngay lúc đó, ông nhận hình phạt cho nghiệp ác mà mình vừa gây ra: trộm chó giết ăn thịt. 5 năm trước, Hạ Tiên Sinh hơn 40 tuổi, con trai ông là Cúng được 12 tuổi. Ngay từ nhỏ, Cúng đã hết sức ương bướng. Sau khi cho đi học, không những nó ham chơi, chẳng chịu học hành, ưa đánh nhau, lại thường xuyên trốn học. Cha, mẹ, thầy giáo đều bó tay hết cách đối với thằng bé. Cúng quậy tưng làm cho cả nhà không được yên. Em gái Hạ Tiên Sinh một lòng tin Phật, biết đây là nghiệp báo ăn gia đến đòi nợ. Cô muốn nhờ Phật Pháp giáo dục thằng bé, giúp anh mình giải mối lo. Thế là cô dẫn anh đến gặp Hòa Thượng Diệu Pháp cầu cứu. Cũng hy vọng anh mình thấy Ngài trí huệ mà phát tâm tin Phật. Hòa Thượng chăm chú nhìn ông Hạ và hỏi: Ngày xưa anh có giết qua con chó nào không? Dạ không, xưa nay con chưa từng giết qua con chó nào. Hạ Tiên Sinh nhấn mạnh: Vậy sao? Con chó đó lông màu vàng, trên lưng đốm đen,
lúc ấy anh khoảng chừng 20 tuổi. Sư phụ nói rõ thời gian và tả kỹ hình dáng con chó. Hạ Thiên Sinh nhớ lại chuyện thuở xưa và nói: "À, hồi đó còn làm ruộng tại vùng Hắc Long Giang, do mấy thằng bạn đồng công tác suốt thời gian dài không được ăn miếng thịt nào nên đã lén trộm con chó vàng của làng bên cạnh. Tụi nó thì bắt và giết chết chó, phần con chỉ phụ tá giúp lột da mổ bụng làm thịt giùm thôi. Anh có ăn một chén thịt nữa mà." "Dạ, đương nhiên là vậy rồi, con đã phụ giúp, lẽ nào không ăn cho đỡ thèm?" Ông Hạ cười nói: "Anh đã lột da, lại còn mổ bụng, xẻ thịt chó, làm vậy cũng đồng như giết chó. Đến thời điểm này thì chính con chó đã đầu thai làm con anh, tìm anh mà báo oán đó." Mặt ông Hạ đầy bất bình, tức tối nói: "Như thế quá vô lý và không đúng chút nào. Trước tiên, con chó phải tìm kẻ bắt nó, giết nó mà báo án mới hợp lý chứ. Và lại, bọn họ cũng ăn thịt nhiều hơn con mà. Tại sao lại nhắm vào con, còn đâu phải là người giết nó?" Sư phụ giải thích: "Chuyện đến nay đã hơn 20 năm. Có lẽ nó đã tìm tới những người kia báo thù rồi, nhưng không nhất định là phải đầu thai làm con họ. Phàm những kẻ tham dự việc bắt chó, giết ăn, sớm muộn gì đều phải trả báo hết. Còn như ai trả báo trước, ai bị báo sau, chuyện này không nhất định. Bởi vì nghiệp lực và phúc đức mỗi người khác nhau, nên thời gian trả báo cũng có sớm muộn chẳng đồng. Người có phúc báo lớn một chút thì đời này đời sau cũng chưa thọ báo. Đợi đến nhiều đời nhiều kiếp sau, phúc hết thì họ mới trả báo. Điều này vốn không nhất định mà." Hòa thượng thở dài, cố sức nhắc nhở ông Hạ: "Ôi, ta biết anh không tin những gì ta nói. Hôm nay anh đến đây cũng là cùng Phật có duyên. Ta hy vọng anh có thể cởi bỏ phiền não, cho nên mới giảng về nhân quả cho anh nghe. Còn số mệnh anh, số mệnh gia đình đều nằm trong tay của chính anh. Tất cả đều có thể chuyển đổi." Ngừng một chút, hòa thượng tha thiết nói: "Nếu như anh có thể sám hối tội giết con chó, hằng ngày chịu khó tụng kinh Phổ Môn Quan Thế Âm Bồ Tát, hồi hướng công đức cho con chó đó, đồng thời dùng tâm nhẫn nại giáo dục con, thì con anh sẽ thay đổi tốt đấy. Anh nếu càng chân thành thì con anh thay đổi càng nhanh. Nói ngược lại, nếu như anh không thể làm theo lời ta, đợi đến lúc con anh 17 tuổi, nhà anh sẽ phát sinh việc lớn, và sau đó con anh có thể tạo họa, sa vào lao ngục, ngàn vạn lần chớ nên khinh thường." Hạ Thiên Sinh nghe xong không nói gì, mắt cụp xuống, mặt hiển lộ vẻ không tin. Anh hoàn toàn chẳng tiếp nhận lời khuyên vàng ngọc của hòa thượng. Thời gian qua như tên bay, chớp mắt con trai ông Hạ đã 17 tuổi. Trong quá khứ, suốt mấy năm ở trường học, hành vi xấu ác của thằng bé đã khiến cho nó bị đuổi học. Ông Hạ vì vậy phải tốn rất nhiều tiền để duy trì học bạ cho con. Nhưng ông vô phương dạy dỗ, thằng bé ngày càng hư đốn khó bảo, một mực kình chống cha. Vì nó mà vợ chồng ông Hạ thường xuyên cãi lẫy, thậm chí đánh nhau ầm ĩ. 5 năm sau, gia đình ông giống như chiến trường, không có ngày nào được ăn. Mùa xuân năm nay, đêm giao thừa, hai vợ chồng vì con mà gây gổ dẫn tới đánh nhau tưng bừng. Người mẹ réo đứa bé trợ giúp, thằng cún bây giờ cao 1m8, huyết khí bừng bừng, vừa nghe tiếng mẹ hô quán là nó chạy tới giữ chân cha lại, vật ông té nhào, nó tiếp tục giữ chặt chân cha để mẹ nó đánh thỏa thích, cho đến khi ông ngất đi, họ mới kêu xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Cuối cùng ông Hạ phải ly hôn, thằng con đi theo mẹ. Sau đó còn gì xảy ra nữa thì tôi không biết. Tôi thật rất tiếc cho Hạ Thiên Sinh. 5 năm trước, nếu ông chịu nghe lời hòa thượng khuyên dạy thì có lẽ đã tránh được những điều không hay cho ông lẫn thằng cúng. Nhân chuyện này tôi thắc mắc hỏi:
Bạch Hòa Thượng, ngài hãy giải thích vì sao mang thân chó. Hòa Thượng thở dài đáp, con người được tôn là loài chí linh trong vạn vật, biết mai đồ mặc, chế tạo đủ thứ vật chất văn minh để phục vụ cho cuộc sống của mình. Nếu làm người mà nhân cách phẩm hạnh không xứng với vị trí con người, cứ hành động phi pháp, trái đạo, luôn mưu hại kẻ khác, đánh mất nhân phẩm, thì cuối cùng sẽ thay đổi đầu mặt làm kiếp thú. Câu chuyện thứ 9, chuyện người thợ săn. Trong kinh Tiểu Bộ, chuyện con khỉ Kulananjiya kể về một anh thanh niên chuyên làm nghề săn bắn. Hôm đó anh vào rừng nhưng không săn được con thú nào. Trên đường trở về nhà, nhìn thấy một cây bàng rất to cuối cánh rừng. Anh ta bèn đi đến chỗ cái cây với hy vọng sẽ săn được con vật gì đấy. Lúc đó, trên cây bàng có hai con khỉ đang đút thức ăn cho khỉ mẹ bị mù. Mắt thấy người thợ săn đã lại gần, chúng không kịp đưa khỉ mẹ đi nên đành để khỉ mẹ ngồi đó, rồi tìm chỗ núp giữa các cành cây. Người thợ săn đứng dưới gốc cây, nhìn lên thì phát hiện ra khỉ mẹ và dương cung định bắn. Thế vậy, khỉ anh liền ra xin anh ta tha cho khỉ mẹ và giết nó để thay thế. Người thợ săn bèn dùng tên bắn con khỉ anh rớt xuống. Sau đó, anh ta dương cung định bắn tiếp khỉ mẹ. Khỉ em thấy vậy cũng đi ra van xin và nguyện chết thay cho mẹ mình. Người thợ săn liền dương cung bắn khỉ em, rồi bắn nốt cả khỉ mẹ. Xong, anh ta gom ba xác khỉ lại, cho lên đòn gánh mang về. Trong lúc ấy, sấm sét nổi lên đánh xuống nhà người thợ săn độc ác, thiêu cháy vợ, con và cả căn nhà. Về đến cổng làng, một người ra báo tin dữ cho anh ta biết. Quá sầu khổ vì mất vợ mất con, anh ta quăng đòn gánh cây cung, bỏ lại quần áo, khóc than chạy vào nhà. Đúng lúc ấy, một cây cột nhà bị gãy rơi xuống làm vỡ đầu anh. Anh ta chết ngay tại chỗ và bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Câu chuyện thứ 10, hồn trâu đòi mạng. Ở huyện Nam Đầu, tỉnh Tứ Xuyên, có cư sĩ Lưu Tịnh Mật. Trong nhà ông có một cô làm thuê họ Nhiếp. Đời trước, cô này sinh sống bằng nghề đồ tể, đã từng giết 96 con trâu. Những con trâu này sau khi chết đều biến thành hồn quỷ và theo cô để báo thù. Cô Nhiếp cũng là người Tứ Xuyên, từ khi xuất gia về sau thường bị quỷ phá hoại. Mỗi năm phát bệnh mấy lần, mỗi lần phát bệnh như vậy cô phải chịu thống khổ không thể nào tả xiết. Tháng 2 năm 1932, cô Nhiếp đến nhà cư sĩ Lưu Tịnh Mật xin làm thuê. Một hôm, bỗng nhiên cô phát bệnh nặng, toàn thân bị mục đỏ giống như bị băng đỏ, đã đau đớn mà lại vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Vì chịu không nổi nên cô định nhảy sông tự tử, nhưng bị mọi người phát hiện và ngăn cản nên cô vẫn còn sống. Cô luôn cào xuống đất và tru lên giống như chó điên. Đã vậy, cô còn hát bài ca giết trâu mà hát có vần có điệu. Nội dung bài hát kể về những nỗi khổ của con trâu sắp chết. Cô đi lang thang khắp nơi và hát ầm ĩ không ngừng. Cư sĩ Lưu Tịnh Mật đến thăm cô. Vừa nhìn thấy cư sĩ Lưu, cô nói: lão gia, tôi không phải là cô Nhiếp. Chúng tôi là hồn trâu. Đời trước cô Nhiếp ở huyện Vạn đã giết chúng tôi. Tất cả có 96 sinh mạng bị giết. Hôm nay chúng tôi đến đây để đòi mạng, xin ông đừng có can dự vào việc của chúng tôi. Cư sĩ Lưu Tịnh Mật nhìn thẳng vào cô Nhiếp, nói với hồn của 96 con trâu: các người thật hồ đồ, không chịu truy cứu nguyên nhân vì sao đời trước cô Nhiếp lại giết các người. Do các người đã từng sát hại cô ta, nên mới đầu thai lên làm trâu để cho cô ta giết hại. Bằng không, tại sao cô ta chỉ giết 96 mạng mà không giết nhiều hơn, cũng không giết ít hơn?
tất cả mọi việc đều có nguyên nhân cả. Hôm nay, các người không nhớ mình đã từng giết cô ta, mà chỉ nhớ cô ta giết các người, nên mới trở lại làm quỷ để báo thù. Cứ oan oan tương báo như vậy đến bao giờ mới chấm dứt? Cuối cùng cũng chỉ xoay đi lộn lại trong luân hồi để trả nợ lẫn nhau. Các người nghĩ xem, hôm nay các người giết cô ta, rồi tương lai cô ta sẽ giết lại các người, vậy thì sẽ như thế nào? Hồn của 96 con trâu nói: Ông nói rất có lý, đích thật chúng tôi quá hồ đồ, nhưng máu trên cổ chúng tôi vẫn chưa khô, sự đau đớn vẫn chưa nguôi, do bị thống khổ hoành hành, cho nên chúng tôi mới có ý niệm báo thù. Cư sĩ Lưu Tịnh Mật liền nói: Chuyện này giải quyết không khó. Nói xong, ông liền sai người hầu lấy nửa ly nước. Ông niệm ba biến cam lộ chân ngôn, rồi mời những oan hồn đó uống. Tất cả oan hồn này vốn dĩ là trâu. Khi thành quỷ, chúng có khả năng đi lại như người, nhưng đầu vẫn là trâu, hai chân trước biến thành tay, nhưng cong queo như hai chi trước của khủng long vậy, nên không cầm được ly để uống. Chúng liền nói: Chúng tôi không có tay, làm sao cầm ly cho được? Cư sĩ Lưu Tịnh Mật sai người hầu bưng ly nước kề sát miệng cô nhiếp, nhờ vậy bọn chúng mới uống được. Không ngờ vừa uống xong, tất cả bọn chúng đều vui mừng nói rằng: Nước này thật kỳ diệu, chúng tôi vô cùng khỏe khoắn, cổ chúng tôi lành hẳn rồi, tất cả móng đều rụng, sừng cũng mất. Nói xong, cả bọn nhảy nhót vui mừng. Cư sĩ Lưu Tịnh Mật lại xưng tán cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và dạy bọn chúng niệm Phật. Xưng tán xong, cư sĩ hỏi bọn chúng: Nếu các người được vãng sanh về thế giới cực lạc, vĩnh viễn không còn chịu luân hồi thống khổ, vậy các người có muốn về đó không? Những oan hồn trâu liền đáp: Thế giới cực lạc thật sự tốt đẹp như ông nói, thì lý gì chúng tôi lại không muốn về? Nhưng nghiệp chúng tôi nặng quá, sợ không về được. Nếu các người phát nguyện niệm Phật, một lòng cầu sanh cực lạc, ta sẽ thỉnh Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn các người, đồng ý không? Tốt quá, tốt quá, nhưng chúng tôi đã bị đói khát rất lâu rồi, xin ông hoan hỷ cho chúng tôi một ít thức ăn. Cư sĩ Lưu gật đầu đồng ý, ông lấy một ly nước, cơm và niệm bãi biến thực chân ngôn, rồi đổ vào bụi trúc. Một lát sau, các oan hồn đó nói: Chúng tôi đã ăn rất no, cảm ơn ông, cảm ơn ông. Cư sĩ Lưu Tịnh Mật đứng trong cửa sổ, lấy ba cây hương xoay về hướng Tây, phụng thỉnh Đức Phật A Di Đà, lại niệm chú vãng sanh, chú Đại Bi, tâm kinh Bát Nhã và niệm thánh hiệu Bồ Tát, thỉnh các ngài đến tiếp dẫn tất cả các hồn trâu này vãng sanh cực lạc. Bỗng nhiên có một con trâu trong số chúng nói lớn: Mau lên các bạn, lão gia vừa thỉnh, Đức Phật A Di Đà liền đến, ngài đang đứng ngoài cửa sổ chờ chúng ta. Các bạn xem, Đức Phật rất trang nghiêm, toàn thân màu vàng óng, đẹp quá, đẹp quá, chúng ta mau theo Đức Phật A Di Đà về cực lạc. Lúc đó, vợ của cư sĩ Lưu đang đứng bên cạnh hỏi ông: Ông có thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không? Nói như thế nào? Cư sĩ Lưu Tịnh Mật đáp: Tôi đã thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm, đẹp đẽ hơn trong kinh diễn tả rất là nhiều. Trước khi những oan hồn đó vãng sinh cực lạc, chúng chắp tay cảm tạ cư sĩ Lưu và nói: Chúng tôi vô cùng cảm tạ ông đã giúp đỡ, làm cho oán thù nhiều đời nhiều kiếp của chúng tôi đều được tiêu hết. Nhiều năm nay, chúng tôi luôn theo cô nhiếp để làm hại cô ta, khiến cô ta luôn chịu nỗi thống khổ. Chúng tôi thật ngu muội, cứ tưởng làm như vậy thì sẽ trả được thù, sẽ hả giận. Ai dè làm vậy, chính chúng tôi cũng bị thống khổ. Hôm nay nương vào oai lực của chư Phật, chư Bồ Tát được vãng sanh cực lạc. Hy vọng ông có thể từ bi cũng khuyên cô nhiếp niệm Phật, tương lai cùng vãng sinh Tây Phương. Chờ đến lúc lão già cùng phu nhân vãng sinh,
chúng tôi sẽ theo Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn các vị. Nói xong liền đi ngay. Trải qua một giờ đồng hồ sau, cô Nhíp tỉnh dậy. Cư sĩ Lưu hỏi cô đáp: vừa rồi trong lúc ngủ, con gặp một giấc mộng, con thấy có một bầy trâu rất hung dữ chạy sòng sọc về phía con. Trên đầu chúng đầy máu me, vô cùng đáng sợ. Trong lúc nguy cấp ấy, bỗng nghe tiếng của lão già, cảnh vật trước mắt tức thì biến đổi. Mặt đất bằng phẳng, cây cối tốt tươi, ai nấy cũng ưa thích. Kế đó, nghe những con trâu khen cơm thơm, thấy tất cả bọn chúng ăn rất ngon lành, thậm chí chúng còn nhảy cẩn lên. Những gì xảy ra sau đó còn không được rõ. Sau sự việc này, cô Nhíp không còn bị oan hồn quấy phá nữa. Cô cũng bắt đầu phát nguyện ăn chay trường và niệm Phật. Mùa xuân năm 1934, cư sĩ Lưu Tịnh Mật phát tâm xuất gia tại Tây Khang, phát hiệu Tuệ Định. Đây là câu chuyện thật, ông đã ghi chép lại trước khi xuất gia. Câu chuyện thứ 11: bắn chim 3 năm, quả báo 18 năm chạy máu đau đớn. Chuyện kể của một Phật tử ở Hồng Kông về gương nhân quả theo quan niệm của Phật giáo mà anh ta trải nghiệm. Khi còn đi học, tôi hoàn toàn không tin Phật, Bồ Tát, tội, phước đức hay nhân quả báo ứng gì cả. Tôi cho rằng đây là chuyện của những người mê tín, thiếu học vấn, chứ còn người có học thức thì không tin những chuyện này. Khi còn nhỏ, tôi sống ở tỉnh Quảng Đông. Thời gian đó và ở nơi đó, tôi đã gặp chuyện nhân quả báo ứng mà chính bản thân tôi bị. Trải qua hơn 20 năm, vở kịch kinh hoàng này mới được diễn xong. Máu và nước mắt đã làm tôi tỉnh ngộ, nhận thức của tôi thay đổi 360 độ. Vì không muốn ai dẫm lên vết xe đổ của tôi xin viết câu chuyện có thật của bản thân mình để mọi người đừng làm cái việc như tôi đã từng làm. Và đây cũng là cách sám hối mà tôi đã thực hành bao năm nay. Năm 1960, vì hoàn cảnh khó khăn, tôi buộc phải nghỉ học khi đang học trung học phổ thông. Từ Quảng Xuyên, tôi trở về quê hương để phụ gia đình làm rẫy. Do còn quá trẻ, nhận thức kém, tôi suốt ngày sống buông lung, không có mục đích. Lúc bấy giờ đang là thời kỳ cách mạng văn hóa. Ở thôn quê gần 10 năm thì mọi tín ngưỡng tôn giáo đã bị dẹp sạch hoàn toàn. Thanh thiếu niên lớn lên chỉ tin khoa học, tuyệt đối không được tin Phật, tin nhân quả. Đương nhiên, tôi cũng không là trường hợp ngoại lệ. Do cuộc sống quá vô vị, tẻ nhạt, tôi nghĩ phải tìm cách giải trí gì đó để kích thích cuộc sống. Vả lại, lúc đó vật chất, thực phẩm vô cùng thiếu thốn, thèm thịt còn hơn thèm á phiện nữa. Do đó, tôi tích góp tiền trong nhiều năm mua được cây súng hơi. Từ khi có súng, tôi lấy việc săn bắn chim làm thú vui. Bắn được chim, tôi liền đem về làm thịt, ăn cho có thêm chất dinh dưỡng. 2-3 năm sau, nhờ bắn chim nhiều nên kinh nghiệm càng dày dặn. Tôi trở thành xạ thủ bắn chim có tiếng. Tôi thường nấp vào những đám ruộng hoang, bên rừng cây hoặc vào trong núi để tìm chim bắn. Chỉ cần nghe thấy chim hót trên cây, tôi liền mò đến và giương cung bắn. Trong nháy mắt, viên đạn trong nòng súng của tôi đã ghim vào con chim. Máu nó tuôn chảy, nhỏ thấm vào lá cây. Một lúc sau mới rớt xuống, nhưng mắt của nó vẫn giương to không chịu nhắm lại. Hình như nó còn luyến tiếc bầu trời trong xanh, cánh rừng tươi mát, đàn con dại trong tổ đang chờ mẹ, cha đi kiếm mồi về, hay là nó không nhắm mắt vì thù hận tôi. Có nhiều con khi bị bắn trúng rơi xuống đất, vẫy cánh yếu ớt vài cái rồi mới chết, lông mao bay tứ tung, máu chảy nhầy nhụa. Có những con chim chỉ bị thương, nó cố dùng chút hơi tàn để chạy trốn thì tôi đuổi theo ngay, quyết không để nó trốn thoát. Có khi đuổi mệt quá, tôi liền cho nó ăn thêm một viên đạn nữa. Cũng có khi tôi lần mò theo vết máu để tìm. Rất nhiều con chim khôn lắm, biết trốn vào cỏ. Khi tôi phát hiện ra,
thì thấy nó đang dãy dụa, miệng há hốc, máu trong miệng tú ra. Thế mà tôi nào biết thương nỗi thống khổ của nó. Lúc ấy tôi chẳng mãi may động lòng, hành động tàn nhẫn của mình, cũng không hề có cảm giác tội lỗi, mà còn cho đó là thú vui nhất trên đời, nên càng ra sức bắn giết. Tôi có thể bỏ cả ngày đi săn lùng chúng mà không thấy mệt mỏi. Vì đã giết quá nhiều chim, cho nên bất luận tôi đi đến đâu, trên tay có cầm súng hay không, tất cả chim muông vừa thấy tôi là tự dưng chúng đều bay mất dạng. Thậm chí có những đàn chim rất lớn, chúng đang tìm mồi, vừa thấy bóng dáng tôi từ xa là chúng lập tức bay ngay. Động tác của chúng vô cùng vội vàng, chẳng những vậy mà chúng còn hốt hoảng kêu la nữa. Do vô minh, tôi không biết rằng do sát khí của mình quá nặng, khiến chim muông vừa thấy bóng tôi liền chạy trốn vì quá sợ hãi. Thời gian tôi bắn chim không lâu, chỉ trong khoảng 3 năm, từ năm 18 tuổi cho đến năm 20 tuổi. Nhưng vì là tai thiện xạ, lại rất say mê, nên số lượng chim trời bị tôi bắn rất nhiều. Có ngày bắn được mấy chục con. Không có người thân bên cạnh, người trong làng cũng không ai khuyên bảo, tôi lại càng dấn thân sâu vào tội lỗi. Mãi sau, tôi dần nhận thấy hành động của mình quá tàn nhẫn, tôi mới bỏ việc bắn chim. Một lần nọ, tôi tình cờ gặp được một người bị dân trong làng cho là gàn dở, mê tín và côn đồ. Tôi và ông ta cùng đi chung một đoạn đường. Ông kể cho tôi nghe chuyện có liên quan đến báo ứng. Thú thật, lúc ấy những tư tưởng được nhòi sọ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã ăn sâu trong trí, nên tôi không một chút tin tưởng vào lời ông. Nhưng sâu trong tâm khảm tôi vẫn còn lắng động âm hưởng những gì ông nói. Tôi thường thấy bất an vì những hành động trước kia của mình. Tôi bắt đầu đi tìm người để thỉnh giáo. Nhưng những người trong làng, họ đâu có tin tội phước, đâu có tin nhân quả báo ứng, biết hỏi ai bây giờ. Mai sau, giữa cánh đồng có một ngôi miếu bị bỏ hoang. Trong ngôi miếu ấy có một ông lão, ngày ngày lo việc hương khói. Tôi liền đến thỉnh giáo. Sau khi nghe tôi kể về những hành động tội ác trước kia của mình, ông suy nghĩ một lúc rồi nói: theo chỗ tôi được biết, vấn đề của anh thì nếu đã biết sợ tội ác thì phải mau chóng quyết tâm sửa lỗi lầm. Lúc nào anh cũng phải có tâm nguyện, thà chết chứ không làm việc ác nữa thì mới mong cứu vãn bớt việc ác báo sau này. Đó chỉ là lý thuyết, nhưng thực tế chẳng hề dễ dàng, đơn giản như vậy. 2 năm sau, tôi phát hiện ở hậu môn của mình có 5-6 cục trĩ. Nó thường làm cho tôi đau đớn thống khổ vô cùng, nhất là những lúc đi vệ sinh. Trước giờ, bệnh trĩ là căn bệnh mà mọi người thường gặp. Chỉ cần tìm một vị bác sĩ chuyên khoa thì sẽ bớt ngay. Tôi liền đi mời một vị bác sĩ giỏi về bệnh trĩ đến chữa bệnh. Cách trị liệu của ông ta là dùng một loại thuốc nước có mùi rất thối xoa vào những cục trĩ đó, mục đích để cho thuốc này ăn mòn dần dần những cục trĩ. Hàm lượng thạch tính trong thuốc nước của ông rất cao. Thạch tính là hợp chất arsenium, ký hiệu AS, màu vàng, vị đắng, rất độc. Mỗi ngày ông đến nhà để thoa thuốc. Sau đó, mỗi cục trĩ ông châm một cây kim. Nhiều năm lão luyện, tay nghề ông rất giỏi, cộng thêm ông dùng thuốc tê. Vì vậy, khi châm kim vào, tôi không có một chút cảm giác đau đớn. Nhưng khoảng 5 giây sau khi châm, tôi thấy trong tim hồi hộp khó chịu, hô hấp bắt đầu khó khăn, thấy trời tối sầm, tình hình không mấy khả quan. Không được rồi, bác sĩ. Tôi dùng hết sức mới nói được mấy tiếng đó. Nói xong, tôi không còn sức để thở nữa. Lúc ấy, trước mắt chỉ là màn đen tối mịt. Dù tôi cố mở to mắt cũng không thấy được gì hết. Tay chân run rẩy, rung lắc giống như thây ma treo cổ bị gió lùa. Tiếp theo là co giật, giống như người mắc bệnh kinh phong. Cảm giác như bay lơ lửng trong không trung. Tâm tôi tuy vẫn tỉnh táo sáng suốt, nhớ rõ từng hành động cử chỉ của mình, nhưng vô cùng khó chịu.
tôi nghe rất rõ tiếng hô hoán của bạn tôi đang đứng bên cạnh để chăm sóc. Bác sĩ không ổn rồi, anh ta sẽ chết mất, không cần thoa thuốc nữa, hãy mau mau rút kim ra đi. Anh ta la tiếp. Máu chảy ra nhiều quá kìa bác sĩ, chất độc trong thuốc nước của ông đã xâm nhập vào máu của bạn tôi rồi. Rồi anh ta làm náo động cả lên. Cảm giác của tôi lúc đó rất lạ kỳ. Tôi thấy hình như có người rót nước vào miệng cho tôi uống. Khoảng nửa giờ sau, tôi dần dần tỉnh lại. Kiểm tra lại thì đâu có ai cho tôi uống nước lúc đó. Và nguyên nhân là do vì muốn bệnh mau lành nên ông bác sĩ đã bỏ hàm lượng thạch tín vào trong nước thuốc khá cao. Chất thạch tín theo cục trĩ xâm nhập vào mạch máu, mà mạch máu thì thông với tim, vì vậy mới khó thở khi thoa thuốc. Nhờ phước duyên tôi đã trở lại từ cõi chết. Đây là lần thứ nhất tôi nếm sơ mùi vị của cái chết. Những lỗ kim châm này lại là nguyên nhân chính khiến cho sau này càng khó chữa trị. Trải qua 18 năm, những lỗ kim vẫn không lành. Do trĩ ngoại liền với mạch máu nên những lỗ kim này giống như cái ống dẫn máu ra ngoài. Do đó, máu cứ tiếp tục chảy ra, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây. Do lần chữa trị đầu tiên đã mắc sai lầm, nên máu càng ngày càng ra nhiều. Lúc bình thường thấy ít ra máu, lâu lâu mới chảy ra vài giọt. Nhưng khi đi đại tiện thì thật kinh hồn. Vừa ngồi xuống, thấy máu chảy ra như nước từ trong người chảy ra qua đường tiểu tiện. Máu chảy mạnh giống như lúc bác sĩ châm kim vào. Máu chảy xong, tiếp theo là huyết tương chảy ra thành vòi. Huyết tương là chất nước màu vàng của máu sau khi loại bỏ hết huyết cầu. Mỗi ngày tôi phải đi đại tiện một lần. Mỗi lần như vậy đồng nghĩa là tôi mất ra cả một bô huyết tương. Chỉ vài tháng sau, da tôi trắng bạch, tay chân run rẩy, mắt bắt đầu mờ dần. Nhiều người thấy tình cảnh như vậy, họ thương quá, ai cũng bảo tôi đi mời bác sĩ về chữa, bằng không hậu quả khó lường được. Tôi lại đi mời một vị bác sĩ giỏi về bệnh trĩ. Ông ta là một bác sĩ chuyên khoa rất nổi tiếng ở một bệnh viện lớn. Ông bảo tôi hãy yên tâm, ông chữa mau và đặc biệt không đau, vì không tiêm chích, chỉ thoa thôi. Ông dùng thuốc giả nhuyễn, mỗi ngày thoa lên cục trĩ sẽ khô và tự rụng. Ông còn bảo đảm chỉ sau một tuần toàn bộ những cục trĩ của tôi đều rụng hết mà vĩnh viễn không còn chảy máu nữa. Đương nhiên, khi nghe vị bác sĩ nổi tiếng hứa như thế, tôi vô cùng vui mừng, đặt hết hy vọng vào ông. Ngờ đâu, ngay đêm hôm đó, tôi rất muốn đi đại tiện. Nó thúc giục giống như bị tiêu chảy vậy. Tôi nhờ người bạn dìu đến nhà vệ sinh, mà hơn nửa tiếng không ra được một chút phân. Trải qua mấy tiếng, càng ngồi lại càng mắc. Tôi cố nhẫn nại ngồi, cho đến khi hai chân không còn cảm giác, đến nỗi ngủ gục trong nhà vệ sinh. Anh bạn chờ lâu quá đã vào phòng ngủ một giấc, giật mình dậy mới dìu tôi vào phòng ngủ. Nhưng chưa kịp leo lên giường, tôi lại trở ra đi cầu tiếp. Cứ như thế, suốt đêm tôi cứ chạy đi chạy lại liên tục, thống khổ đến mức chảy nước mắt, toàn thân run lên. Vậy mà sự thống khổ này kéo dài liên tục suốt 7 ngày đêm, mà thống khổ của đêm sau lại hơn đêm trước. Trong lúc thống khổ cực độ, tôi ngước mặt lên hỏi ông trời. Ông trời ơi, tôi đã phạm tội gì mà phải chịu thống khổ như thế này? Dẫu bị như vậy, tôi vẫn chưa tỉnh ngộ, đấy là lúc quả báo đến. Sự trừng phạt giống như ở địa ngục. Nhưng qua 7 ngày, tôi bỗng dưng dần dần khỏe trở lại. Những búi trĩ cũng khô và rụng từ từ, máu không còn chảy nữa. Tôi hết sức vui mừng. Nhưng chỉ 6 tháng sau, bệnh trĩ lại tái phát trở lại. Chẳng những thế mà còn phát rất mau, máu cũng bắt đầu chảy ra như trước. Bi kịch tiếp tục tái diễn. Tôi lại phải tiếp tục tốn kém tiền bạc để chữa trị. Ngày nào cũng chảy máu, thân thể tôi suy nhược hẳn đi, dẫn đến chứng mất máu kinh niên. Các búi trĩ làm tôi vô cùng khó chịu, giống như bị lửa thiêu, dao cắt. Tôi đau đớn trong từng giây từng phút
không lúc nào yên. Biết bao nhiêu vị bác sĩ giỏi, nổi tiếng đều bó tay, đành dư mắt nhìn tôi quằn quại trên giường mà không còn biết làm gì cả. Riết rồi tôi cũng bị hội chứng sợ hãi bác sĩ, vì bao nhiêu người chữa trị bệnh cũng không bớt mà còn đau đớn đủ kiểu, nên tôi quyết định không chữa trị theo y học nữa. Cũng chính vì quyết định đó nên tôi lại bị điều tiếng thị phi trong làng là trốn tránh lao động. Kỳ thực lúc này tôi cũng chẳng còn chút hơi sức để làm việc chi nữa. Thời đó là còn thời kỳ bao cấp, ai nấy cũng phải lao động sản xuất làm ruộng, rẫy, nên việc tôi không chịu chữa chạy bác sĩ dấy lên mối nghi hoặc của người dân trong làng. Người thì nói, có bác sĩ mà không chịu chữa, vậy rốt cuộc nó bị bệnh thật hay là giả? Người khác thì bòi thêm, bệnh trĩ của nó là giả, trốn tránh lao động mới là thật. Sau đó, trưởng thôn, phó thôn gọi bác sĩ lấy cớ cùng đến thăm tôi, nhưng thật ra để dò la, điều tra. Biết mục đích của họ, tôi vào nhà vệ sinh đại tiện. Giống như thường ngày, máu chảy ra cả một đống lớn, rồi tôi gọi mọi người vào xem. Trưởng thôn vốn không tin tôi bị bệnh thật, nên vào xem ngay. Vừa nhìn thấy, ông vô cùng kinh hãi thốt lên. Ôi, máu ra nhiều thế này à! Sau đó, nể lời mọi người khuyên bảo, tôi quyết định để ông bác sĩ, được cho là thần tiên giáng thế, chữa trị thêm một lần nữa. Thằng ôi, lại thêm một lần nữa, máu vẫn chảy, đau đớn vẫn còn nguyên. Ông bác sĩ thần tiên cũng đành bó tay, rồi lặng lẽ bỏ đi. Có lúc tôi chịu đựng đau đớn hết nổi, tôi khóc than rên la thảm thiết, trên gò má nước mắt trộn lẫn mồ hôi chảy ròng ròng, tóc tai bù xù. Tôi bấu chặt quần áo mềm mùng, có lúc xé rách, hai chân đạp tấm nệm đến mức rách bươm, chẳng khác chi người điên là mấy. Ai thấy cũng đều lắc đầu thở dài, có nhiều người đã rơi nước mắt khi thấy cảnh thống khổ của tôi. Trong lúc quằn quại trên giường chịu đựng sự đau khổ, tôi chợt phát hiện ra nếu để mông cao hơn đầu thì sự đau đớn sẽ giảm đi một ít, tức là nằm theo tư thế treo ngược. Tôi nhờ bạn tôi lấy mền gối chồng lên nhau để lại lại giống như mái nhà, rồi tôi leo lên đó, đầu thấp xuống và nâng cao mông như thế trồng cây chuối. Tôi không nhớ rõ mình trải qua bao nhiêu ngày đêm như vậy, tôi chỉ nhớ trừ lúc ăn cơm đi vệ sinh, còn suốt ngày luôn sống với tư thế treo ngược, kể cả lúc ngủ nghỉ. Rồi đến một ngày, khi đang ở tư thế treo ngược như thế, khi máu chảy ra động thành vũng rồi thấm vào mền chiếu, nằm trên vũng máu đỏ tươi, tôi thẳng thốt nhận ra cảnh tượng đó rất giống những con chim trước kia bị tôi bắn chết. Máu của chúng nó cũng chảy rớt xuống những cành lá cây. Trời ơi! Tư thế treo ngược của mình với tư thế những con chim bị tôi bắn trước đây, không hay không khác. Đây không phải là quả báo nhãn tiền đó sao? Đúng là nợ máu phải trả bằng máu, nhân quả công bằng, một sợi tơ cũng không sót. Cái cảnh tôi đang chịu đựng trong đau đớn đó không phải là hình phạt trong địa ngục đó sao? Tôi bắt đầu tỉnh ngộ ra rằng tất cả những nỗi đau khổ của con người chẳng phải do ông trời làm ra, mà chính là những tư tưởng xấu, hành động ác mà con người đã tạo trong đời này hoặc trong đời trước mới là nguyên nhân con người phải chịu mọi thống khổ trong hiện kiếp. Muốn cải đổi vận mệnh, chỉ có một con đường duy nhất là năng làm việc lành, tích chứa âm đức mà thôi. Khi được thấu suốt, tôi đã không còn oán hận những vị bác sĩ đã hại mình nữa. Ngược lại, tôi lại vô cùng biết ơn họ vì họ đã giúp tôi sớm trả xong món nợ máu. Nếu họ không chữa sai, có lẽ tôi còn mang bệnh tới già hoặc tiếp đến đời sau tiếp tục trả. Sau khi có nhận thức đúng đắn về cuộc đời, tôi luôn luôn sám hối trong tâm, có lúc sám hối cho đến khi chịu không nổi khóc trống lên mới thôi. Tôi quyết tâm lấy công chuộc tội, tự nhủ tranh thủ lúc còn trẻ, gấp rút lo tu hành để cải thiện vận mệnh đời mình. Sau đó tôi thường nhờ bạn bè đi mua động vật để phóng sinh. Hằng ngày gặp những cơ hội phóng sinh, cứu sinh vật là tôi đều không bỏ qua.
Đồng thời tôi cũng dùng hết khả năng của mình để giúp đỡ người bệnh tật, nghèo đói. Tôi cũng thường ráng hết sức lực để bí mật đến ngôi đền giữa cánh đồng, lễ bái và cúng thí cho các oan hồn uổng tử ở mười phương, giúp họ được ấm no. Nói ra cũng thật kỳ lạ, từ sau khi tôi bố thí phóng sinh, cơn thống khổ của bệnh trĩ của tôi dần dần giảm thiểu một cách rõ ràng, máu cũng chảy ít hơn. Dần dần cách 2-3 ngày, rồi đến một tuần mới phát một lần mà không cần tới thuốc men chi cả. Nửa năm sau, bệnh bắt đầu bình phục, người tôi có da thịt trở lại, có thể đi lại mà không cần người dìu như suốt mười mấy năm qua. Tôi càng vui mừng nên ra sức làm việc thiện quanh năm suốt tháng như vậy. Bệnh trĩ từ 8 rồi 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng mới phát một lần. Đến mùa xuân năm trước, nó hết còn chảy máu và cơn đau hết hẳn. Tính ra, từ khi phát bệnh cho đến khi lành hẳn, hết cả thảy là 18 năm. 7 năm trước, tôi may mắn được đến Hồng Kông, nhưng còn may mắn hơn nữa là gặp được Phật Pháp. Từ đó, niềm tin của tôi đối với nhân quả báo ứng càng thêm kiên cố. Tôi giác ngộ sâu sắc. Mục đích đời người chẳng phải là tiền rừng bạc biển, nhà cao cửa rộng hoặc danh cao chức trọng mới làm rạng rỡ tâm phong. Chỉ cần siêng năng làm thiện pháp, tích chứa âm đức, không sát sinh, làm lợi vật lợi người, cửu huyền thức tổ nhờ đó mà được siêu thăng, thì ta sẽ không thấy hổ thẹn một đời. Câu chuyện thứ 12: Cá đầu thai báo thù. Có một chú Sa Di pháp danh Thích Thông Huệ, chú xuất gia khi mới tầm 8 tuổi. Bổn phận của chú hàng ngày chỉ là quét sân chùa, làm những việc lặt vặt. Đến năm 14 tuổi, chú Sa Di Thông Huệ được các thầy giao cho công việc gánh nước. Mỗi ngày phải xuống núi gánh khoảng 20 gánh nước lên cho mọi người sử dụng. Một hôm, trong lúc chú gánh nước lên núi, có một bà bán cá đội trên đầu một cái chậu đựng đầy cá ra chợ bán. Khi đi ngang qua gánh nước của chú Sa Di, bà dừng lại hạ cái chậu cá xuống đất, vô ý thế nào làm văng một con cá vào thùng nước chú Sa Di đang gánh. Thế là thùng nước trong lành của chú bị con cá đó làm cho tanh ngòm đi, không thể dùng được nữa. Nhất là ở trong chùa kỵ mùi tanh của thịt cá nên buộc phải đổ đi. Do khi đó chưa hiểu đạo nhiều, chú nổi cáo lên, nhìn con cá mà tiếc công sức mình hì hục gánh nước gần về đến nơi, lại vì con cá này mà đành đổ đi hết. Tức quá, chú túm lấy con cá khi nó đang còn sống, đập mấy phát liền vào thùng nước, vừa đập vừa chửi rủa nó, và đương nhiên con cá chết ngay tại đó. 30 năm sau, chú Sa Di đã trở thành một thiền sư. Sau khi sư trụ trì Viên Tịch, ngài tiếp nối làm trụ trì ngôi chùa đó. Một hôm đang ngồi thiền trong chùa thì có một vị tướng trẻ tên là Trương Tuấn dẫn quân đi ngang qua chùa. Viên tướng trẻ vào chùa nhìn thấy thiền sư Thông Huệ, trong tâm bỗng dưng bừng bừng khởi lên sự giận dữ mà chính Trương Tuấn cũng không hiểu được là vì sao. Trương Tuấn không kiềm chế được, liền rút kiếm ra định đâm vị thiền sư mà mình chưa từng gặp bao giờ. Khi ấy thiền sư mở mắt, điềm tĩnh nói: "Ta đã chờ ông 30 năm rồi." Viên tướng Trương Tuấn liền hỏi: "Tại sao tôi với ngài chưa từng gặp nhau lần nào? Đây là lần đầu tiên tôi đi qua vùng này, vậy mà không hiểu vì sao cảm giác trong tôi thay đổi bất thường. Vừa nhìn thấy ngài là tôi muốn giết ngài liền." Thiền sư Thông Huệ trả lời: "Không phải ngẫu nhiên, mọi chuyện đều có nhân duyên của nó." Nói rồi, thiền sư kể lại câu chuyện đập chết con cá 30 năm về trước. Sau khi đập chết con cá, ngài cảm thấy rất hối hận. Ngài hay sám hối về việc này, và chắc hẳn ngài cũng thường tạo các công đức hồi hướng cho con cá ấy, và ngài sẵn sàng chờ đợi cái ngày mà quả báo xảy đến, khi mà con cá tìm đến báo thù. Ngày đó cuối cùng đã đến. Thiền sư nói tiếp: "Con cá đó đã chuyển kiếp thành người, chính là ông đó."
Sở dĩ hôm nay ông đi ngang qua đây, không dưng cảm thấy nóng giận, muốn lấy mạng tôi, là vì kiếp trước tôi đã giết ông. Khi bị giết, ông đã khởi tâm sân hận, muốn báo thù. Khi tái sinh, ông không nhớ kiếp trước của mình, nhưng tôi biết và tôi đã chờ đợi ngày này từ nhiều năm qua. Trương Tuấn nghe xong liền hạ thanh kiếm xuống, sau đó ông ta xin xuất gia làm đệ tử của thiền sư Thông Huệ. Chính nhờ sự sám hối và hồi hướng công đức cho ăn gia trái chủ, chính là con cá đó, thiền sư Thông Huệ đã hóa giải được mối oan oan tương báo mà nếu là người khác không hiểu đạo chắc chắn sẽ tạo thành mối thù truyền kiếp. Kiếp này ông giết tôi, kiếp sau tôi giết ông, không biết bao giờ mới chấm dứt. Câu chuyện thứ 13. Hành nghề bắt lương, mất mạng dưới sông. Tại vùng Tô Châu ở Trung Hoa, có một cái quán ăn nổi tiếng về món mì lương. Chủ nhân của quán, Đới Đại Phan, là một con người xấu xa. Y rất tàn ác và ích kỷ. Hàng quán của ông rất đắt khách, không ai sánh kịp, là vì y có nghệ thuật nấu lương rất độc đáo. Y đem lương bỏ vào trong một cái chảo và nấu những con lương còn sống với các cây đinh nhọn. Ông bắt cái chảo lên bếp lửa, những con lương bò quanh cố gắng thoát ra ngoài. Bị đinh nhọn cắt đứt thân thể, máu đỏ của lương trộn thấm với mì và biến thành một món ăn khoái khẩu, thơm ngon tuyệt hảo đối với nhiều thực khách. Một hôm, Đới Đại Phan đang tính tiền nơi bàn toán, y ngã đầu ra sau, cười đắc chí và nói: "Ta thu nhập càng ngày càng khấm khá nhỉ?" Đới Hỷ Tính, con trai y nói: "Ba ơi, chúng ta đổi nghề khác đi ba, làm tiền bằng cách này sao thấy tàn nhẫn quá, mặc dù chúng ta trở nên giàu có." Đới Đại Phan mắng con: "Cái thằng nhỏ u mê kia, sống ở đời có ai mà chẳng ham tiền. Mày muốn đổi nghề gì nào? Đổi nghề khác thì có được nhiều lợi như thế này không? Mày con nít ăn nói hồ đồ." Thế rồi một ngày kia, Đới Đại Phan đi đâu không thấy về. Người con Đới Hỷ Tính đi tìm kiếm cha khắp nơi. Cuối cùng một người hàng xóm lại báo tin họ đã tìm thấy xác ông ở dưới sông. Đới Hỷ Tính liền chạy ra bờ sông, gặp mọi người dân làng đang đứng nhìn thấy một cảnh tượng thật khủng khiếp. Hàng nghìn con lương bu lại cắn và nhận chìm thi thể ông Đới Đại Phan xuống nước cho đến chết. Rắn nhập hồn báo thù. Vào khoảng năm 1978, chùa chúng tôi xảy ra một biến cố làm cho tất cả mọi người có thêm kinh nghiệm rùng rợn về tái sinh và nghiệp báo. Nếu biến cố này xảy ra trước năm 75 thì chắc hẳn những tờ nhật báo thao hồ khai thác để làm tiền thiên hạ, và chùa chúng tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít vì cái cảnh dập dìu tài tử gia nhân đua nhau tìm tới chùa tìm hiểu sự vụ, hòng kiểm chứng những lời tường thuật của báo chí. Nhưng vì sự cố đã xảy ra vào một thời rất căng cho các chùa chiền, thêm nữa, chùa chúng tôi ở nơi thật hẻo lánh, trên núi, thì còn ai biết được một sự cố hy hữu đã xảy đến. Đương sự hiện nay là một ni cô đã ngoài 30, tốt nghiệp đại học và đang ở Sài Gòn để theo cao học. Một hôm, về thăm chốn tổ, chùa Trúc Lâm nằm trên đường đi Lăng Khải Định. Chúng tôi gặp nhau và nhân lúc cao hứng, cô đã kể lại câu chuyện đời của cô cho tôi nghe. Tâm tưởng, pháp danh cô bé lúc mới vào chùa. Trước kia, vào khoảng năm 1978, là một nữ sinh viên Đại học Sư phạm Huế sắp ra trường. Cả gia đình cô không ai biết đạo Phật là cái gì cả. Cô đang lưu trú trong cư xá của đại học vì nhà ở tận dưới quê xa. Một hôm, cô về thăm nhà, ở lại trong căn phòng nhỏ, thức đêm ôn bài cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Giữa khuya,
thình lình có một con rắn lớn bò qua cửa sổ vào phòng. Cô hét lên, đánh thức cả nhà. Cha cô đang ngủ, nhổm dậy, cầm cây then cửa phóng về hướng con rắn và lập tức đập nó chết. Không lâu sau đó, ông tự nhiên bỏ ăn bỏ uống, nằm dài suốt ngày này qua tháng khác, thân hình mỗi lúc một tiều tụy. Chở đi bệnh viện thì bác sĩ không khám ra được bệnh gì, đành về nhà nằm tiếp. Cô gái trở lại đại học xá, đang học thi thì bỗng được tin cha chết. Cô chạy như bay về nhà, vào lúc giữa trưa đứng bóng. Cô chạy ngay giữa đường, xe hơi, nhưng kỳ lạ thay, không bị một chướng ngại gì suốt cả quãng đường dài gần 20 cây số. Người cha đã được khâm liệm bỏ vào quan tài. Khăn kín mít chỉ chờ cô về để đưa ma vì phải làm theo giờ giấc mà ông thầy coi lịch số đã định. Cô gái hùng hổ từ ngoài chạy vào nhà, gạt tất cả mọi người ra mà đâm bổ vào nơi đặt quan tài cha. Đến nơi, cô dùng hai tay trần bứt tất cả dây nịt quan tài, mở tung nắp quan hòm, moi vứt ra mọi vật dụng tẩm liệm rườm rà phủ trên xác chết cho đến khi lộ gương mặt thay ma. Rồi cô dùng 10 ngón tay cào cấu gương mặt ấy cho rách nát, xong chạy ra giữa đường cười ha hả la lên: "Ta đã trả được mối thù, ta đã trả được cả hai mối thù." Mọi người quá bất ngờ, không kịp phản ứng, vì cứ ngỡ cô gái thương cha muốn tới gần quan tài để khóc lóc cho hả. Đến khi cô làm mọi sự nói trên một cách chớp nhoáng, họ không kịp trở tay và vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh phi thường của cô gái đang bị quỷ nhập. Nhiều người đàn ông lực lưỡng xông vào ngăn cản nhưng đều bị gạt cho té nhào. Sau đó, hồn ma ứng vào miệng cô để đọc lên một bài thơ dài. Theo đó, người ta được biết câu chuyện đại khái như sau. Nguyên kiếp trước, cô là một người đàn ông đã có vợ. Người đàn ông này ngoại tình và lại còn về giết vợ. Người vợ chết trong tâm trạng uất hận nên đã tái sinh làm con rắn. Còn người đàn ông có lẽ do nghiệp ngoại tình tái sinh làm cô gái trong đời hiện tại. Thảo nào gương mặt cô bé do ấn tượng tiền kiếp vừa qua không mang vẻ nữ tính cho lắm. Con rắn bò vào nhà toàn cắn chết cô gái để trả mối thù xưa, thì lại bị cha cô đánh chết. Thần thức của người đàn bà bị tình phụ kiếp trước, tức của con rắn bị giết kiếp này, đã nhập vào cô con gái, bắt cô phải cào nát mặt cha cô. Khi tỉnh dậy, nghe thuật lại những gì mình đã làm, cô gái vô cùng đau khổ. Gia đình cô cũng từ đấy càng ngày càng sa sút. Hồn ma báo oán không những nhập vào cô gái, làm cô khi tỉnh khi say, mà còn khiến tất cả các thành viên trong gia đình cũng trở nên dở dở ương ương từ ngày cha cô chết. Đôi khi, vào những ngày thất trai tuần của người cha, vị thầy đang tụng kinh phải rợn óc vì tiếng cười rùng rợn của tất cả mọi người trong gia đình đang quỳ sau lưng. Cô gái bỏ học, về nhà thức suốt 3 đêm thắp hương giữa trời, cầu khẩn vị nào có phép thần thông. Cô chưa hề biết Phật, xin hãy giải mối oan khiên nghiệp chướng cho cô. Lời cầu nguyện của cô đã cảm đến một vị thiền sư trong cõi vô sắc. Vị ấy nhập vào xác cô gái, bắt người anh phải đưa cô lên chùa Trúc Lâm xin hòa thượng thế phát quy y. Trong nhà không ai biết đến chùa và hòa thượng, nhưng cô gái cương quyết bảo người anh cứ theo cô là được. Nói xong, cô gái lôi người anh chạy như bay giữa đường trường gần 20 cây số lên tới chùa Trúc Lâm. Tới nơi, trong khi người anh sụp lại hòa thượng trụ trì như tế sao, xin hòa thượng cứu cho em gái, thì cô gái cứ đứng sừng sững, ngang nhiên nhìn hòa thượng mà mỉm cười. Hòa thượng quắt mắt nhìn cô gái, quát lên: "Quỳ xuống!" Hồn ma trong xác cô vẫn không quy phục, cứ nhìn chằm chằm vào hòa thượng mà cười ngạo nghễ. Khi hòa thượng rút con roi bằng gỗ dâu sắp dán lên người cô gái và quát lần thứ hai:
quỳ xuống. Thì cô gái mới từ từ quỳ xuống, nhưng vẫn nhìn hòa thượng mà mỉm cười nói: vì muốn độ cho nữ này mà tôi phải quỳ trước sư đệ. Theo những gì xác cô gái nói thì đấy là một thiền sư mang một cái tên bằng tiếng Phạn đã phiên tịch 200 năm, hiện trú cõi vô sắc. Vì cảm lời cầu khẩn của cô gái nên muốn giúp cô ta đi tu để giải thoát oan nghiệp nhiều đời giữa cô và con rắn. Theo vị thiền sư thì giữa đôi bên đã có oan nghiệp từ 500 năm chứ không phải mới đời trước và đời này. Thiền sư yêu cầu hòa thượng độ cho cô gái xuất gia. Hòa thượng bèn gửi cô gái qua chùa ni bên cạnh cho sư trưởng tôi dạy bảo. Khi tỉnh, cô gái sinh hoạt rất bình thường và tuyệt nhiên không nhớ được điều gì đã xảy ra, trong khi vị thiền sư mượn xác cô để nói chuyện với hòa thượng. Cũng do áp lực vô hình của vị thiền sư, cô lên trường đại học sư phạm nhiều lần xin nghỉ học để xuất gia, nhưng nhà trường không chấp thuận. Cuối cùng, một chuyện kỳ lạ xảy đến làm cho bạn bè và nhà trường phải chấp thuận cho cô nghỉ học vì lý do bệnh thần kinh. Một lần bước vào cổng trường là cô tự nhiên bị câm, không thể nói một tiếng nào cho đến khi ra khỏi cổng. Nhiều lần như vậy, trước sự chứng kiến của những nhân viên trong trường, nên họ phải làm chứng cho cô được nghỉ học vì bệnh điên. Trở về chùa, cô gái hành điệu như tất cả những người tập sự xuất gia khác, nhưng thỉnh thoảng cô lại bị oan hồn con rắn, mà cũng là bạn đời trong kiếp trước nhập vào xác để quấy nhiễu, trách móc về chuyện không lo tu hành, có tư tưởng xấu muốn bỏ về nhà. Mỗi lần như vậy, xác cô gái lại bị một trận đòn như tử của sư trưởng tôi. Một hôm sau khi bị đòn, cô gái khóc lóc đến quỳ trước sư trưởng mà bạch: bạch sư trưởng đánh con oan ức lắm. Cô có ý nghĩ thối lui về nhà không muốn tu, nên con mới phá y. Con chỉ muốn cho cô tu hành để giải oan nghiệp giữa con và cô mà thôi. Sư trưởng tôi bảo hồn ma: bây giờ ta quy cô cho ngươi, hãy theo Phật, đừng theo nó nữa, ngươi chịu không? Dạ dạ, thế thì tốt lắm, bạch sư trưởng. Hồn ma có vẻ mừng rỡ, mượn xác cô gái để bày tỏ sự cảm ơn. Xin sư trưởng quy cô cho con luôn. Sư trưởng tôi làm phép thọ tam quy cô cho cả cô gái lẫn hồn ma đang mượn xác cô. Hồn ma được pháp danh Tâm Tính, còn cô gái pháp danh là Tâm Tưởng. Từ đấy, cô gái được yên ổn tu hành, không bị quấy nhiễu. Bẵng đi một dạo khá lâu, bỗng một đêm kia, sau giờ chỉ tịnh, khoảng 9 giờ tối, giờ mà tất cả tu sĩ trong chùa đều leo lên bồ đoàn để tọa thiền niệm Phật trước khi nằm xuống ngủ. Cô gái sòng sọc chạy vào liêu của sư trưởng trong khi người đang nhập thiền. Người quát hỏi: ai đó, Tâm Tính hay Tâm Tưởng? Cô gái trả lời ngay: dạ, con là Tâm Tính. Cô bé thị giả đang hầu quạt cho sư trưởng, vì lúc đó vào mùa an cư, khí trời khá nóng nực, nghe mà ớn lạnh toàn thân, cả mình rợn ốc. Sư trưởng bình tĩnh dạy: ta đã bảo ngươi hãy để yên cho nó tu, sao cứ theo nó hoài? Ngươi còn muốn theo nó tới bao giờ nữa? Có phải như vậy là cả ngươi lẫn nó cùng khổ cả không? Hồn ma tỏ lộ sự vui vẻ, nói qua xác cô gái: dạ, dạ bạch sư trưởng, con không theo nó nữa, con chỉ muốn đến báo cho sư trưởng một tin mừng là con đã tìm được chốn đầu thai, xin cảm tạ sư trưởng. Nói xong, cô gái chạy về chỗ ở dành cho chúng điện, và từ đấy hồn ma không bao giờ trở lại. Nghe xong chuyện ni cô kể, khi kể chuyện này thì cô gái đã là một vị tỳ kheo ni trong đạo. Tôi cũng cố được vài kinh nghiệm bổ ích cho việc tu hành. Trước hết là tính cách giả dối tạm thời của giới tính như nam hoặc nữ và của sinh vật như người hay súc sinh. Khi bị vô minh làm mờ ám thì người nam si mê người nữ và ngược lại,
mà không ý thức được rằng hai yếu tố nam nữ không có gì là chắc thực cố định. Mỗi người qua quá trình luân chuyển, ai cũng đã vô số lần khi mang thân người nam, khi khoác lốt người nữ, cho nên hai thứ mặc cảm tự tôn, khi mang thân nam nhi và tự ti, khi khoác hình hài nữ nhân, đều vô lối. Lại nữa, bản chất mọi người đều có đủ cả hai yếu tố nam nữ, không ai thiếu. Chính cái cảm giác thiếu thốn tưởng tượng ấy đã đẻ ra vô số vấn đề xã hội và tâm lý. Thứ hai, chẳng những nam nữ là huyễn hóa mà người và súc sinh cũng thay nhau như bẩn. Ta không thể quyết chắc mình sẽ được mãi mãi làm người. Nếu vô tình nổi một niệm sân si trước khi chết là ta có thể thác sinh làm rắn rết như chơi. Tỷ như người đàn bà bị phụ tình đời trước vì chết trong cơn tức tối mà đã tái sinh làm thân rắn trong đời này, bất kể oan hay ưng. Vậy thì điều cốt yếu là đừng nên thù hiềm bất cứ ai vì sẽ rất nguy hiểm cho chính bản thân mình. Nên trong kinh Di giáo, Đức Phật có dạy: nếu ai cắt xẻ thân thể người ra từng mảng từng đoạn, cũng đừng vì thế mà ôm lòng giận dữ. Lạy Phật, mong sao cho tất cả mọi người đều ý thức được hạnh phúc hiếm có mình đang hưởng là được tái sinh làm thân người, để lo tu học theo chánh pháp, không bỏ lỡ dịp mai hiếm có này. Đồng tiền dính máu, quả báo sát hại cua. Triệu Dung là người hay ngồi lê đôi mắt. Ông sống bằng nghề bắt cua đem bán. Do đó, ông đã giết hại nhiều sinh vật. Nhưng ông là một người con rất tốt. Triệu Dung không dùng tiền kiếm được cho chính bản thân mình. Ông đã lấy tiền đó để nuôi nấng chăm sóc cho bà mẹ già. Mọi người đều khen ông là một đứa con rất có hiếu. Người con thì tốt, nhưng bà mẹ lại xấu. Bà không bao giờ khuyên dạy con làm điều thiện. Bà dùng tiền của người con cung cấp vào việc tiêu xài ăn uống cho bằng thích. Một ngày nọ, bà ngã bệnh, nằm trên giường. Bà kêu rên đau đớn. Khi Triệu Dung về đến nhà, ông nhìn thấy xảy ra một cảnh tượng quá khủng khiếp. Mẹ ông có hành động như một người điên mất trí. Bà lấy cái dây gai mà hằng ngày ông dùng để cột cua, nhét đưa vào miệng và nhai nuốt xuống bụng. Ông Triệu Dung chạy đến ngăn chặn thì bà cụ lại đưa tay ra cự tuyệt. Trong chốc lát, bà lôi hết sợi dây gai ra. Vừa kéo ra xong, bà lại nuốt vào. Rồi bà cụ rên rỉ và nôn ọe. Những người hàng xóm nghe tiếng ồn liền xúm lại coi thử bà đau ốm ra làm sao. Một lát sau, người ta thấy sợi dây gai dính đầy máu và những chất dơ bẩn kéo theo từ trong phổi cũng như gan ruột của bà. Khắp phòng bay mùi tanh hôi và trước cảnh tượng quá dơ bẩn khủng khiếp đã khiến cho nhiều người hàng xóm ghê tởm nơm mửa khắp nền nhà. Sau cùng, bà cụ của Triệu Dung ngồi dựa lưng vào chiếc gối. Bà lẩm nhẩm nói một mình: con ta đã bắt giết hại nhiều cua bán để kiếm tiền. Đây là hành động tội ác chống luật thiên nhiên. Nhưng nó có hiếu đã dùng tiền đó cấp dưỡng nuôi ta. Nhưng rất tiếc là ta đã không biết dùng số tiền này để làm việc phước đức, mà ta đã tiêu xài lãng phí những đồng tiền dính máu đó vào sự ăn uống của ta cho bằng thích. Mới vậy giờ đây ta đành chịu quả báo trả món nợ máu khủng khiếp này. Ta phải rửa sạch nội tạng trong thân thể của ta, hay là ta sẽ chịu khổ đau do hành động ác đức của mình gây ra. Triệu Dung hối hận vì nghề sinh sống của ông đã tạo nên sự giết chóc đau khổ cho những con cua vô tội. Rồi hai mẹ con cùng khóc và khóc thảm thiết. Nhưng sau nhiều ngày trôi qua, bà mẹ của Triệu Dung đã từ trần một cách đau đớn. Câu chuyện thứ ba, những con gà chọi báo thù. Ba tôi là tay làm cựa gà. Đó là một cái móc sắt
gắn vào chân gà chọi để tăng sát thương khi chiến đấu, có tiếng ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh và cũng là tay sát cá nhất nhì ở các hồ câu cá giải trí. Ba tôi làm nghề này đã 20 năm rồi, thu nhập cao lắm, nhưng ông bà ta thường nói, nghề nào sinh nghiệp nấy, quả thật không sai. Mỗi khuya, cứ từ 1 giờ đến 3 giờ là ba tôi lại kêu lên từng hồi như gà gáy. Hai con mắt tuy nhắm lại, nhưng đảo qua đảo lại như mắt gà. Đã vậy trong giấc ngủ, ba thường thấy rất nhiều người đàn ông lực lưỡng to khỏe, chân đầy máu đến đòi mạng ba, rồi mê man nói nhảm. Thỉnh thoảng ba còn dậy đành đạch như cá mắc cạn. Tôi có lai người ba kêu ba dậy nhưng không được. Thật sự tôi rất sợ ba bị mấy vong hồn báo oán, nhưng không biết làm gì ngoài niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi lần tôi niệm A Di Đà thì ba không sao nữa, mà thường còn tỉnh dậy hỏi tôi nãy giờ có thấy ai không. Tránh được vài lần chứ sao tránh được suốt đời. Có lần ba trúng thương hàn, sốt mê man phải đưa đi bệnh viện. Lúc đưa ba lên xe cấp cứu, tôi thấy có một người đàn ông đô con vạm vỡ, mặt mày hung dữ, chân đầy máu, rượt theo chiếc xe như muốn giết người vậy. Tôi đưa tay chỉ cho nội coi đó là ai, thì nội nói tôi bị hoa mắt. Thật ra thì nội biết đó là vong hồn gà trống, đòi mạng, nhưng nội không muốn tôi sợ thôi. Sở dĩ có vong hồn gà đòi mạng vì theo lệ là những con gà nào đá thua đều bị lấy làm thịt. Chân đầy máu là vì chúng bị cựa đâm vào nhau. Dù trực tiếp hay gián tiếp đều là hại mạng chúng, nên sau khi chết chúng oán hận ba tôi. Có lần tôi ngủ, mơ thấy một người đàn bà miệng đầy máu, có vết thương to, nhỏ, dẫn theo cả trăm, cả ngàn đứa con lý nhí. Tôi nhờ nội giải mộng thì mới biết đó là một trong những con cá mà ba câu được. Vì oán hận ba tôi đã không để nó sinh con mà khiến cả mẹ và chục ngàn đứa con đều chết, nên không muốn siêu thoát mà quay về báo thù. Có lẽ vì vậy mà đôi khi ba tôi dãy đành đạch như cá mắc cạn. Sau lần đó tôi bắt đầu niệm chú Đại Bi hàng đêm để giảm bớt nghiệp chướng cho ba và cầu siêu cho những vong hồn đang oán hận ba. Mỗi đêm tôi tụng năm biến chú Đại Bi và niệm danh Bổn Sư Thích Ca, Quán Thế Âm đến khi ngủ mới thôi. Và điều kỳ diệu nhất là chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi thành tâm niệm Phật, tụng chú Đại Bi thì ba tôi đã ngủ ngon giấc, không bị mấy vong hồn oán hận theo báo thù nữa. Tôi tin ba tôi đã giảm bớt nghiệp rồi. Đến nay đã hơn 2 tháng, tôi vẫn đều đều tụng chú Đại Bi. Tôi đã thuộc lòng và đọc ro ro không cần nhìn sách nữa. Chỉ mới gần đây thôi, tôi mơ thấy rất nhiều người đàn ông, đàn bà đến cười với tôi rồi biến mất. Tôi tin rằng đó là những vong hồn, gà, cá mà tôi giết, nay đã được siêu thoát nên họ quay lại cảm ơn. Song tôi sẽ không dừng ở đó mà vẫn tiếp tục tụng kinh niệm Phật, cầu an cho gia đình, vì giờ đây tôi đã có niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự mầu nhiệm của Phật Pháp. Câu chuyện thứ 4, chuyện về con dê. Trong kinh Tiểu Bộ có chép một câu chuyện mang tên Chuyện đồ ăn cúng người chết, nội dung như sau. Một hôm, các đệ tử đến bạch với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con thấy nhiều người giết hại sinh mạng của các loài hữu tình để làm đồ ăn cúng cho người chết. Như vậy có được hạnh phúc hay lợi ích nào không? Đức Phật trả lời, cúng đồ ăn cho người chết như vậy không có lợi ích gì, bởi hành động sát sinh không thể mang lại lợi ích. Nói vậy xong, Đức Phật kể một câu chuyện thời quá khứ. Có vị Bà La Môn nọ chuẩn bị giết một con dê để cúng cho người chết. Trước khi giết, ông sai các đệ tử đem con dê ra bờ sông, tắm rửa sạch sẽ, cho ăn uống đầy đủ và đeo vòng hoa lên cổ nó. Các đệ tử làm y lời thầy dạy.
Nhưng khi họ vừa đeo vòng hoa xong và chuẩn bị dắt con dê về, tự nhiên nó cười rất lớn. Sau khi cười một lát, nó lại khóc rất to. Thế vậy, họ hết sức ngạc nhiên, bèn hỏi, tại sao ngươi cười rồi lại khóc? Con dê nói, tôi sẽ trả lời câu hỏi này trước mặt thầy của các ông. Họ dắt con dê về và trình bày lại tất cả sự việc cho vị thầy Bà La Môn nghe. Nghe xong, ông ta hỏi con dê, tại sao ngươi cười? Con dê trả lời, thuở trước tôi cũng là một vị Bà La Môn thông thuộc kinh Vệ Đà giống như ông. Vì giết một con dê mà tôi lại quả báo làm dê, bị chém đầu trong 499 lần sống chết. Đây là lần sống chết thứ 500 và cũng là lần cuối cùng. Hôm nay tôi sẽ thoát khỏi sự đau khổ ấy. Nghĩ vậy tôi cảm thấy sung sướng. Do nhân duyên này cho nên tôi cười. Vị Bà La Môn hỏi tiếp, vậy tại sao ngươi lại khóc? Con dê trả lời, tôi chỉ chặt đầu một con dê để cúng tế mà phải chịu khổ hình chặt đầu tới 500 lần. Khi giết tôi, ông cũng giống như tôi, phải chịu khổ hình bị chặt đầu trong 500 đời sống. Vì thương xót ông sẽ bị quả báo đó nên tôi khóc. Khi nghe như vậy, vị Bà La Môn kia sợ hãi đến rợn cả tóc gáy. Ông ta bảo, thôi, tha cho ngươi, ta sẽ không giết ngươi nữa. Xin cảm ơn ông, nhân nghiệp của tôi đã đến lúc phải trả. Dù ông có giết hay không, thì hôm nay tôi cũng phải chết. Vị Bà La Môn liền nói, không sao đâu, ta sẽ đi theo bảo vệ ngươi. Nhưng con dê lại đáp, ôi Bà La Môn, nhỏ nhoi thay sự bảo vệ của ông, to lớn thay nghiệp ác tôi làm. Sau đó, vị Bà La Môn và các đệ tử liền đi theo bảo vệ để không ai có thể bắt giết chặt đầu nó. Được thả, con dê đi đến bụi cỏ mọc sau lưng một tảng đá để ăn. Khi nó đang vươn mình ra gặm cỏ, chợt sét nổi lên đánh trúng vào tảng đá. Một mảnh đá bị đánh vỡ văng ngay vào cổ con dê, chặt đứt đầu, khiến nó chết tại chỗ. Nhiều người kéo đến xem và tận mắt chứng kiến sự thật vô cùng đáng sợ này. Từ đó trở đi, họ không dám giết hại sinh vật để cúng tế nữa. Câu chuyện thứ 5, chim sẻ trả thù. Vợ của Tạ Mỗ hỏi, thưa bác sĩ, bệnh tình của nhà tôi liệu có khá hơn chút nào không? Bác sĩ lắc đầu không nói gì hết. Nguyên vì trên lưng Tạ Mỗ bỗng nhiên mọc một cái mục nhọt bự và xung quanh có vô số mục nhọt nhỏ. Họ cố gắng dùng đủ loại thuốc để chữa trị nhưng vẫn không có hiệu quả. Bác sĩ nói, căn bệnh này không thể chữa với loại thuốc bình thường được. Tình trạng này thì không thuốc nào mà tiền có thể mua để chữa lành nổi. Một vài danh y khác bảo, đây là một thứ bệnh hết sức hiểm nghèo, một loại bệnh hiếm thấy và chưa từng biết đến. Đó là chứng bệnh nhiều con chim chầu một vị vua. Khi bà Tạ Mỗ nghe các bác sĩ nói vậy, thì bà thét lên và ngã xuống bất tỉnh. Tạ Mỗ là người rất giàu, thuở nhỏ ông vốn là một em bé nghèo, nhưng sau trở nên phú quý nhờ làm nghề thợ mộc cần mẫn và tánh tình lương thiện. Ông thực ra không có thói quen xấu nào, nhưng có một điểm yếu đặc biệt như nhiều người Trung Hoa khác là thích ăn nhậu. Do đó, khi tổ chức cuộc hội họp hay tiệc tùng, ông đã chi phí rất nhiều tiền để sắm sửa các món ăn vô cùng tốn kém. Anh ta khoái nhất là dùng một cái thực đơn hết sức đặc biệt và cầu kỳ sau đây. Món ăn này là sau khi nấu thịt một con vật lớn mập, người ta nhồi vào bụng con vật nhiều chim sẻ. Người dự tiệc khi ăn dùng đũa tách bụng con vật ra sẽ thấy la liệt những chim sẻ đã nấu hầm nhét trong đó. Món ăn được gọi là bách điểu triều vương, trăm con chim chầu một vị vua. Hẳn nhiên, bà Tạ Mỗ hoảng kinh
rất sợ hãi khi nghe vài thầy thuốc bảo rằng chồng bà mắc chứng bệnh giống y như món ăn khoái khẩu mà ông thích nhất. Nhiều năm qua đãi tiệc, Tạ Mỗ đã giết hại vô số chim sẻ, để ngày nay ông bị quả báo gặp phải căn bệnh quái ác như vậy. Bất cứ ai có một nhọt đều biết rõ bị nó hành hạ nhức nhói ra sao. Không những chúng gây đau đớn mà còn xông mùi hôi thối. Trải qua nhiều tháng, Tạ Mỗ khổ sở vì căn bệnh và cuối cùng ông nhắm mắt lìa đời. Những người bạn giàu có cũng không thể làm được gì để cứu giúp ông, vì ông bị quả báo đã giết nhiều chim sẻ. Câu chuyện thứ 6, chuyện người giết heo. Có một ông tên là Kunya, làm nghề giết heo đã hơn 50 năm. Mỗi lần giết heo, ông lấy chày đập lên mình con heo cho thịt nó sưng lên và mềm đi. Xong ông banh hàm con heo đặt vào miệng nó một cái niêm nhỏ, rồi rót nước sôi vào bụng để súc ruột, tống hết phân dơ ra ngoài. Tiếp đó, ông đổ nước sôi lên mình con heo cho sạch, rồi thui lớp lông cứng bằng một cây đuốc. Rồi người đồ tể chặt đứt đầu con heo bằng một thanh kiếm, hứng máu phun ra vào đĩa, bôi máu hứng được lên mình con heo, rồi quay chín nó. Cuối cùng, ông giữ lại một phần thịt để ăn, phần còn lại mang đi bán. Trong hơn 50 năm, ông đều giết heo như thế. Quả báo là, lúc sắp chết, ông đóng lên en ép và bò quanh nhà giống như con heo trong vòng 7 ngày. Họ hàng, người thân đều vô cùng kinh hãi. Họ chặn hết các cửa, nhốt ông ở trong nhà, không cho bò ra bên ngoài. Vài vị tỳ kheo đi ngang qua cửa nhà Kunya, nghe tiếng en ép ồn ào thì tưởng là tiếng heo kêu. Về đến tinh xá, họ ngồi bên Đức Phật và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong 7 ngày vừa qua, cửa nhà đồ tể Kunya đóng kín và ngày nào cũng giết heo. Thế Tôn nghĩ xem bao nhiêu là heo bị giết. Hiển nhiên, ông ta không có một chút từ bi và hoàn toàn thiếu lòng trắc ẩn. Từ trước tới giờ chúng con chưa thấy ai độc ác như thế. Đức Phật nói: Này các tỳ kheo, Kunya không giết heo trong 7 ngày qua. Sự trừng phạt thích đáng với nghề đồ tể giết heo đã xảy đến bất ngờ. Ngay khi ông ta còn sống, cực hình của địa ngục A Tỳ đã hiển hiện. Vì cực hình này, ông ta bò tới bò lui trong nhà suốt 7 ngày, kêu la en ép như một con heo. Hôm nay, Kunya sẽ chết và sẽ bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Câu chuyện thứ 7, người giết bò. Trong tích truyện Pháp Cú có kể về một người giết bò. Ông này làm nghề đồ tể cũng đã hơn 50 năm. Mỗi lần giết bò để bán, ông đều giữ lại phần thịt ngon nhất cho mình và gia đình ăn. Một hôm, như thường lệ, ông bán hết thịt và chỉ chừa lại một miếng. Ông đưa cho vợ nấu cơm rồi đi ra ao tắm. Đúng lúc đó, một người bạn chạy qua nhà ông mua thịt về làm thức ăn đãi khách. Bà vợ bèn nói: Thịt đã bán hết rồi, chỉ còn một miếng, chồng tôi để lại ăn bữa nay nên không thể bán cho anh được. Khi nghe như thế, người bạn nghĩ: Mình biết ông ấy sẽ không ăn nếu không có thịt. Giờ đã hết thịt bán, chỉ còn lại một miếng, dành để ăn thì chắc gì ông ấy chịu bán cho mình. Và người này tự để lại tiền rồi lấy miếng thịt đi. Bà vợ thấy vậy nhưng không làm sao ngăn cản được. Ông chồng tắm xong lên, nhìn mâm cơm chỉ có rau cải mà không có thịt bò. Ông hỏi: Tôi đưa cho bà miếng thịt để làm cơm, vậy miếng thịt đâu rồi? Bà vợ kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ông chồng nghe. Sau khi nghe xong, ông nói: Không có thịt thì dứt khoát tôi không ăn. Dù bà vợ năn nỉ thế nào, ông cũng kiên quyết bắt dẹp mâm cơm đi. Vì phải có thịt, ông mới ăn được. Rồi ông tức giận cầm dao đi ra ngoài. Tới chỗ con bò đang bị cột gần đó,
thò tay vào miệng, lôi lưỡi nó ra, cắt đứt rồi đem vào nhà, bỏ mặc con bò trống lên trong đau đớn. Sau đó, ông mang nướng trên lò than để ăn với cơm. Ngay khi ông vừa cắn một miếng lưỡi bò, thì chẳng may cắn đứt lưỡi của mình. Máu tuôn thành dòng từ miệng. Ông bò quanh sân nhà, trống lên đau đớn như con bò bị cắt lưỡi. Ngay lúc đó, ông nhận hình phạt cho nghiệp ác mà mình vừa gây ra. Trộm chó giết ăn thịt. 5 năm trước, Hạ Tiên Sinh hơn 40 tuổi. Con trai ông là Cúm, được 12 tuổi. Ngay từ nhỏ, Cúm đã hết sức ương bướng. Sau khi cho đi học, không những nó ham chơi, chẳng chịu học hành, ưa đánh nhau, lại thường xuyên trốn học. Cha, mẹ, thầy giáo đều bó tay hết cách đối với thằng bé. Cúm quậy tưng làm cho cả nhà không được yên. Em gái Hạ Tiên Sinh một lòng tin Phật, biết đây là nghiệp báo ăn gia đến đòi nợ. Cô muốn nhờ Phật Pháp giáo dục thằng bé, giúp anh mình giải mối lo. Thế là cô dẫn anh đến gặp Hòa Thượng Diệu Pháp cầu cứu. Cũng hy vọng anh mình thấy Ngài trí huệ mà phát tâm tin Phật. Hòa Thượng chăm chú nhìn ông Hạ và hỏi: Ngày xưa anh có giết qua con chó nào không? Dạ không, xưa nay con chưa từng giết qua con chó nào. Hạ Tiên Sinh nhấn mạnh: Vậy sao? Con chó đó lông màu vàng, trên lưng đốm đen, lúc ấy anh khoảng chừng 20 tuổi. Sư phụ nói rõ thời gian và tả kỹ hình dáng con chó. Hạ Tiên Sinh nhớ lại chuyện thổ xưa và nói: À, hồi đó còn làm ruộng tại vùng Hắc Long Giang, do mấy thằng bạn đồng công tác suốt thời gian dài không được ăn miếng thịt nào, nên đã lén trộm con chó vàng của làng bên cạnh. Tụi nó thì bắt và giết chết chó, phần con chỉ phụ tá giúp lột da mổ bụng làm thịt giùm thôi. Anh có ăn một chén thịt nữa mà? Dạ, đương nhiên là vậy rồi, con đã phụ giúp, lẽ nào không ăn cho đỡ thèm? Ông Hạ cười nói: Anh đã lột da, lại còn mổ bụng, xẻ thịt chó, làm vậy cũng đồng như giết chó. Đến thời điểm này thì chính con chó đã đầu thai làm con anh, tìm anh mà báo oán đó. Mặt ông Hạ đầy bất bình, tức tối nói: Như thế quá vô lý và không đúng chút nào. Trước tiên, con chó phải tìm kẻ bắt nó, giết nó mà báo oán mới hợp lý chứ. Và lại, bọn họ cũng ăn thịt nhiều hơn con mà. Tại sao lại nhắm vào con, còn đâu phải là người giết nó? Sư phụ giải thích: Chuyện đến nay đã hơn 20 năm, có lẽ nó đã tìm tới những người kia báo thù rồi, nhưng không nhất định là phải đầu thai làm con họ. Phàm những kẻ tham dự việc bắt chó, giết ăn, sớm muộn gì đều phải trả báo hết. Còn như ai trả báo trước, ai bị báo sau, chuyện này không nhất định. Bởi vì nghiệp lực và phúc đức mỗi người khác nhau, nên thời gian trả báo cũng có sớm muộn chẳng đồng. Người có phúc báo lớn một chút thì đời này đời sau cũng chưa thọ báo. Đợi đến nhiều đời nhiều kiếp sau, phúc hết thì họ mới trả báo. Điều này vốn không nhất định mà. Hòa thượng thở dài, cố sức nhắc nhở ông Hạ: Ôi, ta biết anh không tin những gì ta nói. Hôm nay anh đến đây cũng là cùng Phật có duyên. Ta hy vọng anh có thể cởi bỏ phiền não, cho nên mới giảng về nhân quả cho anh nghe. Còn số mệnh anh, số mệnh gia đình đều nằm trong tay của chính anh. Tất cả đều có thể chuyển đổi. Ngừng một chút, Hòa Thượng tha thiết nói: Nếu như anh có thể sám hối tội giết con chó, hằng ngày chịu khó tụng kinh Phổ Môn Quan Thế Âm Bồ Tát, hồi hướng công đức cho con chó đó, đồng thời dùng tâm nhẫn nại giáo dục con,